ai phật đế thành thiền tâm các y thiền nặng nề thở dài một đôi mắt đẹp bên trong đều là vẻ tiếc nuối nàng đã sớm biết giang giật là một nhân tài tại thiên tinh đại lục bên cạnh tử vong hải nàng gặp qua giang giật hai lần tại hoang vu đông hải cứu được hắn một mạng nàng đã từng nhiều lần lên một cái ý niệm trong đầu muốn đem giang giật mang đến phật đế thành đáng tiếc bởi vì giang giật luyện hỏng thân thể khốn long thảo lại quá thưa thớt sở dĩ đoạn mất cái này tưởng niệm không nghĩ tới giang giật tại huyền thần cung bên trong lại độc chiếm dị bảo lợi dụng khốn long thảo cải tiến thể chất từ đây nhất phi trùng thiên thực lực như tên lửa tiêu thăng nhất là kia kinh khủng lôi hỏa cùng thần âm thiên ký còn có thiên hỏa đều đang nói rõ giang giật bất phàm tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng một bước sai từng bước sai giang giật tiến vào tội đảo vĩnh sinh không có hy vọng gia nhập cửu đế gia tộc cũng sẽ là cửu đế gia tộc địch nhân y thiền trong khung có một cỗ ngạo khí xem nhẹ thiên hạ nam tử giang giật xem như hắn duy nhất nhìn với con mắt khác nam tử giờ phút này cái này nam tử lại sẽ thành địch nhân của nàng, nàng cảm giác tạo hóa rất là trêu người. Giang giật y phiêu phiêu lại là giang giật, ta đế thành, một cái lầu các truyền ra một tiếng nổi giận đại hống, tà phi mấy năm qua này trôi qua thật không tốt, nương theo lấy giang giật thanh danh vang dội, hắn tà phi cũng trở thành kẻ thất bại đại danh từ, tại tà gia địa vị rất xuống ngàn trường. Trong hai năm qua hắn đại môn cũng không dám bước ra một bước, ngoại trừ bế quan tu luyện, liền là siêu tập giang giật tình báo, nghĩ hết tất cả biện pháp rửa sạch sỉ nhục, Y phiêu phiêu là giang giật giả danh sự tình, cũng không tính ẩn nấp, giang giật cũng không có ý định giấu giếm, sở dĩ tin tức rất nhanh truyền khắp thần tứ thành, cũng truyền đến đông hoàng đại lục, để tà phi phiền muộn đến kém chút thổ huyết. Thế nhưng là giang giật giờ phút này tiến vào tư đồ đại viện, về sau còn có cơ hội ám sát hắn sao? Người tới, phát động hết thảy lực lượng, truy tra giang giật hết thảy tình báo, còn có bên cạnh hắn người tình báo, có bất kỳ tin tức lập tức báo cáo. Tà phi chuẩn bị nhẫn, tiếp tục bế quan không ra, nội tâm chấp niệm, trong khoảng thời gian này bế quan để hắn tốc độ tu luyện lên nhanh, hắn không hiểu tin tưởng, hắn tuyệt đối có cơ hội chém giết giang giật, có lẽ. Hai người còn sẽ có cơ hội gặp mặt, cùng một thời gian, vũ nghịch, kiếm vô ảnh, đồ long cũng nhao nhao hạ lệch, mật thiết chú ý giang giật cùng bên cạnh hắn người bất luận cái gì tình báo, tội đảo không thể xuất hiện một tên họa đế, cũng tuyệt đối không thể để cho giang giật tiêu giao sống sót. Giang giật còn sống một ngày, bọn hắn cũng cảm giác một ngày không móc đầu lên được. Giang giật gần nhất trôi qua rất thoải mái, không có việc gì cùng Hoàng Phủ Đào Thiên Tư đổ nhất tiếu tâm sự, làm vẽ tranh, cùng Phượng Loan Thanh Ngư nghiên cứu một chút thổi tiêu thần kỹ, nghỉ ngơi mấy ngày về sau, các loại trở thành nội triệt để bình tĩnh trở lại, hắn bế quan tiếp tục xung kích nguyên lực cảnh giới, đồng thời nghĩ biện pháp dung hợp còn lại hai cái đạo văn, thuận tiện tìm hiểu một chút phần thiên thương khung đạo văn. Tiền vạn quán trong khoảng thời gian này đi sớm về trễ, còn thường xuyên không trở về Giang Bảo, hắn bị tư đồ ngạo bổ nhiệm làm tư đồ ra một cái đối ngoại thương hội người phụ trách, mặc dù còn không thể tiếp nhận thần tứ thành sản nghiệp, nhưng cũng coi là rất coi trọng, tư đồ ngạo phái một tên thiên quân đỉnh phong đi theo bảo hộ hắn, xuất nhập đều có tư đồ ra hộ vệ, an toàn có tuyệt đối cam đoan. Để giang giật có chút đắng buồn bực chính là, tư đồ nhất niệm thường xuyên chạy giang bảo đến, hắn sở dĩ nhanh như vậy bế quan, cũng là nghĩ tránh đi tư đồ nhất niệm. Cái này đóa hoa giao tiếp hiển nhiên muốn dùng chính mình mỹ lực chinh phục hắn, để hắn làm váy xòe chi thần, tư đồ ngạo đoán chừng cũng rất tình nguyện Giang Giật làm con rể của hắn. Giang Giật lựa chọn tránh đi, đồng thời để Phượng Loan cùng Thanh Ngư mịt mở chuyển cáo nàng, tiền vạn quán rất thích nàng, chắc hẳn dùng tư đồ nhất niệm thông minh khẳng định sẽ minh bạch mấu chốt trong đó. Tư đồ nhất niệm cái này nữ tử, Giang Giật rất thưởng thức, nhưng tuyệt đối sẽ không thích. Bởi vì các nàng gần như sẽ không động tình, mặc dù nhìn thời khắc hàm tình mạch mạch, kỳ thật chỉ là nàng một loại thủ đoạn mà thôi, loại cô gái này chỉ có lấy nàng, đồng thời bằng vào chân thực bản sự chinh phục nàng, nàng mới có thể triệt để yêu ngươi. Sở dĩ coi như không có tiền vạn quán, Giang giật cũng sẽ không thích tư đồ nhất nghiệp, hắn không thích chính trị thông gia, cũng sẽ không lại đi động tình. Mỗi lần nghĩ đến tô như tuyết tại Đông Hoàng Đại Lục nhận hết cực khổ, hắn đều tim như bị đau cắt, lại thế nào còn có tâm tư đi trêu hoa gẹo nguyệt. Giang giật bế quan, Giang Tiểu Nô cũng đi theo bế quan, đối với Giang Tiểu Nô tới nói, thế giới của nàng bên trong chỉ có Giang giật, Giang giật bế quan nàng không có việc gì, tự nhiên tiếp tục tham ngộ mặc vũ thần công, nàng không biết mặc vũ thần công tu luyện tới tầng thứ hai đỉnh phong thực lực sẽ như thế nào sẽ có hay không có tầng thứ ba công pháp nàng chỉ muốn tận khả năng tăng lên thực lực, để cho Giang giật không muốn tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Ở tại tư đồ trong đại viện, bất kỳ cái gì sự tình đều không cần Giang giật quan tâm, đồ dùng hàng ngày, mỗi ngày đồ ăn, bao quát thần khắp đan tư đồ ra đều vì mọi người chuẩn bị đầy đủ, thậm chí tư đồ ngạo còn làm người ta đưa tới một bộ tốt nhất bút nghiến cùng một chút vẽ tranh phương diện thư tịch, để Giang giật hảo hảo tăng lên hỏa kỹ. Giang giật chưa từng phục dụng thần khấp đan, thần khóc đối với hắn mà nói kia là đại bổ chi dược, mỗi lần đều có thể chia ra ba thanh hồn kiếm, hắn hận không thể thiên thiên thần khóc đều sẽ tiến đến. Thời gian như như nước chảy đi qua, chớp mắt ba tháng trôi qua. Giang giật thứ ngũ khỏa tinh thần cũng tu luyện gần một nửa, đáng tiếc đạo văn cũng không có nửa điểm tiến triển, bất quá phần diệt thương khung vô thuật ngược lại là có chút đột phá. Một ngày này, Giang Giật đang tu luyện, đột nhiên bị một đạo truyền âm đánh thức. Truyền âm đến từ Hoàng Phủ Đào Thiên, truyền âm nội dung để Giang Giật thân thể thoáng cái trở nên sát khí nghiêm nghị. Giang huynh đệ, thật xin lỗi, sự tình ta làm hư hại, ta để cho người ta đi đón chiến vô song cùng vân phỉ, cưỡi thanh điều thương hội đội tàu đến thần tứ đảo. Kết quả, thiên cơ thuyền bị cắt, chặn giết người là thần tứ hải thập đại sơn phỉ quân đoàn một trong, ta đoán chừng cái này quân đoàn bị đông hoàng cửu đế gia tộc gian tế đón mua. hưu Giang giật thân thể lóe lên, ra đế cung bên ngoài, hắn vung tay lên phẫn nộ quát đi, đi trước gặp tư đồ gia chủ. chương 803, tương kế tự kế, Giang giật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên mới vừa đi ra đến, liền thấy tư đồ nhất thiếu cùng tiền vạn quán vội vàng chạy đến, tiền vạn quán thật xa tựu đầy mắt ngưng trọng nói ra, lão đại, vừa mới nhận được tin tức, vô song đại ca bọn người cưỡi thiên cơ thuyền bị cắt, là ma quỷ quân đoàn làm, toàn bộ người bị chụp, chặn giết sơn phỉ đoàn trào giá một nghìn ức. Giang giật sắc mặt lạnh như hàn băng, việc này quả nhiên có quỷ, thanh điều thương hội thiên cơ thuyền, hành tẩu nhiều năm như vậy đều không có xảy ra vấn đề, ngoại trừ lần trước Hoàng Phủ Đào Thiên chặn giết, bình thường Sơn phỉ quân đoàn làm sao lại chặn giết thanh điều thương hội uy danh hiển hách, mỗi tháng sẽ còn chuẩn bị thập đại quân đoàn. Giang Huynh, đừng nóng vội, chúng ta đi trước gặp phụ thân ta đi. Tư đồ nhất tiếu gặp Giang giật ẩn ẩn có dấu hiệu bùng nổ, vội vàng đưa tay bắt lấy Giang giật nói, việc này phụ thân ta đã biết rõ, Tốt, thần tứ hải thập đại sơn phỉ quân đoàn một trong, đó cũng không phải là hắc phong quân đoàn loại này tiểu quân đoàn có thể so sánh, thành viên kia ít nhất có trăm vạn, thiên quân cường giả nhiều vô số kể, thiên quân đỉnh phong cũng không phải số ít. Bằng vào giang giật cùng hoàng phủ đào thiên, dám mạo hiểm vậy mà đi nghĩ cách cứu viện, vậy chỉ có thể không công chịu chết. Một đám người nhanh chóng đi tới hậu viện một cái cửa đại tòa thành bên trong, tư đồ nhất tiếu vừa định để ngoài cửa một gã hộ vệ đi thông báo, người kia lại khoát tay áo nói, tiểu công tử, giang công tử, Hoàng phủ công tử, tiền công tử, gia chủ nói các ngươi tới không cần truyền báo trực tiếp đi vào đi, gia chủ tại thư phòng. Đa tạ đồ thúc, tư đồ nhất tiếu nhẹ gật đầu, mang theo giang giật bọn hắn tiến vào tòa thành, đi vào một gian lịch sử tao nhã trong thư phòng, tư đồ ngạo đang ngồi ở bên trong lật xem một chút tư liệu, mọi người sau khi đi vào cũng không ngẩng đầu, chỉ là tùy ý khoát tay áo, để chúng nhân ngồi xuống. Giang giật bọn người không có ngồi, cứ như vậy sướng sờ nhìn xem tư đồ ngạo, mọi người ngoại trừ tư đồ nhất tiếu sắc mặt lạnh nhạt bên ngoài, còn lại ba người đều một mặt cấp bách, hận không thể lập tức đánh tới thần tứ hải. Ừm, nhìn một hồi, tư đồ ngạo ngẩng đầu lên, đem tư liệu ném một cái nói, ta vừa mới tra xét một phần tình báo, hiền chất, vạn quán, huynh đệ các người việc này nhưng thật ra là cái cạm bẫy, hẳn là có người đón mua ma quỷ quân đoàn, chặn giết bằng hữu của các ngươi, dẫn dụ các ngươi đi tự chui đầu vào lưới. Đương nhiên, cũng có khả năng ma quỷ quân đoàn cái này một đời thủ lĩnh, vốn chính là một phương nào thế lực ám kỳ. Còn như vì sao bọn hắn hội được biết các người bằng hữu ở này chiếc thiên cơ thuyền bên trên, hẳn là chúng ta 13 nhà trong tộc bộ có người vận dụng mạng lưới tình báo, cố ý tiết lộ ra ngoài. Cụ thể là ai cái này ta cha không được, đến cùng phải hay không đông hoàng đại lục người bên kia, cái này cũng vô pháp xác định, duy nhất có thể xác định đó là cái cạm bẫy, mà quỷ đảo lần trước có khác bao nhiêu cường giả, ai cũng không biết, việc này khá là phiền toái. Tư đồ ngạo nói xong nặng nề thở dài, hiển nhiên có chút khó khăn, dù sao việc này có thể liên lụy còn lại 13 nhà tộc, có thể là lục gia, cũng có thể là là lôi gia, như giúp giang giật sẽ triệt để đắc tội phía sau hắc thủ, giống như bên kia có mai phục, coi như có thể cứu về hai người cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hoàng Phủ Đào Thiên xem xét từ đầu ngạo một chút, trên mặt đều là ái náy, trầm giọng nói, việc này nhưng thật ra là ta không có làm tốt, coi là làm rất bí mật, không nghĩ tới có người nhìn chằm chằm. Hoàng Phủ Đại ca, người không nên tự trách, Giang giật trầm tự nói ra, nhưng thật ra là ta chủ quan, chuyện không liên quan tới ngươi, những người kia muốn đối phó ta, khẳng định hội trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp, hoàng phủ đại ca cho ta phân địa đồ cùng ma quỷ quân đoàn tư liệu, việc này các ngươi chớ để ý. Như vậy sao được, hoàng phủ đào thiên đôi mắt chừng một cái, cả giận nói, giang giật, ngươi cũng không coi ta là huynh đệ nói cái gì hỗn chướng nói ta hoàng phủ đào thiên lúc nào sợ qua sự tình, đi, hai người chúng ta đi đem ma quỷ đảo bình định, cứu trở về chiến vô song vợ chồng. Giang giật bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, hướng tư đồ ngạo chắp tay nói, tư đồ gia chủ, thỉnh cầu chiếu cố cho vạn quán các nàng, như giang giật lần này không chết, tất có hậu báo. Nói giang giật cùng hoàng phủ đào thiên liền muốn đi ra phía ngoài, tư đồ nhất tiếu lập tức cuống lên, tư đồ ngạo trợn trắng mắt nói, trở lại cho ta, hai người các ngươi danh con, này đôi lò so diễn vô cùng tốt a à lão phu lại không nói không nên lời binh giúp các ngươi. Giang giật, mươi bức thượng đẳng nhất thiên họa, thiếu một bức, lão phu nổi nóng với ngươi. Giang giật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên liếc nhau, hai người lần nữa là tư đồ ngạo quyết đoán chấn kinh, lần này cũng không phải phổ thông chiến đấu, đối phương là một cái cường đại sơn phỉ quân đoàn, hơn nữa còn không biết chủ sử sau màn có âm mưu gì, nếu là lôi ra ở sau lưng thao túng, tư đồ ra tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là cứu người chỉ là Giang giật hai cái bằng hiếu, hai cái không quan trọng gì người mà thôi, vì Giang giật sự tình, đi hy sinh tư đồ ra rất nhiều cường giả, cái này đại giới không khỏi cũng quá lớn. Giang giật sửng sốt một chút, thật sâu cho tư đồ ngạo bái, cảm kích nói ra, bá phụ, lần này có thể cứu ra vô song đại ca cùng vân phỉ, người muốn bao nhiêu thiên họa, ta cho ngươi tranh bao nhiêu. Ha ha ha, tư đồ ngạo đứng dậy cười ha hả trên mặt đều là vui mừng, chân thành nói ra, người cái này âm thanh bá phụ so một ngàn bức thiên họa đều quý giá a à, đi. Hai người các người khác đừng dày vò, đều trở về đi, việc này ta sẽ dốc toàn lực đi làm, nhất định đem hai người kia cho người cứu trở về. Như vậy sao được, Giang giật cuống lên, để hắn đừng quản, hắn sao có thể an tâm lại nói đây là chuyện của hắn, làm sao có thể không xuất lực. Tư Đồ ngạo nhướng mày, trầm giọng nói, làm sao không tin tưởng bá phụ năng lực. Không phải không phải, Giang giật vội vàng khoát tay, ta ý tứ cái này nếu là cái cạm bẫy, vậy ta không xuất hiện, đối phương khẳng định sẽ nghi ngờ, cũng có thể sẽ đem chiến vô song cùng Vân Phỉ giấu kín, đến lúc đó ngược lại sẽ phiền toái hơn. Ta có thể độn thiên, tình huống không đúng tùy thời có thể đào tẩu mà lại của ta thần âm thiên kỹ năng phụ trợ chiến đấu, còn có. Ta có một loại thần thông, có thể dò xét đến phương viên ngàn vạn giảm tình huống, sớm tìm tới chiến vô song cùng vân phỉ, còn có thể dò xét địch tình, sở dĩ bá phụ, ta xuất chiến sẽ tốt hơn một chút. Dò xét ngàn vạn giảm, tư đồ ngạo cùng tư đồ nhất tiếu lướt nhau, hai người có chút kinh ngạc, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng đột nhiên hướng giang giật nhìn lại, hoảng sợ nói, giang giật, người lại có như thế thần thông đây là cái gì đạo văn, chẳng lẽ bộ lạc không có tương tự thần thông giang giật hồ nghi chừng mắt nhìn tư đồ ngạo rất khẳng định nói ra không có đông hoàng đại lục có hay không ta cũng không biết nhưng trong bộ lạc võ giả tuyệt đối không có loại thần thông này a à, giang giật nao nao ám đạo vô thần thật sự chính là kỳ tài ngút trời a à, lớn như vậy thần tứ bộ lạc cường giả như mây lại không có người nghiên cứu ra cùng loại thần niệm vô thuật thần thông tốt tư đồ ngạo đôi mắt nặng nề hét một tiếng trong thư phòng đi qua đi lại một lát mới tinh mang lập lòe nói ra Giang giật đã có thần thông như thế, như vậy sự tình liền dễ làm. Chúng ta cũng có thể tương kế tự kế, triệt để đem ma quỷ quân đoàn còn có ẩn tàng thế lực hủy diệt. Ma quỷ quân đoàn thành danh có 10 vạn năm A lịch đại thủ lĩnh khẳng định cũng tích lũy rất nhiều tài phú, Giang giật lần này chúng ta chia đôi phân. Không cần không cần, Giang giật liền vội vàng khoát tay nói, ta muốn thiên thạch vô dụng, bảo vật cũng không thiếu, lần này sở hữu chiến lợi phẩm đều thuộc về tư đồ gia, bá phụ có thể xuất binh giúp ta cứu người đã vô cùng cảm kích vậy ta cũng không làm kiêu. Tư đồ ngạo nhẹ gật đầu, vung tay lên nói, cười một tiếng, đi đem thanh điều thương hội hội trưởng gọi tới, bọn hắn thương hội thiên cơ thuyền bị đoạn, sao có thể ngồi nhìn mặc kệ nói cho bọn hắn hội trưởng, không xuất binh bọn hắn thương hội cũng đừng mở ra. Tốt, tư đồ nhất tiếu hưng phấn lên thân thể hướng ra phía ngoài chạy như điên, lớn như thế chiến ngẫm lại đều làm người kích động, tư đồ ra toàn lực xuất thủ, tăng thêm một cái cường đại thương hội, cùng giang giật cường đại thần thông, ma quỷ quân đoàn lần này làm sao có thể không vong chương 804, thần hồ kỳ kỹ. Thanh điều thương hội hội trưởng gió không ngừng bằng nhanh nhất tốc độ tới từ đồ đại viện, bất quá đi là ám đạo, đương nhiên chuyện này phía sau nếu là lôi ra, thì rất có thể bị dò xét đến, dù sao tứ đại gia tộc trong thành thế lực quá cường đại. Tư đồ ngạo cùng phong không ngừng, còn có giang giật, tiền vạn quán, tư đồ nhất tiếu, hoàng phủ đào thiên thương nghị hai canh giờ, định ra một cái kế hoạch hoàn mỹ. Thương nghị hoàn tất gió không ngừng lặng yên rời đi, giang giật cũng trở về giang bảo cùng mọi người bàn giao một phen giang tiểu nô còn đang bế quan hắn cũng không có cố ý đánh thức nàng an bài hoàn tất hắn cùng hoàng phủ đào thiên hai người thẳng đến thành tây đại môn a à đây không phải là giang giật sao đúng vậy a à, còn có hoàng phủ đào thiên công tử hai người vội vàng như thế chẳng lẽ là chuẩn bị ra khỏi thành ra khỏi thành giang giật không sợ bị giết rất xem thêm đến giang giật người đi đường còn có một số thành vệ quân đều rất là kinh ngạc nhất là thành tây môn người bên kia càng là kinh nghi không thôi. Không nói Giang Giật đắc tội lôi ra cùng lục ra, liền nói Đông Hoàng Đại Lục gian tế chắc chắn sẽ không buông tha Giang Giật, hắn một khi ra khỏi thành chắc chắn gặp vô cùng vô tận truy sát. Cộc cộc cộc, cùng lúc đó, thành nội thanh điều thương hội cửa sau mở ra, mấy trăm lượng hào hoa xe ngựa to lao vụt mà ra, thẳng đến cửa thành phía tây, rất nhiều người đều đã bị kinh động, đi theo về phía tây cửa thành chạy đi, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Hiu hiu hiu, Xe ngựa đến cửa thành phía tây sau xếp thành một hàng, vô số võ giả theo trong xe ngựa bay vụt mà lên, lên một chiếc to lớn thiên cơ thuyền, giang giật cùng hoàng phủ đào thiên cũng sớm lên thiên cơ thuyền bên trong. Người xem náo nhiệt một mảnh xôn xao, bởi vì thanh điều thương hội lần này lại xuất động gần vạn thiên quân, thiên quân đỉnh phong đạt đến trăm người, có thể nói thương hội cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Rất nhanh một đạo tin tức cũng lưu truyền mà ra, thanh điều thương hội một chiếc thiên cơ thuyền bị ma quỷ quân đoàn chặn giết, thương hội toàn bộ hộ vệ chiến tử, mấy ngàn khách nhân đều bị bắt cóc, ma quỷ thương hội ra giá một nghìn ức, trong một tháng không giao thiên thạch con tin toàn bộ chém giết. Tin tức truyền ra, toàn thành chấn động, thanh điều thương hội thiên cơ thuyền cũng không an toàn, về sau nhà ai thương hội thiên cơ thuyền sẽ an toàn ma quỷ này quân đoàn không phải mỗi tháng đều sẽ thu lấy cách xù phí qua đường sau vì sao lần này đột hạ sát thủ hắn dạng này chọc giận thanh điều thương hội. Chẳng lẽ không sợ lưỡng bại câu thương phải biết thanh điều thương hội thế lực thế nhưng là phi thường cường đại, giờ phút này điều động một vạn thiên quân có thể thấy được lốm đốm rất nhiều người cũng hưng phấn không thôi, nhiệt huyết sôi trào lên, hận không thể đi theo thanh điều thương hội nhân đi ma quỷ đảo quan chiến, đây cũng không phải là tiểu sơn phỉ quân đoàn tiểu đả tiểu nháo, hai bên đều có bên trên vạn thiên quân, hai đại quân đoàn khai chiến, chàng diện kia nên sẽ có cỡ nào rộng lớn bao la hùng vĩ. Một số người cũng âm thầm liên tưởng đến giang giật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đi theo thanh điều thương hội cùng đi, rất có thể bị bắt cóc con tin bên trong tựu có giang giật hoặc là Hoàng Phủ Đào Thiên bằng hiếu, nếu không hai người cũng sẽ không mạo hiểm ra khỏi thành. Thế lực khắp nơi, thành nội vô số nhà tộc nhao nhao điều động nhân thủ trinh sát, bốn phía dò xét tình báo, bực này đại chiến bọn hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ được biết chiến báo, tránh cho đột phát sự kiện để bọn hắn chờ tay không kịp. Đương nhiên nếu là có chuyện tốt, chúng gia tộc khẳng định cũng sẽ nhúng tay vào, kiếm một chén canh. Tất cả mọi người không biết là, Tư Đồ gia cũng tại bí mật tập kết cường giả, nhưng này ta cường giả cũng không có đi ra khỏi Tư Đồ đại viện đi cửa thành phía tây, mà là chỉnh đề tiến vào Tư Đồ gia hậu viện trong một cái đại điện. Tiếp lấy trăm người trăm người bắt đầu truyền tống, bên trong đại điện này có cấm chế cường đại, truyền tống đưa tới không gian chấn động bên ngoài căn bản không cảm giác được, cũng chỉ có tứ đại gia tộc trong đại viện mới có truyền tống trận, mà lại truyền tống đi phương nào ai cũng không biết. Lần này Tư Đồ Ngạo cũng không có tự mình xuất chiến, mà là để Tư Đồ Nhất Tiếu thống soái đại quân, tiền vạn quán đi theo Tư Đồ Nhất Tiếu phụ trợ hắn. Tư Đồ Ngạo lần này quyết đoán càng lớn, gia tộc cường giả đi 78 phần, lại giao cho một cái 25-26 tuổi thanh niên thống soái vạn nhất bại. Tư đồ gia tuyệt đối nguyên khí đại thương, nói không chừng ngay tại tứ đại gia tộc hàng chót. Đồng thời Tư đồ ngạo còn triệu tập ẩn thân tại chín đại quần đảo cường giả, còn có ẩn tàng thế lực, toàn bộ giao cho Tư đồ nhất tiếu thống soái. Tư đồ ngạo đây là phá phủ trầm chu, như Tư đồ nhất tiếu bất tranh khí, hắn cũng liền bổ nhiệm. Ma quỷ đảo tại phía tây thần tứ hải trung ương, theo thần tứ thành tốc độ nhanh nhất tiến đến cũng muốn nửa tháng. Giang giật cùng Hoàng phủ đào thiên lên thiên cơ thuyền sau tiểu tiến vào một cái buồng nhỏ trên tàu không còn có ra. Cái này thiên cơ thuyền bên trên có một vạn thiên quân, hơn 100 thiên quân đỉnh phong, lại không quá an toàn, cho dù có cường đại quân đoàn đến công kích, Giang giật cũng có thể trước tiên đào tàu. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu sau Giang giật một mực tại phóng thích thần niệm, do xét phương viên ngàn vạn dặm nhất cử nhất động, tránh cho lôi ra nổi điên điều động cường đại quân đoàn chặn giết hắn. Thần niệm vô thuật cường đại, ở chỗ này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, phương viên ngàn vạn dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều có thể tra xét được, bất kỳ cái gì đại quy mô quân đoàn mơ tưởng tới gần. Phong hội trưởng, bên trái đằng trước có một chiếc thiên cơ thuyền tại ở gần, người hướng bên phải lách qua đi. Ngày thứ ba, Giang giật đột nhiên mở to mắt, để hoàng phủ thao thiên quan bế vòng bảo hộ, khóa chặt cái thứ nhất buồng nhỏ trên tàu gió không ngừng hội trưởng truyền âm nói. Cái sau vội vàng hạ lệnh, để thiên cơ thuyền biến đạo, đồng thời để cho người ta đi dò xét một phen, xác định Giang giật phải chăng có hắn nói tới thần thông. Quả nhiên, thiên cơ thuyền biến đạo về sau, hai nén hương thời gian sau trinh sát đưa tin trở về, mấy chục bên ngoài vạn dặm hoàn toàn chính xác tới một chiếc thiên cơ thuyền, bất quá chỉ là thương hội thiên cơ thuyền mà thôi. Thần hồ kỳ kỹ, gió không ngừng một tấm hồng quang đầy mặt mặt mo đều là kinh sợ, cảm khái một tiếng, đối lần này ma quỷ đảo chi hành cũng càng thêm có lòng tin. Về sau mấy ngày đến, Giang giật cũng không để cho gió không ngừng thất vọng, hắn hết thảy trước thời gian dò xét đến ba chiếc thiên cơ thuyền, năm nhóm sơn phỉ quân đoàn, gió không ngừng cũng không e ngại sơn phỉ quân đoàn, chỉ là cẩn thận là hơn, đều thật sớm tránh đi. Ngày thứ năm, Giang giật lần này không có truyền âm, lặng lẽ cùng Hoàng Phủ Đào Thiên chạy ra khỏi buồng nhỏ trên tàu tiến vào gió không ngừng trong khoang thuyền, gió không ngừng đã sớm dò xét đến hai người, vừa tiến đến tự mở ra vòng bảo hộ, ngưng thân hỏi Giang công tử, tình huống như thế nào? Có mấy chục tên trinh sát đi theo, cấp cao nhất chia hơn 10 băng, ta dò xét mấy ngày mới xác định. Giang giật trầm giọng nói, sau đó trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói ra, muốn hay không toàn bộ cầm xuống, hoặc là xử lý. Cái này, gió không ngừng do dự, dù sao những này trinh sát cũng đều là thần tứ thành bên trong gia, nói không chừng tự có lôi ra hoàng phủ ra nam cung ra người, lục ra cùng còn lại gia tộc đoán chừng cũng phái, hắn nếu là phái người giết, về sau tại thần tứ thành còn thế nào lăn lộn. Hoàng phủ đào thiên khóe miệng lộ ra một vòng lãnh ý, Nói ra, phòng hội trưởng không dám động thủ vậy chuyện này ta đến làm xong. Trinh sát thực lực đều không cao, coi như cấp cao nhất trinh sát, cũng là ẩn trốn chi thuật lợi hại, bình thường cả mộ đều là phong hệ đạo văn, tốc độ nhanh mà thôi, dù sao trinh sát đều là đơn độc hành động, tương đối nguy hiểm, thường xuyên xuất nhập ở bên ngoài, rất dễ dàng bị sơn phỉ đánh giết, thực lực cường đại tác dụng không lớn, tốc độ nhanh, hiểu được ẩn trốn đã đủ. Gió không ngừng trầm ngâm một hồi, lấy ra một khối đặc thù lệnh bài hắn trầm giọng nói ra, hai vị chờ một lát, ta đưa tin cho một tiếu công tử, lần này hắn là chủ soái. Tốt, Giang giật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên nhẹ gật đầu, tư đồ ngạo toàn quyền để tư đồ nhất tiếu phụ trách, nếu không thông báo hắn một tiếng cũng không tốt. Gió không ngừng trong tay nguyên lực vờn quanh, trên lệnh bài kia hắc quang lấp lánh, phù văn lưu chuyển, nhìn rất giống như là một kiện thông linh trí bảo. Hoàng Phủ Đào Thiên gặp Giang giật rất là hiếu kỳ, giải thích đây là cấp cao nhất đưa tin lệnh bài, có tiền mà không mua được, chỉ có đông hoàng đại lục đường ra mới có thể chế tác, có thể tại ức trong vạn dặm đưa tin. Đồ tốt, Giang giật âm thầm gật đầu, gió không ngừng cũng rất nhanh mở mắt, gật đầu nói ra, hoàng phủ công tử, Giang công tử, một thiếu công tử nói các ngươi cứ việc động thủ, ta điều 30 tên thiên quân đỉnh phong trưởng lão cho các ngươi, các ngươi cẩn thận chút. Hắc hắc, hoàng phủ đào thiên rét căm căm nở nụ cười, 30 tên thiên quân đỉnh phong cái này mấy chục tên trinh sát coi như độn thuật lại cường đại, cũng ngọc cánh khó thoát. chương 805, Chiến Cuồng, Vù vù, thiên cơ thuyền đột nhiên ra tốc, mà lại như kiểu lưới kiếm sắc bén hướng phía dưới vọt tới, vòng qua một ngọn núi lúc, giang giật cùng hoàng phủ đào thiên mang theo 30 tên thiên quân đỉnh phong tựa như tia chớp xuất vào dưới ngọn núi, vọt vào dưới mặt đất. Thành hình qua tản ra, đối phương đều dưới đất, có được cực mạnh ẩn trốn chi thuật, có thể bắt sống toàn bộ bắt sống, nếu là người của hoàng phủ ra chớ tổn thương tính mệnh, bố lão lưu lại, những người còn lại xuất kích. Hạ lòng đất vạn trượng về sau, giang giật xếp bằng ngồi dưới đất quát khẽ, Hoàng Phủ Đào Thiên cùng còn lại 29 tên thiên quân đỉnh phong ánh mắt lộ ra lạnh ý, thân thể tựa như tia chấp thành hình quạt hướng về sau mặt phóng đi. Trinh sát đi theo thiên cơ thuyền, mọi người hành tung bị giám thị, mặc kệ trong đó có hay không ma quỷ đảo trinh sát, trước cầm xuống xử lý lại nói. Còn Hoàng Phủ ra trinh sát không giết, kia là giang giật tự mình hạ mệnh lệnh, nói thế nào đều là Hoàng Phủ Đào Thiên tộc nhân, Hoàng Phủ Đào Thiên mặt ngoài không nói, giang giật cũng phải cấp mặt mũi. Giang giật không có xuất thủ, nhiều như vậy thiên quân đỉnh phong giết mấy chục tên trinh sát, còn chưa tới phiên hắn xuất thủ. Hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, dò xét trinh sát hành tung, kịp thời truyền báo cho bên người một vị thanh điều thương hội trưởng lão, để hắn đưa tin cho những người còn lại, cần phải không muốn thả đi bất kỳ người nào, để tránh đánh cỏ động rắn. Suy suy, hoàng phủ đào thiên các loại chờ 30 người, như 30 đầu địa long theo lòng đất phóng đi, tốc độ nhanh như gió, dùng thế xét đánh không kịp bưng tay bọc đánh mà đi, mọi người thần thức tản ra, tìm kiếm ẩn thân lòng đất trinh sát. Giang giật trước tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, lại thả ra thần niệm, cái này mấy ngày dò xét, để hắn phát thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, thần niệm hội càng kinh khủng, trừ phi phụ cận có cường đại cấm chế, nếu không bất luận cái gì vật sống đều chạy không khỏi hắn dò xét. Bố lão, bên trái hai vạn lý có một tên trinh sát giật mình, chuẩn bị chạy trốn, hắn hướng trái phía sau đào tẩu. Bố lão, đỗ lão vừa rồi bay qua địa phương, có một người có được đặc thù bảo vật, bên ngoài nhìn xem thạch đầu, trong viên đá có một người. Bố lão, nhanh để thường ngày trưởng lão bọn hắn hướng bên phải truy sát, có ba người chạy trốn. Bố lão, để đào thiên đại ca cẩn thận, hắn phía trước ẩn núp một tên rất lợi hại trinh sát. Bố lão, giang giật không ngừng quát lớn, bố lão thì thông qua đưa tin lệnh bài cho mọi người phân biệt đưa tin, điều khiển lấy chiến đấu. Nơi xa mặt đất không ngừng truyền đến kịch liệt ba động cùng tiếng oanh minh, hiển nhiên đã khai chiến, ngẫu nhiên còn có thể nghe được từng tiếng kêu thảm. Bố lão nhìn xem nhắm mắt lại giang giật, âm thầm ngạc nhiên, thiếu niên này quá thần kỳ, không chỉ có có được kinh khủng lôi hỏa, còn có thể vẽ ra thiên hỏa, cảm mộ thần âm thiên kỹ, lại có thần kỳ như thế năng lực, hắn mới 20 tuổi ra mặt A, chờ hắn trưởng thành đến 50 tuổi, 80 tuổi, 200 tuổi, nên sẽ có bao nhiêu lớn thành tựu. Tốt, hai nén hương về sau, giang giật đột nhiên mở to mắt đứng lên, nhếch miệng cười nói, bố lão, quý thương hội các đại nhân sức chiến đấu quá biêu hãn, toàn bộ trinh sát hoặc là bị giết hoặc là bị bắt rồi. Lôi ra cùng lục gia nam cung ra quả nhiên đều phái trinh sát, hoàng phủ gia cũng có trinh sát, bất quá đều chỉ là cầm xuống, cũng không có đánh giết. Là công tử thần thông quá huyền diệu, bố lão nhẹ gật đầu, trong lòng ngược lại là có chút thở dài một hơi. Gió không ngừng đã sớm lặng yên bàn giao, tam đại gia tộc trinh sát cũng không thể đánh giết, dù cho tư đồ nhất tiếu đã hạ lệch. nhưng tam đại gia tộc khẳng định hội ghi hận thanh điều thương sẽ, về sau tại thần tứ thành bên trong cũng không tốt lăn lộn. Quả nhiên, mặt đất rất nhanh có chút chấn động 30 người lần lượt quay trở về rất nhiều tay sai bên trên đều mang có người những cái kia bị bắt trinh sát đều mặt xám như cho trong mắt rất là kinh nghi không biết bọn hắn là thế nào bị phát hiện hành tung đi trở về giang giật phía sau hiển hiện phong ảnh áo choàng áo choàng hào quang màu xanh đen một thịt phồng lên thân thể hóa thành cuồng long hướng mặt đất vào tới những người còn lại cũng lập tức đi theo bay đi hoàng phủ đào thiên sách ngược lấy một người đuổi kịp giang giật có chút khó chịu thầm nói không có ý nghĩa, những này trinh sát thực lực quá yếu, ta còn không có đánh qua thắng đâu. Ha ha ha, Giang giật cười ha ha, Hoàng Phủ Đại Ca, chờ đi ma quỷ đảo có là đại chiến, để ngươi đánh cái thống khoái, bất quá ngươi có thể cẩn thận một chút, ma quỷ đảo cường giả như mây, ta cũng không muốn ngươi ra nửa điểm sự tình. Yên tâm đi, ta có chừng mực, Hoàng Phủ Đào Thiên không thèm để ý chút nào khoát tay nói, đột nhiên truyền âm nói, Giang giật. Kỳ thật ta còn có một môn đặc thù thần thông không có phóng thích qua, Chờ đến ma quỷ đảo cho ngươi mở khai nhãn giới, hắc hắc, bình thường thiên quân đỉnh phong có thể giết không được, lần này ta muốn giết thống khoái. Quả nhiên là tên điên, chiến cuồng a. Giang giật nhìn thấy Hoàng Phủ Đào Thiên trong mắt cực nóng quang mang cười khổ lắc đầu, Hoàng Phủ Đào Thiên quá hiếu chiến, bất quá nghĩ đến không hiếu chiến, hắn lại như thế nào tại bằng chừng ấy tuổi thực lực tổng hợp tụ đạt tới thiên quân đỉnh phong đâu? Hắn những năm gần đây trải qua vô số lần lớn nhỏ chiến đấu, biết rõ võ giả tại sinh tử chiến đấu bên trong là dễ dàng nhất đột phá bởi vì tại bờ vực sinh tử, tiềm năng của người sẽ vô hạn bị kích phát, những cái kia không dám lấy mạng đi đọ sức, không có hẳn phải chết chi tâm võ giả, đời này vĩnh viễn không có khả năng trở thành cường giả. Mọi người tốc độ rất nhanh, chỉ là gần nửa canh giờ tự đuổi kịp thiên cơ thuyền, bị bắt sống hơn 10 tên trinh sát, giang giật cùng hoàng phủ đào thiên giao cho gió không ngừng. Bọn hắn cũng biết đạo phong không ngừng sẽ không giết người, nhiều nhất giam lỏng về sau lại lặng yên phóng thích, bọn hắn cũng có thể lý giải, dù sao thanh biểu thương hội vẫn là phải thần tứ thành lẫn vào sau khi trở về giang giật lần nữa dùng thần niệm dò xét một lần phương viên ngàn vạn dặm xác định không còn có trinh sát theo dõi về sau hắn mệt mỏi mở to mắt nhắm mắt nghỉ ngơi liên tục không ngừng dò xét để tinh thần hắn rất là mỏi mệt hoàng phủ đào thiên thấy thế vội vàng để giang giật nghỉ ngơi cho tốt nửa ngày hắn truyền âm ra ngoài để gió không ngừng phái người đề phòng chính hắn cũng thần thức tản ra bốn phía dò xét một đường tĩnh Giang giật nghỉ ngơi đại nửa ngày về sau, thay dò xét tình báo công việc, một đường lại không ngừng né qua sơn phỉ quân đoàn, né qua một chút thiên cơ thuyền, bay thẳng thần tứ hải. Bốn ngày sau đó, thiên cơ thuyền đã tới thần tứ hải, dò xét đến minh mông hải vực, Giang giật không nhịn được có chút thổn thức. Năm đó hắn mang theo tiền vạn quán bọn người, vạn lý xa xôi theo tử long thành bay đi thần tứ thành, toàn bộ người nội tâm đều có chút lo lắng bất an, cảm giác tiền đồ mê mang. Hôm nay hắn lại trở về thần tứ hải, lại mang theo một vạn thiên quân cường giả, hơn 100 thiên quân đỉnh phong, hắn muốn đi tiêu diệt một cái cường đại sơn phỉ quân đoàn. Lại nghĩ tới năm đó sợ võ điện phái ra thiên quân cường giả dáng lâm thiên tinh đại lục, hắn mang theo mọi người ly biệt quê hương, sợ hãi thoát đi, không nhịn được càng thêm hí hư, như giờ phút này hắn mang theo cái này một vạn thiên quân trở lại thiên tinh đại lục, tiền quỹ chiến nhất minh bọn người lại có phản ứng gì. Đương nhiên, đây chỉ là ngẫm lại mà thôi, những này thiên quân cũng không phải thủ hạ của hắn, cũng không có khả năng cùng đi theo ra tội đảo. Lại nói coi như mang theo cái này một vạn người đi ra tội đảo, cũng sẽ bị cửu đế gia tộc chém tận giết tuyệt. Ta khi nào mới có thể quang minh chính đại trở lại Đông Hoàng Đại Lục, mới có thể quay về thiên tinh Đại Lục A cũng không biết tiền quỹ chiến nhất minh bá phụ, đại gia gia, thủy u lan bọn người thế nào. Giang giật nặng nề thở dài, cảm giác hắn muốn đi đường còn rất dài rất dài. chương 806, đem toàn bộ con tin toàn bộ giết. Ma quỷ đảo cách nơi này chỉ có nửa ngày lộ trình, theo tính toán hẳn là chỉ có ngàn vạn dặm. Thiên cơ thuyền bên trong, Hoàng Phủ Đào Thiên nhìn xem một bức địa đồ, thần thức ở bên ngoài dò xét một phen, cùng ngay tại nghỉ ngơi Giang giật nói. Giang giật nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại tựa ở sư trên ghế, nói, lại tiến lên 300 vạn lý gọi ta, ta nghỉ ngơi trước một phen. Tốt, Hoàng Phủ Đào Thiên sắc mặt ngưng trọng lên, đôi mắt lại càng phát sáng, đại chiến sẽ lên, lần này bọn hắn định ra tới sách lược là tuyệt không nương tay, chém tận giết tuyệt mà quỷ quân đoàn nhiều như vậy cường giả kia chiến đấu khẳng định sẽ rất kịch liệt thiên cơ thuyền tốc độ cũng bắt đầu thả chậm sau một canh giờ hoàng phủ đào thiên đánh thức giang giật cái sau lập tức ngồi xếp bằng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái phóng thích thần niệm thần thức như như gió mát phúc tràn ra đi từng bước họa ra giang giật trong đầu hắn từng điểm từng điểm dò xét bất kỳ cái gì địa phương đều chưa thả qua chưa tới nửa giờ sau hắn dò xét đến ma quỷ đảo ma quỷ đảo rất lớn Đương nhiên cùng thần tứ đảo vẫn là không có cách nào so sánh, so thiên lôi đảo lại là lớn khoảng chừng mấy chục lần, ma quỷ đảo lên núi mạch dốc đứng, địa thế kỳ lạ, cây xanh sum xuê, rất nhiều nơi giang giật đều cảm ứng được có chút cấm chế ba động, hiển nhiên có cường đại huyễn cảnh. Hắn đem ma quỷ đảo dò xét một lần, ngoại trừ tại ma quỷ đảo ngoại hải bên trong dò xét đến rất nhiều ẩn núp trinh sát bên ngoài, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào, hiển nhiên quân đoàn đều ở bên trong ma quỷ đảo bên trong, bị huyễn cảnh che giấu hắn dò xét ma quỷ đảo ba lần về sau, thần thức hướng ma quỷ đảo bốn phía quét tới, rất nhanh lại phát hiện phụ cận có hơn 10 lớn nhỏ không giống nhau hòn đảo bên trong đều có huyến cảnh, bên trong khẳng định cũng ẩn núp có người, bởi vì những hòn đảo này phụ cận đều có trinh sát. Một lần, hai lần, thiên cơ thuyền đã ngừng lại, chờ đợi giang giật dò xét hoàn tất, gió không ngừng còn tiến vào khoang thuyền của bọn họ bên trong. Giang giật trọn vẹn dò xét một canh giờ sau mới mệt mỏi mở to mắt. Hắn nhìn Hoàng Phủ Đào Thiên cùng phong không ngừng một chút không nói gì, chỉ là cầm qua hoàng phủ đào thiên địa đồ, lấy ra một cây bút giới vẽ lên đến, hắn tranh rất kỹ càng, mỗi cái hòn đảo bên trên có bao nhiêu chỗ có cấm chế ba động, phụ cận chỗ nào ẩn núp trinh sát đều đánh dấu rõ ràng. Hưu, ngay tại giang giật đánh dấu lúc, thiên cơ thuyền phụ cận không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, mấy chục đạo thân ảnh như u linh theo trong hư không đi tới, để thiên cơ thuyền bên trên thiên quân đỉnh phong bên trong toàn bộ tinh thần siết chặt. Là một tiếu công tử, gió không ngừng thần thức quét ra ngoài, vội vàng đi ra ngoài đón lấy, giang giật không để ý đến tiếp tục chuyên tâm đánh dấu hoàng phủ đào thiên đứng lên ánh mắt xuyên thấu qua cửa khoang nhìn qua trong hư không đi ra tư đồ nhất tiếu tiền vạn quán bọn người âm thầm cảm khái tư đồ ra hư không đại na di quả nhiên cường đại hưu tư đồ nhất tiếu dẫn người bay lên thiên cơ thuyền trực tiếp tự tiến vào buồng nhỏ trên tàu cùng hoàng phủ đào thiên cười nói hoàng phủ đại ca vất vả ta không khổ cực giang giật mới vất vả hoàng phủ đào thiên nhún vai ánh mắt mọi người nhìn về phía giang giật đều ngừng thở chờ hắn đánh dấu hoàn thành, nửa nén hương sau giang giật đem địa đồ đặt lên bàn, mệt mỏi ngẩng đầu nhìn qua mọi người một cái nói, đây là đối phương quân lực bố trí, các ngươi xem một chút đi. Giang huynh, ngươi nghỉ ngơi trước thoáng cái, tư đồ nhất tiếu trịnh trọng nhẹ gật đầu, tất cả mọi người hướng bản đồ trên bàn bên trên nhìn lại, nhìn kỹ mấy lần về sau, tư đồ nhất tiếu cùng tiền vạn quán liếc nhau, mở miệng nói, vào đêm về sau, giữ nguyên kế hoạch hành động đi. Tốt, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, Toàn bộ đôi mắt lửa nóng, như thế kinh thế đại chiến giấy lên mọi người nhiệt huyết. Vù vù, thiên cơ thuyền hơi chấn động một chút, hóa thành một đạo lưu tinh hướng ma quỷ đảo xuất phát, lần này là hết tốc độ tiến về phía trước, tốc độ như hồng ánh sáng. Phía tây bầu trời một vòng hồng nhật chính chậm rãi rơi xuống, đem thần tứ hải chiếu rọi đến một mảnh đỏ, như như cự thú thiên cơ thuyền thiếp hải mà đi, bong tàu bên trên mấy trăm hộ vệ chiến giáp bị mặt trời lặn hồng quang chiếu rọi, cũng tản mát ra đạo đạo lãnh quang, sát khí doanh vậy mà sắc trời dần dần tối xuống, tối nay mây đen già thiên, nguyệt hắc phong cao, sóng biển gào thét, lớn như vậy ma quỷ đảo bị bóng tối bao trùm đi vào, từ xa nhìn lại, giống như là một cái hồng hoang dã thu chiếm cứ, làm người sợ hãi. Suy suy, phía đông bầu trời truyền đến một đạo tiếng xé gió, đêm tối lờ mờ sắc bên trong, một chiếc to lớn thiên cơ thuyền đón gió phá sóng mà đến, thiên cơ thuyền cũng không có mở ra vòng bảo hộ, chỉ là bong tàu bên trên có mấy trăm thiên quân võ giả mở ra thần thuẫn, đồng thời nắm chặt trong tay chế thức chiến đao, chiến đao bị nguyên lực quán chú đao lãng nhập vào suốt ra không ngừng, đem bọn hắn lần lượt từng cái một sát khí nghiêm nghị mặt cũng chiếu dọi gặp thời minh lúc ám. Xoạt, ma quỷ hải phía đông trăm dặm một chỗ hải vực, gần trăm tên toàn thân bao phủ tại màu đen chiến khải bên trong võ giả phá hải mà ra, như minh giới minh minh, trong tay đều cầm trường thương, một tên tối cường trung giai thiên quân thống lĩnh quát lớn, người đến người nào nơi này là ma quỷ quân đoàn địa giới, lập tức dừng lại, nếu không đem coi là xâm lấn, giết chết bất luận tội Hừ, thiên cơ thuyền bên trong một đạo tiếng hử lạnh vang lên thanh điều thương hội một tên trưởng lão quát lạnh tại hạ gió loạn để ma thiên gia gặp một lần thanh điều thương hội mỗi tháng bảy đồ cúng không ít qua a à vì sao chặn giết chúng ta thương hội thiên cơ thuyền giết ta thương hội nhân còn bắt cóc khách nhân của chúng ta hôm nay không cho cái thuyết pháp thanh điều thương hội quyết không bỏ qua nguyên lai là phong trưởng lão trung gia thiên quân thống lĩnh tùy ý chắp tay nói thiên cơ thuyền dừng lại đi ta cái này để cho người ta đi bẩm báo đại thống lĩnh thiên cơ thuyền hơi chấn động một chút, lơ lửng tại trên biển, ma quỷ quân đoàn cũng chia ra hai người hướng ma quỷ đảo bên trên bắn nhanh mà đi. Khắp nơi lại bình tĩnh lại, chỉ để lại trăm người cùng một chiếc thiên cơ thuyền cùng trầm mặc lơ lửng giữa không trung. Ha ha ha, chỉ là hai nén hương thời gian, ma quỷ đảo bên trên truyền đến một đạo tiếng cười to, thanh âm rõ ràng dùng nguyên lực quán chú, vang vọng phương viên trăm dặm, chấn động đến bốn phía nước biển bọt nước mãnh liệt, một tên khí tức như sơn nhạc, mặc hoa lệ hắc bào lão giả, mang theo ngàn người phá không mà tới. Phía sau hắn người đồng phục màu đen chiến khải, bao phủ toàn thân, chỉ để lại đôi một con người băng lãnh, chiến giáp phía sau còn có một ác ma ảnh chân dung, giữ tợn đáng sợ, một ngàn người như khí hơi thở đều rất là cường đại, như một ngàn cái trong địa ngục đi ra ác ma, lại đều là thiên quân cường giả. Một ngàn người lặng yên vô tức bay tới, chỉnh tề tinh tế, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, đến ma quỷ quân đoàn trinh sát phụ cận bầu trời về sau, kia hắc bào lão giả khoát tay chặn lại, sau lưng một ngàn người chỉnh tề tinh tế ngừng lại, không có bất kỳ cái gì hỗn loạn, thần tứ hải thập đại sơn phỉ quân đoàn quả nhiên danh bất hư truyền, xem cái này quân kỳ có thể thấy được lốm đốm. Nhị thống lĩnh, gần trăm tên trinh sát đồng thời không người hành lễ, sau đó bắn ngược trở về trong nước, bọn hắn chỉ là trinh sát, đã trong đảo đại nhân vật tới, cũng liền đối với bọn họ chuyện gì. Gió loạn, một nghìn ức thiên thạch mang đến sao, được xưng làm nhị thống lĩnh hắc bào lão giả, hung ác nham hiểm ánh mắt quét qua thiên cơ thuyền, lãnh đạm nói, gió loạn, nhà ta đại thống lĩnh nói, không có thiên thạch chúng ta tự giết con tin. Hừ, gió loạn nộ khí người phần tiếng hừ lạnh vang lên, ma long, các người ma quỷ quân đoàn nhất định phải dạng này lập tức thả con tin, việc này còn có bản bạc cân nhắc chỗ trống nếu không thanh điều thương hội không tiếc cá chết lưới rách, cũng muốn tiêu diệt các người quân đoàn. Diệt chúng ta quân đoàn, ma long cười nhạo, trong tay một cái trường cung màu đen xuất hiện, quát lạnh nói, các ngươi cứ việc phóng ngựa tới, nhìn xem là ngươi chết vẫn là ta vong, người tới đưa tin cho đại thống lĩnh đem toàn bộ con tin toàn bộ giết. chương 807, Thương Khung chấn. Đến giờ phút này, liền xem như đồ đần cũng minh bạch ma quỷ quân đoàn phía sau có người. Như không ai một cái sơn phỉ quân đoàn dám chặn giết thần tứ thành tam đại thương hội một trong thanh điều thương hội thiên cơ thuyền phải biết thanh điều thương hội cùng tứ đại gia tộc thế nhưng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Xem như quan thương, cổ ngữ có nói dân không đấu với quan, sơn phỉ lại cường đại đều là phỉ. Chặn giết không sao, giờ phút này thanh điều thương hội mang theo một vạn thiên quân tìm tới cửa, ma quỷ quân đoàn còn như thế kiên cường một lời không hợp liền muốn giết con tin khai chiến phía sau không ai ai mà tin A lần này động cơ cũng rõ ràng không phải muốn cái này trăm tỷ thiên thạch. Chờ chút, một đạo quát lớn tiếng vang lên, trong khoang thuyền một đạo thân ảnh màu đỏ rực bắn ra, hắn đứng ngạo nghễ hư không, lạnh giọng quát, ma long thống lĩnh, tại hạ giang giật, các người cùng thanh điều thương hội ân oán ta mặc kệ, con tin bên trong có ta hai cái bằng hữu ta nguyện chuộc về bằng hữu của ta giang giật ra mặt những người khác chất hắn mặc kệ hắn nói rõ chỉ cần chiến vô song cùng vân phỉ giang giật ma long trong mắt tinh mang lóe lên sau lưng rất nhiều thiên quân võ giả cũng nhãn tình sáng lên bất quá ma long rất nhanh che giấu nói thế nhưng là dùng tên giả y phiêu phiêu đại sư giang giật giang giật hỏa vân khải hồng quang vạn trượng để hắn lộ ra khí thế phi phàm hắn lở hứng gật đầu nói đúng vậy ha 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 ma long cười dài dừng một chút nói ra nếu là đại sư bằng hữu mặt này tử không có thể không cho như vậy đi đại sư cho trăm tỷ thiên thạch chúng ta sẽ tha cho các người bằng hữu như thế nào trăm tỷ thanh điều thương hội rất nhiều hộ về một mảnh ngạc nhiên cho giang giật mặt mũi lại vẫn muốn trăm tỷ một đám người muốn trăm tỷ hai người cũng muốn trăm tỷ giang giật cũng tức giận vô cùng mà cười nói ha 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 các người ma quỷ quân đoàn mặt mũi này cho thật lớn a à. kia là tự nhiên ma long một bộ đương nhiên dáng vẻ nói ra đại sư cỡ nào thân phận đại sư một bức thiên họa liền có thể bán đi trăm tỷ thiên thạch đối với ngươi mà nói thiên thạch căn bản không phải vấn đề chúng ta khai trăm tỷ thiên thạch cũng là đối đại sư tôn trọng giống như thanh điều thương hội loại này chúng ta quân đoàn căn bản sẽ không nể tình giang giật sắc mặt lạnh lẽo nói không có nói chuyện ma long trong mắt lóe lên sát cơ lóe lên nói làm sao đại sư cũng phải cùng chúng ta quân đoàn khai chiến không dám giang giật cười lạnh một tiếng trầm mặc bắn ngược trở về thiên cơ thuyền bên trong cũng không nói muốn hay không chụp người. Ma Long đợi một hồi hơi không kiên nhẫn nói ra, phượng loạn, là cho thiên thạch vẫn là khai chiến, cho câu nói đi. Long ra thời gian của ta quý giá, không có thời gian cùng các người giày vò khốn khổ. Gió loạn trầm mặc một hồi, quát khẽ, Ma Long, chờ nửa canh giờ, ta muốn đưa tin trở về cho hội trưởng. Chúng ta cho thiên thạch, các người sẽ không ra trở mặt A. À. Kia là tự nhiên, Ma Long rất bá khí vung tay lên nói, chúng ta ma quỷ quân đoàn nhất giữ uy tín, cho thiên thạch lập tức thả người, bất quá đại sư bằng hữu ở bên trong, mặt này tử không đến không cho, sở dĩ các người muốn cho hai nghìn ức. Ngươi, gió loạn tức giận đến thanh âm đều có chút phát run, nhưng không có tiếp tục chọc giận ma long, nghiến răng nghiến lợi nói ra tốt, hai nghìn ức tụ hai nghìn ức, chờ nửa canh giờ. Ma long khẽ vuốt cầm, hào khí vượt mây nói ra, nửa canh giờ tụ nửa canh giờ, đến lúc đó không có thiên thạch, đừng trách chúng ta giết con tin. Ây, trong khoang thuyền Hoàng Phủ Đào Thiên còn có vô số thanh điều thương hội thành viên một mảnh kinh ngạc, mà Long lần này càng như thế hào sảng thế mà đồng ý các loại, chờ, nửa canh giờ hắn không sợ cái này trong vòng nửa canh giờ thanh điều thương hội âm thầm giờ cho quỷ hay là bọn hắn tự cao tự đại, căn bản không sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Tư đồ nhất tiếu cùng tiền vạn quán hai người nhưng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn, chỉ là đưa ánh mắt về phía nhắm mắt dò xét giang giật, cũng không lâu lắm giang giật tự mở to mắt, cười lạnh nói phía tây cùng phía nam còn có phía bắc ngàn vạn dặm bên ngoài phân biệt tới một vạn người toàn bộ đều là thiên quân hẳn là phụ cận đốt tinh tàn nguyệt liệt nhật ba đại sơn bọn phỉ đoàn lần này chủ sử sau màn thật lớn thủ bút không biết hao tốn bao nhiêu thiên thạch mở ra điều kiện gì mới khiến cho bốn đại sơn bọn phỉ đoàn liên thủ suất kích xem ra ta giang giật mệnh rất đáng tiền a à. tư đồ nhất tiếu cùng tiền vạn quán liếc nhau hai người đều cười hết thảy đều tại hai người trong dự liệu Tư đồ nhất tiếu nhìn một chút địa đồ, đột nhiên đưa tay chỉ một cái hải đảo nói, trước hết đánh đốt tinh quân đoàn, vạn quán đưa tin xuống dưới, toàn quân xuất kích. Tốt, tiền vạn quán trong tay một cái cùng phong không ngừng đồng dạng đưa tin lệnh bài sáng lên, phía trên phù văn lấp lánh, tư đồ nhất tiếu thì nhìn qua Giang giật nói, Giang huynh, làm phiền tiếp tục dò xét, phong hội trưởng để toàn bộ người chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Ha ha, muốn hố người, liền muốn làm tốt bị hố chuẩn bị, lần này chúng ta để tứ đại quân đoàn toàn quân bị diệt. Giang giật u u cười một tiếng, nhắm mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, lập tức thần thức như như gió mát phúc tán mà đi. Ma quỷ đảo phía tây 800 bên ngoài vạn dặm, một vạn người trầm mặc phi hành, đám người này toàn bộ đều mặc màu lam chiến giáp, cùng ma quỷ quân đoàn đồng dạng chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo, trên người bọn họ không có thoải mái bất luận cái gì khí thế, nhưng trong mắt sát khí nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Tăng thêm tốc độ, phía trước nhất một tên dáng người cao tới một trượng, lưng hùng vai gấu như cự nhân cường giả bạo giống một tiếng, đại thống lĩnh nói, cái này một phiếu làm xong, chúng ta đều có thể trở về Đông Hoàng Đại Lục, còn có thể có được một vực, dùng hậu nhân người đều là thành chủ, đời đời kiếp kiếp tôn hưởng vinh quang. Sau lưng sở hữu thiên quân võ giả nhãn tình sáng lên, có người thậm chí kích động đến thân thể khẽ run. Nói cho bọn hắn bao nhiêu thiên thạch cùng bảo vật, bọn hắn có lẽ sẽ không kích động, cho bọn hắn trở về Đông Hoàng Đại Lục cơ hội, còn có hợp pháp thân phận, người người đều là thành chủ, đời đời kiếp kiếp vinh hoa phú quý, cái này dụ hoặc quá lớn. Tại cái này làm Sơn Phỉ nói không chừng lúc nào liền chết, coi như không chết có thể có cái gì tiền đồ bọn hắn con cháu đời sau chẳng lẽ đời đời kiếp kiếp làm Sơn Phỉ. Vù vù, một vạn người nguyên lực chấn động, toàn bộ tăng tốc nhắm hướng đông bên cạnh bay đi, trong ánh mắt đều là nóng rực, tựa hồ phía trước có từng bầy xích lõa mỹ nhân đang chờ bọn hắn sủng hạnh. Phía trước không có mỹ nhân, ngược lại bên ngoài mấy trăm dặm không gian kịch liệt chấn động, tiếp lấy trong hư không từng cái bóng người màu đen bắn nhanh mà ra. Một trăm, một ngàn, hai vạn, chỉ là mấy chục hơi thở thời gian, phía trước trong hư không tự đột một xuất hiện hai vạn cường giả, những cường giả này mặc đồng phục màu xám chiến giáp, trong tay cầm màu xám chiến đao, cái này hai vạn người vừa ra, trong nháy mắt đều thả ra thần thuẫn, lại toàn bộ đều là thiên quân võ giả. Hư không đại na di tư đồ ra người, đốt tinh quân đoàn nhị thống lĩnh đôi mắt co rụt lại kinh hô lên, hắn không có chút gì do dự thân thể hướng đường cũ bắn ngược mà quay về, nghiêm nghị giống to có mai phục, rút lui, hồi trở lại đốt tinh đảo. Xoạt, một vạn sơn phỉ toàn bộ bị hù dọa, nguyên bản bọn hắn nhận được tin tức, chỉ là đối phó thanh điều thương hội mà thôi, ai biết tư đồ ra người vậy mà lại xuất hiện. Sớm biết tư đồ ra xuất binh, coi như đánh chết bọn hắn cũng không dám là địch, tư đồ ra đây chính là thần tứ bộ lạc bá chủ một trong, ở trong bộ lạc dám can đảm cùng 13 nhà tộc là địch, kia đều chỉ có một con đường chết. Mặc dù tư đồ ra chỉ là tới hai vạn thiên quân, nhân số chỉ là gấp 2 mà thôi, nhưng coi như tư đồ ra tới một ngàn người, đốt tinh quân đoàn cũng không dám khai chiến, bởi vì đây là tư đồ ra, tại mấy chục vạn năm máu và lửa bên trong giết ra uy danh hiển hách tư đồ ra. Hư, còn có thể trốn. Một đạo tiếng cười lạnh theo cửu thiên chi thượng truyền đến, tiếp lấy trên bầu trời một bàn tay cực kỳ lớn đột ngột xuất hiện, đột nhiên chụp lại. Bàn tay kia khoảng chừng trăm trượng đại, che đậy một khoảng trời bàn tay cũng không có chụp về phía mọi người, mà là đập đến phía trên không gian chấn động, tiếp lấy phương viên trăm giảm không gian đều kịch liệt chấn động, từng cái từng cái khe hở như giống như mạng nhện xuất hiện, đốt tinh quân đoàn một vạn người ngoại trừ thiếu số vài trăm người có thể tiếp tục phi hành bên ngoài, những người còn lại thân thể đều không động đậy đến, chỉ có thể theo không gian sóng chấn động trên dưới lăn lộn. Lục tinh đạo văn, thương khung chấn, tư đồ chiến đường trưởng lão, tư đồ nộ, nhị thống lĩnh hoảng sợ giống to, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, từ đồ ra tối cường thiên quân đỉnh phong tới, bọn hắn còn có thể có đường sống. chương 808, chân trời xuyên phá, giết, từ đồ ra một vị trưởng lão bạo giống một tiếng, hai vạn người lập tức thành hình quạt tản ra, sau đó chỉnh tề tinh tế rút ra chiến đao, nguyên lực quán chú, phóng xuất ra riêng phần mình đạo văn hoặc là đặc thù thần thông. Xuy suy 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 hai vạn thiên quân đồng thời xuất thủ đó là cái gì khái niệm sẽ có cỡ nào rộng lớn hùng vĩ giống như giờ phút này phụ cận có người có thể quan chiến vậy tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến không gì sánh kịp. Bởi vì hai vạn thiên quân đồng thời xuất thủ về sau, đem thiên. Cho xuyên phá, hai vạn đạo thần cầu vồng lóng lánh đủ mọi màu sắc quang mang bắn nhanh mà đi, kia đầy trời công kích mang theo khí thế, gây nên bốn phía không khí một mảnh nổ vang, mặt đất nước biển tầng tầng lăn lộn quấy, hóa thành hải khiếu hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi, kia bởi vì vạch phá không gian mà vang lên tiếng giết, để trước tinh quân đoàn sơn phỉ bọn họ tựa như nghe được tử thần kêu gọi. Hiu 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 hiu. Trước tinh quân đoàn phần lớn người toàn bộ đều bị tư đồ nổ thương khung chấn làm cho đứng không vững, trên không trung xoay tròn lăn lộn, căn bản không có cách nào phản kích, tất cả mọi người chỉ có thể phóng thích thần thuẫn, sau đó hoảng sợ nhìn xem hai vạn đạo lưu quang vạch phá bầu trời mà tới. Một sát na kia ở giữa, tựa như bầu trời hạ xuống lưu tinh vũ. Âm 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 âm, từng đạo chấn thiên động địa tiếng nổ liên miên không ngừng vang lên, trước tinh quân đoàn phụ cận hư không bị khủng bố bạo tạc trực tiếp xé rách ra một đạo dài mấy ngàn trượng, trăm trường rộng vết nứt không gian cũng cảm giác thiên đều bị xé toang kia to lớn vết nứt không gian bên cạnh còn có đếm không hết như giống như mạng nhện nhỏ bé khe hở hướng nơi xa dọc theo nửa bầu trời đều là dữ tợn xấu xí khe hở a à, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên rất nhiều thực lực tương đối thấp thiên quân thần thuẫn trực tiếp bị không gian vặn vẹo chi lực xoắn phá sau đó thân thể bị khủng bố bạo tạc xoắn thành huyết nhục hai vạn đạo công kích hỗn loạn như thế tình huống chỉ cần thần thuẫn vừa vỡ kia hẳn phải chết không nghi ngờ đương nhiên nếu có ngụy thần khí chiến giáp, nhất định có thể may mắn sống sót. Vấn đề là bọn hắn có ngụy thần khí sao đừng nói bọn hắn, coi như bình thường thống lĩnh đều không có, chỉ có bao quát nhị thống lĩnh ở bên trong mấy tên thống lĩnh có được. Một vòng công kích, vẻn vẹn một vòng công kích, một vạn thiên quân ít nhất có 5.000 người bị xoắn thành mảnh vỡ, bầu trời hạ xuống huyết vũ đầy trời chân cụt tay đứt bắn ra mà đi, loại kia chẳng diện đừng nói người bình thường, coi như là bình thường võ giả khẳng định cũng sẽ sợ choáng váng, phải biết chết đi 5.000 người cũng không phải cấp thấp võ giả, mà là thiên quân cường giả A. À. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, khác đừng công kích, chúng ta đầu hàng, tha mạng, một cái không có nửa điểm ý chí chiến đấu sơn phỉ quân đoàn, tại phát hiện căn bản trốn không thoát chỉ có chờ chết bên ngoài, trong lòng bọn họ ý nghĩ đầu tiên liền là đầu hàng. Tôn nghiêm thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá cao hơn, có lẽ cái này còn lại đồng dạng nửa người bên trong có rất có cốt khí, nhưng vẫn là bị tư đồ ra vô tình tàn sát sợ vỡ mật. Càng quan trọng hơn là, trở thành tư đồ gia nô lệ cũng không mất mặt, bọn hắn năm đó có thể thần phục tại trước tinh quân đoàn đại thống lĩnh dưới dâm uy, hôm nay đầu hàng cũng là thưa thất chuyện bình thường. Đầu hàng người, bay đi bên trái trăm dặm, dám can đảm có bất kỳ dị động, toàn bộ giết chết. Tư đồ nộ thanh âm từ không trung phía trên truyền đến, rất nhiều người nhất thời đại hỉ, khoảng chừng hơn 3.000 người hướng bên trái bay đi, còn lại 2.000 người trần chờ bất định, cũng có người tỷ như nhị thống lĩnh tự hóa thành tàn ảnh hướng nơi xa tiếp tục chạy trốn hư hư không bên trên một cái đại thủ ấn lần nữa vỗ xuống còn lại hai ngàn người rất nhiều người lập tức kêu to lên đầu hàng nhưng đã muộn kia hai vạn người toàn bộ chỉnh tề rút ra chiến đao chỉnh tề tinh tế chỗ vung lên sau đó đột nhiên đánh xuống suy suy hai vạn đạo thần cầu vòng bay đi từng mảnh từng mảnh tiếng rít vang lên bên kia bầu trời lần nữa bị xé mở còn như kia hai ngàn người kết cục đã không cần nhìn hai vạn người giết hai ngàn người từ đồ gia thiên quân thực lực tổng hợp vẫn còn so sánh sơn phỉ mạnh lên một cái cấp bậc, kết cục đã được quyết định từ lâu. Huyết gấu, còn muốn trốn, như cự nhân nhị thống lĩnh trước người hư không đột nhiên bị xé nứt, tiếp lấy một cái trung niên nam tử xuất hiện, kia nam tử người mặc màu đen cẩm y, cả người cảm giác tựa như một cái suất khiếu bảo kiếm, phong mang tất lộ, hắn một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hướng bên này hoảng sợ bỏ trốn nhị thống lĩnh, khóe miệng lộ ra một vòng đùa cợt. Tư đồ nộ, lão tử muốn cùng ngươi đồng quy vô tận nhị thống lĩnh huyết gấu nổi giận đại hống, hai tay mãnh liệt đấm ngực khẩu, toàn thân sáng lên một đạo huyết hồng sắc chống chơn, tiếp lấy toàn thân hắn áo bảo lại từng cái từng cái vỡ ra, hắn vốn là từng cục khỏe mạnh cơ bắp, thế mà lần nữa phồng lên, biến thành một cái kinh khủng cơ bắp quái vật, mà lại ra kia bên trên còn có từng mảnh từng mảnh nhỏ bé lân giáp, tựa hồ biến thành một cái bán thú nhân. Hư, huyết sát thuật điêu trùng tiểu kỹ, tư đồ nộ trong tay một cái nguyễn kiếm xuất hiện, cánh tay hắn hơi động một chút, nguyễn kiếm như như độc xạo uốn éo, phía trên tản mát ra hắc sắc quang mang mà lại từng cái phủ văn cũng lấp lánh không ngớt hai tay của hắn cầm trường kiếm cả người xoay tròn nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đảo hắc quang hướng huyết gấu ngực đâm tới thông linh trí bảo tư đồ nộ cùng chết đi huyết gấu bạo giống một tiếng cao tới ba trượng to lớn thân thể huyết hồng sắc quang mang sáng lên trên tay hắn cũng đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ thiết trùy thiết trùy bên trên đồng dạng hồng quang vạn trược hắn cũng không né tránh Tự đối phía trước bắn nhanh mà đến tư đồ nộ thân thể đột nhiên nện xuống. Ha ha ha, tư đồ nộ tiếng cười to vang lên, tại cự truy nện xuống trong nháy mắt hắn bên ngoài thân đột nhiên hiện ra một kiện màu đen chiến giáp, kia chiến giáp cái trước cái phủ văn lấp lánh du tẩu, không ngờ là một kiện thông linh trí bảo. Oanh, cự truy đột nhiên nện ở chiến giáp bên trên lại bị phản chấn lái đi, tư đồ ngạo khóe miệng tiên huyết tràn ra, nhưng thân thể không có một lát dừng lại, nguyễn kiếm trực tiếp đâm vào huyết gấu trong thân thể, huyết gấu kia nhất là tự ngạo cường đại phòng ngự lại bị tư đồ ngạo nhẹ nhõm một kiếm đâm xuyên qua thân thể. Xuy suy tư đồ nộ mềm kiếm nhất run, huyết gấu ngực tổ bị xoắn thành một mảnh thịt nát, hắn nắm đấm lớn trong mắt nhìn chằm chằm tư đồ nộ, dùng hết sau cùng khí lực nói một câu nói, chúng ta cùng các người tư đồ ra không oán không cửu. Vì sao muốn, tư đồ nộ chậm ung dung rút về nhuyễn kiếm, đưa tay lau khóe miệng tụ huyết, lạnh lùng nói ra, bởi vì các ngươi chọc không nên dây vào người, Giang giật giờ khắc này ở nhà ta gia chủ trong lòng địa vị đều vượt qua tiếu công tử. Đừng nói các ngươi coi như 13 nhà tộc dám động hắn, tư đồ ra tuyệt đối không tiếc một trận chiến. Bông, tư đồ nổ tay như thiểm điện tìm tòi, đem kia to lớn trùy cùng huyết gấu cổ thần nguyên giới thu hồi, tiếp lấy tiện tay đánh ra một đạo nguyên lực công kích, huyết gấu thân thể tựu nổ thành một mảnh huyết vụ. Tư đồ nộ thân thể hóa thành lóe lên lại từ trong hư không biến mất, một giây sau ra một cái khác đào tàu thiên quân đỉnh phong phụ cận. Hư không đại Nazi, Tư đồ gia độc môn tuyệt kỹ có thể xuyên qua hư không đến phương viên mấy trăm trong vòng vạn dặm. Đây là tư đồ gia kinh khủng nhất thần thông, cũng là tư đồ ngạo yên tâm như thế để tư đồ nhất tiêu thống soái đại quân công kích nguyên nhân. Theo tư đồ nộ đem từng cái đào tàu thiên quân đỉnh phong diệt sát, bên kia chiến đấu cũng kết thúc. Ba ngàn người hồn ấn đều lên giao. Cái này ba ngàn thiên quân về sau sẽ cho tư đồ gia làm dịch nô, có thể là 10 năm, cũng có thể là là cả một đời. Tất cả mọi người không gian giới chỉ bảo vật toàn bộ nộp lên chờ tư đồ nộ trở về lúc chiến trường đều quét sạch sẽ, ánh mắt của hắn lạnh lẽo quét qua mọi người khua tay nói, đưa tin cho tiếu công tử, mời giang công tử khóa chặt mục tiêu, chuẩn bị xuống một vòng đồ sát. chương 809, đục nước béo cò, ông, ma quỷ đảo phía đông bên ngoài mấy trăm dặm, thanh điều thương hội thiên cơ thuyền bên trong, tiền vạn quán lệnh bài trong tay đột nhiên phát sáng lên, hắn liếc mấy cái, lập tức đại hỉ nói ra trước tinh quân đoàn một vạn người đã toàn bộ bị xoắn diệt dẫn đường chủ thỉnh cầu tiếp tục dò xét còn lại quân đoàn ây hoàng phủ đào thiên cùng phong không ngừng liếc nhau phát hiện đối phương đều là kinh hãi vừa mới qua đi bao lâu thời gian hai nén hương không đến a tư đồ ra đến cùng tới bao nhiêu người chẳng lẽ cường giả dốc toàn bộ lực lượng mọi người và tư đồ ngạo thương nghị thời điểm tư đồ ngạo cũng không có nói rõ hai người coi là diệt đi trước tinh quân đoàn ít nhất cũng phải gần nửa canh giờ mãnh liệt giang giật lúc này mở mắt ánh mắt của hắn nhìn về phía tư đồ nhất tiếu mặt mũi tràn đầy thổn thức nói ra, từ đồ huynh, nhà ngươi cường giả quá mạnh, diệt đi trước tinh quân đoàn lại không có thương tổn một người, giận đường chủ thương khung chấn càng là mạnh ngoại hạng. Sang giật vừa rồi một mực tại phóng thích thần niệm, bên kia chiến đấu hắn cũng toàn bộ hành trình dò xét đến, kia hai vạn người đồng thời công kích chàng diệt, giờ phút này còn để trong lòng hắn khuấy động không thôi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thịnh đại chàng diệt. Tư đồ gia cường giả chiến lực cùng tư đồ nộ kia để phương viên trăm dặm không gian đều kịch liệt chấn động thương khung trấn càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Một người đều không có tổn thương, gió không ngừng cùng Hoàng Phủ Đào Thiên càng thêm chấn kinh, kỳ thật hai người nhất thời không có kịp phản ứng, không nghĩ tới tư đồ ra đối với Sơn Phỉ Lực uy hiếp. Nếu không phải tư đồ ra đại quân, trước tinh quân đoàn khẳng định hội liều chết phản công, chiến đấu cũng sẽ không như thế nhanh kết thúc, mà lại bên này tuyệt đối cũng sẽ có thương vong. Giang giật đứng dậy quét một vòng địa đồ, tay chỉ rời cái này 500 vạn lý xa một cái hòn đảo nói ra, đừng nói trước cái này, tư đồ huynh, đưa tin cho giận đường chủ, tàn nguyệt quân đoàn sắp đến hắc Ma Đảo, để bọn hắn lập tức đi hắc Ma Đảo phụ cận phục kích. Tốt, tư đồ nhất tiêu ánh mắt quét về phía tiền vạn quán, cái sau liền vội vàng gật đầu bắt đầu đưa tin. Các loại chờ đưa tin hoàn tất về sau, tiền vạn quán kích động tại trong khoang thuyền đi tới đi lui âm thầm tính toán thời gian, chờ đợi lấy đại chiến kết thúc. Giang giật thì lại bế mở rộng tầm mắt, phóng thích thần niệm vô thuật, mặc dù hắn đã rất mệt mỏi, nhưng lớn như thế chiến hắn không có khả năng không đi chú ý, vạn nhất phụ cận còn có khác quân đoàn đâu. Hai nén hương về sau, tiền vạn quán còn chưa thu được đưa tin, Giang Dật sớm mở mắt, hắn thân thể nhoáng một cái kém chút ngã trên mặt đất, Hoàng Phủ Đào Thiên vội vàng đỡ lấy hắn, Giang giật hư nhược thở ra một hơi, lúc này mới nói ra, tàn nguyệt quân đoàn 4.000 người bị giết, 6.000 người đầu hàng, tư đồ ra chỉ thương vài trăm người. Tốt, Hoàng Phủ Đào Thiên hét lớn một tiếng, tứ đại quân đoàn đã bị diệt hai cái, chỉ cần đem tới tiếp viện liệt nhật quân đoàn tiêu diệt, mà quỷ quân đoàn liền là cá trong chậu, chỉ có chờ chết. Giang giật vẫy tay một cái, từ đồ nhất tiếu vội vàng mang tới địa đồ, hắn híp mắt nhìn lướt qua, tay run run chỉ vào một cái đảo nhỏ phụ cận nói, liệt nhật quân đoàn đã đến nơi này, để dẫn đường chủ tại hỏa ảnh đảo phụ cận chờ phục kích. Hỏa ảnh đảo khoảng cách bên này 50 vạn lý, công kích sư ba có thể phúc tán đến bên này, đến lúc đó ma quỷ quân đoàn khẳng định sẽ kinh động, cười một tiếng huynh, có thể áp dụng bước thứ hai kế hoạch. Ha ha ha! Tư đồ nhất tiêu khoái ý cười ha hả, ánh mắt sáng rực nhìn qua Giang giật nói, có Giang huynh cái này thần kỹ, đừng nói chỉ là ba cái sơn phỉ quân đoàn, coi như đến 10 vạn thiên quân cũng có thể phân mà phá đi, yên tâm đi Giang huynh, sớm đã chuẩn bị xong, vạn quán đưa tin hạ lệnh, để ám tổ xuất động. Gió không ngừng cùng Hoàng Phủ Đào Thiên âm thầm gật đầu, có được Giang giật cái này thần kỹ, hoàn toàn chính xác đến lại nhiều quân đoàn cũng là chịu chết, đương nhiên cũng nhất định phải có tư đồ ra cái này hư không đại na di thần thông phối hợp, nếu không liền xem như một đám bán thần cũng không thể nhanh như vậy vượt ngang mấy trăm vạn lý không gian thần niệm vô thuật cùng hư không đại na di kết hợp hoàn mỹ kia là đại quân đoàn khai chiến lợi khí tư đồ nộ cùng huyết gấu nói giang giật giờ khác này ở tư đồ ngạo trong lòng địa vị vượt qua tư đồ nhất thiếu cũng chính bởi vì giang giật cái này thần niệm vô thuật giống như giang giật chịu đem cái này vô thuật đưa cho tư đồ ra đoán chừng hắn muốn cái gì tư đồ ngạo liền sẽ cho hắn tiền vạn quán nhanh chóng lấy ra lệnh bài đưa tin đôi mắt nhỏ đều là tinh mang lần này trước trước sau sau bố trí hắn nhưng là hao tốn rất nhiều tâm huyết, giống như trận chiến này công thành, giang giật là công đầu, hắn tiền vạn quán công lao tuyệt đối thứ hai. Từ đây khắc từ đồ nhất tiếu không tự mình đưa tin, để tiền vạn quán đưa tin có thể thấy được đến cỡ nào coi trọng hắn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, mắt thấy nửa canh giờ sắp đến, toàn bộ người cũng tinh thần cao độ khẩn trương, dù sao một trận chiến này không phải là vì tiêu diệt mấy cái sơn phỉ quân đoàn, mà là vì cứu người. Giang giật toàn thân cũng hơi đang run rẩy, thời gian dài liên tục phóng thích thần niệm vu thuật để hắn không chịu nổi gánh nặng, nếu không phải vì tự chiến vô song cùng vân phỉ, đoán chừng hắn đã sớm ngã xuống. Ông, phía nam đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ ba động, cái này ba động như liên y phúc tán tới, để thanh điều thương hội vô số người thân thể chấn động, cũng làm cho bên ngoài đứng ngạo nghễ hư không ma long bọn người biến sắc. Tốt cường đại không gian ba động, bên kia chuyện gì xảy ra? Ma long con người lấp lóe, hắn đáp ứng gió loạn các loại chờ nửa canh giờ, chính là vì các loại chờ ba cái quân đoàn tiến đến, liên thủ diệt sát thanh điều thương hội, đem giang giật tiêu diệt. Giờ phút này thời gian nhanh đến, viện quân còn chưa tới, phía nam lại có kịch liệt không gian ba động chẳng lẽ có người ở bên kia khai chiến. Chẳng lẽ thanh điều thương hội có viện quân, ma lòng đôi mắt co rụt lại, hắn nháy mắt ra dấu, để năm tên thủ hạ lặng yên rời đi, thừa dịp bóng đêm hướng phía nam bay đi, đã bên này đều có thể cảm nhận được đại chiến đều ba động, chiến trường kia hiển nhiên rời đi cũng không xa. Cái gì ba động, đúng lúc này, gió loạn tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, ma long, bên kia vì sao có như thế chấn động kịch liệt chẳng lẽ các người mời viện binh các người nghĩ diệt chúng ta thương hội. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, ma long khẽ giật mình, lập tức tức miệng mắng to, ta còn nói các người mời viện binh đâu, chúng ta ma quỷ quân đoàn cùng phụ cận quân đoàn đều là kẻ thù sống còn, có thể mời được đến bọn hắn. Bớt nói nhiều lời. Gió loạn lạnh giọng nói ra, nhà ta hội trưởng đưa tin đến đây, hai nghìn ức thiên thạch chúng ta cho, xin các người lập tức thoải mái con tin. Trước chờ chút, Ma Long ánh mắt hướng phía nam nhìn một cái, có chút hồ nghi hướng thiên cơ thuyền nhìn lại, đợi ta người dò xét trở lại hãng nói, ai biết có phải hay không các người mời viện quân. Tam đại quân đoàn theo lý hẳn là tới, nhưng một cái quân đoàn đều không gặp, Ma Long đương nhiên sẽ không giao ra con tin. Gió loạn lại không làm, hừ lạnh nói, không được, hoặc là giao người, hoặc là khai chiến ai biết có phải hay không các ngươi tại điều người khai chiến tự khai chiến ma long ngạo nghễ không sợ lấy ra một cái cự đại lang răng gậy một bộ rầm dĩ trương bạt hỗ dáng vẻ hắn tính toán chết thanh điều quân đoàn không dám khai chiến bởi vì giang giật bằng hữu trên tay bọn họ giang giật có thể ra cái này rõ ràng là nghĩ đến nghĩ cách cứu viện bạn hắn cũng sẽ ngăn cản thanh điều quân đoàn khai chiến quả nhiên giang giật thanh âm rất nhanh vang lên phượng loạn trưởng lão lại đợi chút đi thời gian từng giờ từng phút quá khứ sau gần nửa canh giờ, kia năm tên dò xét thiên quân, còn có một số trinh sát cùng một chỗ bay vụt mà đến, thật xa tự truyền âm cho Ma Long, không xong, nhị thống lĩnh, trước tinh, liệt nhật, tàn nguyệt ba cái quân đoàn không biết vì sao đều chạy tới phía nam, mà lại tam đại quân đoàn khai chiến, liệt nhật cùng trước tinh quân đoàn ngay tại truy sát tàn nguyệt quân đoàn người, giờ phút này tàn nguyệt quân đoàn tàn quân hướng bên này trốn tới. Cái gì, Ma Long nghẹn ngào kêu to, ba cái viện quân không tiến đánh thanh điểu quân đoàn, vì sao người một nhà hỗn chiến chẳng lẽ là đang diễn trò chỉ là đối phó một cái nho nhỏ thanh điều thương hội, cần phải diễn khổ nhục kế sao? Chuẩn bị công kích, thiên cơ thuyền bên trong, trưởng tư đồ nhất tiếu vung tay lên, trong mắt đều là vẻ hưng phấn, hoàng phủ đào thiên trong tay bôn lôi đao cũng xuất hiện, thần thuẫn phóng thích, tiền vạn quán càng là kích động hai tay đều đang run rẩy Tam đại quân đoàn đương nhiên sẽ không hỗn chiến, muốn hoàn hảo không chút tổn hại nghĩ cách cứu viện ra chiến vô song cùng vân phỉ, chỉ có để ma quỷ quân đoàn loạn, vũng nước đục mới có thể mạc ngư, đây chính là tiền vạn quán cùng tư đồ ngạo quyết định kế hoạch tác chiến. Nước đã loạn, chương 810, tổng tiến công, nước rất nhanh loạn, hiu hiu hiu, hai nén hương về sau, phía nam bầu trời trước hết nhất có vài chục người phá không mà đến, người người trên thân mang huyết, tiếp lấy liên tục không ngừng có người bay tới, phô thiên cái địa đều là người, đám người kia phi hành không có bất kỳ cái gì trương pháp trật tự, trong mắt đều là hoảng sợ, rất nhiều trên thân người đều có tổn thương, rõ ràng không phải giả vờ. Vù vù, càng xa xôi bay tới hai đoàn người, hai bên đều khoảng chừng mấy ngàn người, tất cả đều là thiên quân sát khí nghiêm nghị, bọn hắn một bên phi hành, một bên bắn ra các loại đạo văn công kích cùng thần thông, khắp thiên đều là công kích, khắp nơi đều là lang yên, hỗn loạn tương bừng. Dầm dầm rầm đào tàu tàn nguyệt quân đoàn là phân tán, sở dĩ những công kích kia cũng đầy trời bắn ra, rất nhiều công kích đập vào ma quỷ đảo phụ cận trên đảo nhỏ, để hòn đảo đột nhiên run lên, sơn băng địa liệt, cũng đem những cái kia bên trong hòn đảo nhỏ ẩn núp rất nhiều thiên quân cường giả bước ra, để tràng diện càng thêm hỗn loạn. Càng có cường đại công kích hướng Ma Long bên này quân đoàn phóng tới, Ma Long bên này người vội vàng thần thuẫn mở ra, bốn phía tránh né, Ma Long nổi giận quát khẽ, đều dừng lại. Trước tinh, liệt nhật quân đoàn các người điên rồi sao còn không ngừng hạ công kích, đừng trách chúng ta không khách khí. Hiu hiu hiu, ma quỷ đảo bên trên quang mang lóe lên, vô số thiên quân đằng không mà lên, một tên cụt một tay tráng hán vừa bay ra tụ nổi giận quát to, ta là ma thiên, ai dám làm loạn, giết chết bất luận tội, đều ngừng tay cho ta. Ma thiên đại nhân cứu mạng, trước tinh cùng liệt nhật quân đoàn người điên, lại liên thủ công kích chúng ta, ba chúng ta thống lĩnh đều bị bọn hắn giết. Đúng đấy, ma thiên đại nhân, người muốn thay chúng ta làm chủ A. À. Đại nhân, cứu mạng A, à, ta không muốn chết A. À. Ma thiên vừa ra, những cái kia chạy trốn tàn nguyệt quân đoàn võ giả toàn bộ hướng ma quỷ đảo phương hướng bay đi, vô số người đều bạo giống kêu rên lên tựa như nhìn thấy chúa cứu thế tàn nguyệt quân đoàn một số người còn còn vừa kích một bên chạy trốn khắp thiên đều là lưu quang tiếng oanh minh đánh rắm là các người tàn nguyệt quân đoàn công kích trước chúng ta chí bảo là chúng ta phát hiện trước các ngươi lại đột hạ sát thủ tàn nguyệt quân đoàn hôm nay không diệt các ngươi chúng ta trước tinh quân đoàn thể không bỏ qua giết giết chết đám này cầu con bê giết là nhị thống lĩnh báo thủ a trước tinh quân đoàn rất nhiều người bạo hống công kích cũng không dừng lại dưới, đối ma quỷ đảo bên kia một trận loạn oanh, không khác biệt công kích, tựa hồ giết đỏ cả mắt. Tàn nguyệt quân đoàn người, không giao ra gia trí bảo, các người hôm nay một người cũng đừng nghĩ trốn. Ma thiên đại nhân, các người người toàn bộ tránh ra, hôm nay chúng ta không giết tàn nguyệt quân đoàn quyết không bỏ qua. Ma quỷ quân đoàn người, chúng ta vô ý cùng các ngươi là địch, chúng ta chỉ giết tàn nguyệt quân đoàn. Liệt nhật quân đoàn các vị thiên quân đỉnh phong thống lĩnh cũng bạo hống, quân đoàn những người còn lại cũng hùng hùng hổ hổ không ngớt, khắp nơi đều là tiếng giống giận dữ cùng công kích bạo tạc tiếng oanh minh, tựa như có mấy trăm vạn con vịt đang gọi, nghe được ma quỷ quân đoàn người mấy cái đầu lớn. Ma thiên không có hạ lệnh, ai cũng không dám động thủ, chỉ có thể bốn phía tránh né bay tới công kích, tránh cho bị đạn lạc đánh chúng. Đều dừng lại, ma quỷ quân đoàn người nghe lệnh, ai dám công kích ma quỷ đảo, giết chết bất luận tội. Ma thiên tức giận đến toàn thân phát run, ma quỷ đảo đều bị đám người này nện đến một mảnh hỗn độn, còn có một số người chết oan chết uổng ở trên đảo đều là gia quyến của bọn họ con em, mặc dù rất nhiều trọng yếu địa phương đều có cấm chế cường đại bảo hộ, nhưng nhìn xem gia viên của mình bị nện đến nhão nhuệt, ma thiên làm sao lại không nổi giận. Chết, ma long nhìn thấy trước tinh quân đoàn một người lại muốn lung tung công kích, lập tức giận dữ không thôi, trong tay lang nha bổng thu hồi, một cái trường cung màu đen xuất hiện. Trên cung cũng không có tiến, nhưng hắn hai tay nguyên lực quán chú, đột nhiên kéo một cái căng dây cung, một đạo màu đen nguyên lực đột nhiên ngưng tụ ra một cái nguyên lực chi tiến hóa thành lưu quang hướng người kia vào tới. Tốc độ nhanh đến người kia căn bản không có kịp phản ứng, hắc sắc nguyên lực tiến tựu đánh chúng vào hắn, hắn thần thuẫn bạo liệt, tiếp lấy thân thể bạo thành huyết vụ. Còn dám động thủ chết, ma thiên cũng nổi giận, cụt một tay bên trên một cái trọng kiếm xuất hiện, đột nhiên hướng một cái phương hướng đánh xuống, kiếm của hắn không có bắn ra nguyên lực, càng không có bất luận cái gì đạo văn công kích hình thái, chỉ là cảm giác được có mấy vạn đạo trong suốt vô hình gợn sóng bắn nhanh mà ra, cái này gợn sóng tốc độ quá nhanh, chớp mắt tự bao phủ trước tinh quân đoàn hơn 10 người. Không có bất kỳ cái gì bạo tạc, trước tinh quân đoàn hơn 10 tên thiên quân thần thuẫn đều không nổ nứt, nhưng quỷ dị chính là hơn 10 người đôi mắt đều tối sầm lại, thân thể run lên, tiếp lấy thần thuẫn tự động tiêu tán, thân thể của bọn hắn bất lực rơi xuống. Diệt hồn kiếm ba, có người kinh hô lên, đây là ma thiên danh chấn thần tứ hải cường đại thần thông, là linh hồn công kích. Ma Thiên mặc dù đoạn mất một cái tay, nhưng hắn công kích linh hồn tuyệt đối là thần tứ hải nội sơn phỉ bên trong tối cường, bình thường thiên quân đỉnh phong cũng đỡ không nổi, nhất kích tất sát, kinh khủng đến cực điểm. Kinh khủng, thiên cơ thuyền bên trong giang giật cũng âm thầm kinh hãi, hắn có thể tinh tường dò xét đến, Ma Thiên công kích hơn 10 người bên trong thế nhưng là có hai tên thượng giai thiên quân, một tên thiên quân đỉnh phong lại bị hắn một chiêu toàn bộ tiêu diệt. Tam thúc, Ma Thiên, dám giết ta tam thúc ta và ngươi liều mạng. Ma Thiên cùng Tàn Nguyệt là cùng một bọn giết một đạo tiếng giống thảm vang lên trước tinh quân đoàn một tên võ giả điên cuồng bắn ra công kích kia phụ cận mấy chục người cũng nổi giật, toàn bộ điên cuồng công kích lúc đầu bắt đầu đều nhầm vào Tàn Nguyệt quân đoàn lần này triệt để không khác biệt công kích điên cuồng bắn ra các loại công kích đầy trời bắn ra giữa sân triệt để đại loạn một bên khác liệt nhật quân đoàn cũng rất phối hợp bắt đầu hỗn loạn công kích mà để Ma Thiên cùng Ma Long kém chút thổ huyết chính là Tàn Nguyệt quân đoàn thế mà cũng bắt đầu lung tung công kích. Tàn Nguyệt quân đoàn có mấy chục tên cường giả, thế mà khóa chặt Ma Thiên cùng Ma Long công kích, đem hai người dọa đến thân thể run lên vội vàng chạy trốn. Hai người thực lực rất mạnh, nhưng mấy chục người cùng một chỗ công kích, bọn hắn thần thuẫn có thể ngăn cản không ở. Hiu hiu hiu, rầm rầm rầm, a à, a, à. ma quỷ đảo phụ cận bầu trời đều bị các loại công kích tràn ngập, bầu trời từng mảnh từng mảnh bị xé nứt, nước, nước biển từng mảnh từng mảnh bị tung bay, thỉnh thoảng có lưu quang nện vào phụ cận ma quỷ đảo bên trên, đem hòn đảo nện đến một mảnh vết thương, cũng làm cho trong đảo hỗn loạn tương bừng, rất nhiều cấp thấp võ giả cùng phụ nữ trẻ em hoảng sợ bốn phía bỏ trốn, một mảnh tận thế tình cảnh. Ông, thanh điều thương hội thiên cơ thuyền bên trên vòng bảo hộ sáng gió, lặng lẽ lui về phía sau hơn 10 dặm, tránh cho bị đạn lạc đánh trúng, trong thuyền toàn bộ người cũng chờ xuất phát, thần thuẫn mở ra, liền chờ tư đồ nhất tiếu ra lệnh một tiếng. Chiến vô song bọn người ở tại ma quỷ đảo bắc bộ một cái trong hạp cốc, nhanh để ám tổ động thủ. Giang giật đột ngột mở to mắt giống lên, tiền vạn quán không đợi tư đồ nhất tiếu hạ lệnh trước tiên đưa tin, sau đó toàn bộ người đều khẩn trương lên, hỗn loạn đã chế tạo ra, ma quỷ đảo bên trong cấm chế rất nhiều cũng bị đập bể, giang giật thành công tìm được chiến vô song bọn người, tự xem ám tổ năng lực. Ông, không có qua quá lâu, tiền vạn quán lệnh bài trong tay phát sáng lên, hắn quét qua sau lập tức sống to, tiếu công tử, ám tổ đã khóa chặt mục tiêu, bắt đầu công kích. Tốt, tư đồ nhất tiếu bạo hống, vạn quán đưa tin để dẫn thúc bọn người động thủ, phòng hội trưởng, xuất kích hưu vừa dứt lời dưới sớm đã không đợi được kiên nhẫn hoàng phủ đào thiên thân thể bắn ra thân thể như cuồng long hướng ma quỷ đảo phương hướng bay lượn mà đi gió không ngừng bạo hống toàn bộ xuất kích ma quỷ quân đoàn người một tên cũng không để lại hưu 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 thiên cơ thuyền bên trên vô số buồng nhỏ trên tàu đồng thời đại môn mở ra đếm không hết cường giả bắn ra đen nghiệt che đậy một khoảng trời toàn bộ hóa thành lưu quang hướng ma quỷ đảo phương hướng bay đi tư đồ nhất tiếu bạo tiếng giống cũng vang lên tàn nguyệt liệt nhật trước tinh quân đoàn toàn bộ người nghe lệnh ta là tư đồ nhất tiếu bắt đầu tổng tiến công chương 811, mười nhân đao hợp nhất hiu 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 nguyên bản hỗn loạn tam đại quân đoàn toàn bộ hướng một cái phương hướng hội tụ tư đồ nhất tiếu đã phát động tổng tiến công bọn hắn như còn bay loạn khẳng định liền chết như thế nào cũng không biết suy suy cùng một thời gian ma quỷ đảo bắc bộ hư không bị xé nứt từng đội từng đội như ác ma sám giáp quân sĩ xuất hiện tư đồ nổ cũng ra giữa không trung hắn đột nhiên hướng phía dưới trong hạp cốc đánh ra một trường thương khung chấn, để hẻm núi phía dưới đã phá cấm chế triệt để tiêu tán, xuất hiện từng tòa tòa thành. Hắn vung tay lên, một ngàn cường giả hướng phía dưới bay đi, phía dưới mấy trăm ám tổ cường giả đã tại khai chiến, tòa lâu đài này bên trong thế nhưng là có không ít người đóng giữ. Tổng tiến công, tư đồ nộ trầm hống một tiếng. Lần nữa nhắm hướng đông bên cạnh bầu trời đánh ra một trường thương khung chấn, mặt khác hơn một vạn người cũng đồng thời thả ra các loại công kích, ma quỷ đảo trên không bầu trời lần nữa bị xé toang. Ây, ma thiên cùng ma long bị một đám người đuổi theo liên tục công kích, lúc đầu đều nổi giận vô cùng, chuẩn bị xuống lệnh làm diệt tam đại quân đoàn. Nhưng giờ phút này nhìn thấy đột nhiên xảy ra dị biến hai người đều bị hù dọa, nhất là tư đồ ra hai vạn người, còn có tư đồ nộ thương khung chấn càng làm cho hai người sắc mặt biến đến yếu ớt như tuyết. Chúng kế, hai người liếc nhau, phát hiện đối phương đều là vẻ tuyệt vọng, giờ phút này như vẫn không rõ là thế nào một chuyện, hai người tựu không xứng trở thành ma quỷ quân đoàn thủ lĩnh hôm nay hết thảy đều là một cái bẫy tam đại quân đoàn hỗn chiến cũng là một cái bẫy đánh ưng không thành bị mổ lần này chủ sử sau màn thiết định kế sách là dụ địch xâm nhập rộng mà công chi bắt cóc chiến vô song vân phỉ dụ dùng giang giật ra nghĩ cách cứu viện bọn hắn đã sớm dò xét đến giang giật đi theo thanh điều quân đoàn tới thần tứ hải thanh điều thương hội tới một vạn người bọn hắn cũng phi thường tinh tường thành nội còn lại gia tộc đều không nhúc nhích điểm ấy bọn hắn rất xác định sở dĩ ma thiên cho rằng tứ đại quân đoàn muốn hủy diệt một cái thanh điều thương hội là chuyện dễ như trở bàn tay coi như ma quỷ quân đoàn đơn độc khai chiến đều không e ngại tại giang giật xuất hiện một khắc này ma long lập tức để cho người ta đưa tin cho còn lại tam đại quân đoàn để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến tam đại quân đoàn tới nhưng lại làm phản rồi mà lại tư đồ ra người thế mà đột nhiên xuất hiện cái này khiến ma thiên cùng ma long đều không nghĩ ra bất quá hai người đều biết ma quỷ quân đoàn xong lần này cũng triệt để bại Ma quỷ quân đoàn nghe lệnh, viện quân rất nhanh liền có thể tới, chúng ta không đường có thể trốn, liều chết một trận chiến A. Ma thiên cuồng loạn bạo hống, ma quỷ đảo bên trên có hắn mười mấy cái thê tử, mấy trăm hài tử, mấy ngàn tộc nhân, hắn cũng không muốn lại chạy trốn, từ đồ ra đều xuất thủ, hắn còn có thể bỏ chạy cái nào. Giết, 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 hắn cái này nhất bạo giống, ma quỷ quân đoàn trên thân người sát khí lóe lên, sắc mặt biến đến dữ tợn, rất nhiều sơn phỉ cũng có thê tử còn tại ở trên đảo bọn hắn không đường thối lui, chỉ có tự chiến. Tản ra, từng người tự chiến, giết một người không lời không lỗ, giết hai người kiếm lời. Ma long giống to, trong tay trường cung màu đen lần lượt kéo căng, từng đạo nguyên lực chi tiến bắn nhanh mà ra, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tựu bắn ra mấy trăm tiến. Bên kia thanh điều thương hội cường giả nhau nhau phản công, phá hủy một chút nguyên lực chi tiến. Nhưng còn có một số bắn chúng một chút thiên quân, Ma Long cái này rõ ràng là một loại đặc thù đạo văn công kích, thực lực thấp thiên quân thần thuẫn thoáng cái bạo liệt, tiếp lấy thân thể bị tạc thành thịt nát. Giết, ma quỷ quân đoàn có hơn một vạn thiên quân, tổng hợp chiến lực tại thập đại sơn phỉ quân đoàn xếp hạng thứ ba, ma quỷ quân đoàn người cũng là tốt nhất chiến, bị ma thiên cùng ma long một tiếng quát lớn phía dưới, sơn phỉ bọn họ lệ khí bị kích phát, rất nhiều sơn phỉ cũng không thèm đếm xỉa, nhao nhao bốn phía bay đi tìm người khai chiến. Bọn hắn rất rõ ràng, bên này nhân số rất rất nhiều, vô luận có viện quân hay không bọn hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có tách ra là chiến, kéo mấy cái đệm lưng. Ma Long, chúng ta tới một trận chiến, bôn lôi chảm. Hoàng phủ đào thiên trên thân lôi quang lấp lánh, trong tay bôn lôi đao bên trên càng là một mảnh trướng mắt hồ quang, hắn coi thường những cái kia cấp thấp thiên quân, tốc độ đạt đến cực hạn, khóa chặt Ma Long một đao đánh xuống, một đạo lôi điện lập tức vạch phá bầu trời mà đi, bắn thẳng đến Ma Long. Hoàng khẩu tiểu nhi, cũng dám khiêu chiến lão tử, Ma Long cười nhạo một tiếng, trong tay trường cung liên tục khai cung, cửu tinh liên châu, chín đạo nguyên lực chi tiến bắn nhanh mà đi, nhẹ nhõm đem Hoàng Phủ Đào Thiên bôn lôi chảm cho hủy đi, hắn con người u u lóe lên, cười lạnh nói, Hoàng Phủ Đào Thiên lão tử trước khi chết có thể làm cho Hoàng Phủ ra công tử đệm lưng cũng đáng, tiểu nhi, đi chết đi. Hư không chi tiến, ma long trong tay nguyên lực lấp lánh, trường cung màu đen bên trên cũng lập tức hắc quang vạn trược, khí tức dọa người, hắn đột nhiên kéo căng trường cung, lần này cũng không có nguyên lực chi tiến bắn ra, mà là không gian một đường rung động mà đi, tựa hồ có một đầu dao long ở trong hư không ẩn núp. Tiếp lấy hoàng phủ đào thiên trước người một thanh khổng lồ nguyên lực chi tiến ngưng hiện, cái này nguyên lực chi tiến so vừa rồi lớn gấp 5 lần không ngừng, uy áp càng là dọa người. Hoàng phủ công tử cẩn thận, hoàng phủ công tử mau trốn, rất nhiều thanh điều thương hội nhân sắc mặt đại biến quát lớn, hoàng phủ đào thiên mà chết ở nơi này, thanh điều thương hội tuyệt đối sẽ bị hoàng phủ ra ghi hận, về sau thanh điều thương hội cũng đừng hòng mở ra. Hoàng phủ đại ca, Giang giật tại thiên cơ thuyền bên trong cũng kinh hô lên, hắn hư nhược trong đôi mắt đều là kinh hãi, nếu không phải thân thể của hắn suy yếu đến động đều không động được, khẳng định sẽ ra ngoài liều mạng. Tư đồ nhất tiếu lại khoát tay áo nói, Giang huynh, đừng lo lắng, đào thiên đại ca nếu là dễ dàng chết như vậy, cũng sẽ không trở thành bộ lạc vạn năm khó khăn ra thiên tài. Ha ha ha, trên biển hoàng phủ đào thiên cười ha hả chỉ bằng ngươi muốn giết ta ngươi còn chưa xứng, lôi quang điện ảnh, nhân đao hợp nhất. Hắn đột nhiên bổ ra một đao, thả ra công kích mạnh nhất, ngũ tinh đạo văn lôi quang điện ảnh. Nhưng lần này cùng lần trước khác biệt, lần này Hoàng Phủ Đào Thiên bổ ra một đao về sau, đao của hắn vậy mà chui vào trong hư không từ từ biến mất, mà hắn người cũng nhanh chóng biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, ma lòng trước người không gian ba động, một cây đao mang theo lôi quang cùng thất thải chi quang xuất hiện đột nhiên bổ vào hắn thần thuẫn phía trên, tiếp lấy thần thuẫn trong nháy mắt bạo liệt, bôn lôi đao bên trên phủ văn lấp lánh, nhẹ nhõm đem ma long một đao cho chém thành hai bên. Cái này, toàn trường chấn kinh, hoàng phủ đào thiên cũng sẽ hư không đại na di, không đúng. Đó căn bản không phải hư không đại na di, biết rõ hư không đại na di người đều hiểu, không có từ đồ ra đặc biệt đan dược cải tiến thể chất là căn bản không có cách nào phóng thích hư không đại na di. Hoàng phủ đào thiên tốc độ này so thuấn di còn nhanh hơn. Mà lại vừa rồi ma long hư không chi tiến rõ ràng đã đem hắn phụ cận không gian chấn động, hắn lại vẫn có thể vượt ngang hư không. Quả nhiên là vạn năm khó khăn ra tuyệt thế thiên tài, nhân đao hợp nhất, đào thiên đại ca lại cảm mộ nhân đao hợp nhất. Tư đồ nhất thiếu một đôi tròng mắt bày ra đến dọa người, mặt mũi tràn đầy cảm khái cùng hâm mộ, gió không ngừng cũng đầy mặt thổn thức nói ra, nhân đao hợp nhất, phối hợp ngũ kinh đạo văn lôi quang điện ảnh, tinh thần chi lực, bôn lôi đao, phổ thông thiên quân đỉnh phong hoàng phủ công tử có thể tùy ý chém giết. Hô, Giang giật thở ra một hơi thật dài, trong lòng một cái đại thạch đầu rơi xuống, hoàng phủ đào thiên trước đó nói qua thiên quân đỉnh phong không giết được hắn lần này cần cho giang giật mở mang tầm mắt xem ra chính là người này đao hợp nhất hắn dừng một chút cố nén tinh thần mỏi mệt dò hỏi cười một tiếng huynh cái gì là nhân đao hợp nhất nhân đao hợp nhất kia là sở hữu cường giả tha thiết ước mơ cảnh giới tư đồ nhất tiếu trong mắt quang mang càng tăng lên cảm khái một tiếng giải thích nói thông linh trí bảo bên trong đều có khí linh thông linh sau khí linh sẽ nhận chủ ngụy thần khí uy lực tăng lớn nhưng cái này còn không phải nhất cường đại, nhất cường đại liền là người cùng khí linh hoàn mỹ dung hợp, cùng binh khí hòa làm một thể, từ đó phóng xuất ra khí linh ẩn tàng năng lực, khí linh đều có ẩn tàng năng lực, tỉ như đào thiên đại ca bôn lôi đao khí linh khẳng định tựu có được vượt ngang hư không năng lực. chương 812, Huynh Đệ, ngụy Thần Khí là thiên tinh giới cấp cao nhất bảo vật, ngụy Thần Khí rất khó luyện chế, ngoại trừ tông sư cấp luyện khí sư căn bản không có cách nào luyện chế mà lại mỗi một chiếc ngụy thần khí đều cần rất nhiều chân quý vật liệu, càng cần hơn nhào bắt cường đại yêu thú, hoặc là mỹ linh, đưa chúng nó thần hồn phong ấn tại trong binh khí, cũng tại trong binh khí khắc họa trận pháp cường đại cấm chế. Toàn bộ thiên tinh giới, giờ phút này còn sống tông sư cấp luyện khí sư không cao hơn 10 người, tội đảo cũng chỉ có một người, bị hoàng phủ gia chiêu mộ, những năm gần đây cũng rất ít luyện khí. Yêu thú đều đặc biệt yêu thuật, mỹ linh cũng có linh thuật, bọn chúng thần hồn mặc dù bị phong ấn trở thành khí linh, chủ thể ý thức không có ở đây, nhưng thần hồn bên trong còn có lại có một chút ký ức, tỉ như bọn chúng yêu thuật, linh thuật. Ngụy thần khí rất khó hủy đi, rất nhiều khí linh tại trong binh khí tồn tại vạn năm, vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, khí linh các loại ngụy thần khí hòa làm một thể, nếu có người có thể cùng khí linh thông linh, liền có thể triệt để luyện hóa ngụy thần khí, phóng xuất ra cực lớn uy lực. Đem ngụy thần khí thông linh, đây là người bình thường có thể đạt tới cực hạn, trong lịch sử càng có nghịch thiên người, triệt để cùng khí linh dung hợp, cùng ngụy thần khí dung hợp, đạt tới nhân đao hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất loại hình cảnh giới. Một khi cùng ngụy thần khí hợp nhất, ngụy thần khí liền là trong thân thể ngươi một phần, uy lực cũng sẽ lần nữa tăng lên, đồng thời cũng có thể vận dụng khí linh bên trong ẩn tàng năng lực, nói một cách khác nhân loại có thể phóng thích yêu thú yêu thuật, mị linh linh thuật. Mọi người đều biết, ngụy thần khí là rất khó thông linh, Giang giật nghĩ đến rất nhiều biện pháp, hỏa vân khải còn không có thông linh, cùng ngụy thần khí hoàn mỹ dung hợp kia càng là khó càng thêm khó. Chỉ ít thần tứ bộ lạc bên trong hoàng phủ đào thiên là đệ nhất nhân, đông hoàng đại lục đoán chừng có cũng rất ít. Sở dĩ này khắc hoàng vừa đào thiên nhân đao hợp nhất mới có thể làm người ta như thế chấn động, nhất là một đao đánh chết ma quỷ quân đoàn nhân vật số 2, càng làm cho rất nhiều sơn phỉ nội tâm hoảng hốt. Binh là đem can đảm, chính là binh hồn, thủ lĩnh chết rất nhiều quân sĩ tự nhiên kinh hồn táng đảm. Vù vù, toàn trường rất nhiều người đều giật mình, ngược lại tàn nguyệt trước tinh liệt nhật quân đoàn người đều không có quá nhiều đi chú ý, bởi vì bọn hắn đều là hồn nô. Chủ tử hạ mệnh lệnh công kích ma quỷ quân đoàn người, bọn hắn không dám có nửa điểm lười biếng thừa dịp sơn phỉ bọn họ ngây ngẩn cả người cái này mấy ngàn người một vòng công kích phía dưới lại nhẹ nhõm chém giết hơn hai ngàn người giết tư đồ nộ người bên kia toàn bộ đều lao đến chiến trường có chút hỗn loạn ai cũng không dám không khác biệt quần thể công kích đều là mấy người một tổ từng người tự chiến thanh điều thương hội nhân cũng rất nhanh xông lại bốn phía đều là chiến trường mỗi một giây thời gian bên trong đều có người chết đi tư đồ nhất tiếu cùng tiền vạn quán gió không ngừng bọn người đi ra thiên cơ thuyền bên ngoài đứng tại bong tàu bên trên quan chiến, bên này nhân số là bên kia mấy lần, chiến cuộc đã sớm chú định, bọn hắn có thể hoàn toàn yên tâm quan chiến. Ông, tiền vạn quán lệnh bài trong tay phát sáng lên, hắn quét xuống một cái lập tức đại hỉ, cứu ra, con tin chỉ chết trăm người, vô song đại ca cùng vân phỉ không có việc gì. Hô, tư đồ nhất tiếu có chút thở ra một hơi, liếc mấy cái chiến trường không còn quan chiến, mà là cùng tiền vạn quán lại trở về trong khoang thuyền, muốn đem cái này tin tức tốt trước tiên truyền cho giang giật. Nào biết Giang giật giờ phút này trên thân nhoáng một cái, âm vang đổ vào trong khoang thuyền, triệt để đã ngủ mê man. Hắn đã dò xét đến chiến vô song hai người tình huống, bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì quân đoàn đến giúp, mà quỷ quân đoàn chú định hủy diệt, đã không có hắn chuyện gì. Lão đại, Giang huynh, tiền vạn quán cùng tư đồ nhất tiếu vội vàng đỡ dậy Giang giật, tiền vạn quán đem Giang giật ôm lấy đặt lên giường, dò xét một phen, xác định hắn chỉ là suy yếu quá độ mê man đi qua mới yên tâm lại. Dầm dầm dầm, nơi xa chiến đấu như hỏa như đồ tiếp tục triển khai, hai bên đều có tử thương, ma quỷ quân đoàn trước khi chết phản công, cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng, hung lệ tới cực điểm. Bất quá coi như bọn hắn lại thế nào biêu hắn, cũng đánh không lại bên này thiên quân võ giả là bọn hắn nhiều gấp ba, ba người đánh một người, chiến lực không sai biệt lắm tình huống dưới, kết cục rõ ràng. Tiếng oanh minh vang không ngừng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bầu trời xé rách khép lại sau lại bị xé nứt, nước biển bị nhấc lên ngàn cơn sóng, hòn đảo bị nện đến sơn băng địa liệt, rất nhiều ma quỷ quân đoàn cấp thấp võ giả từng mảnh từng mảnh bị chém giết, tự liền ra quyến đều không có buông tha. Nếu không động, hoặc là đầu hàng cái kia còn dễ nói, dám công kích hoặc là chạy trốn, kia chỉ có bị vô tình chém giết. Chiến đấu không có bất kỳ cái gì tình nghĩa có thể giảng, người không chết thì là ta vong, tại tội trong đảo càng là tàn khốc tới cực điểm, người nơi này đối với chiến đấu đều vô cùng máu lạnh, chỉ cần không khai chiến, vừa khai chiến hẳn phải chết người. Phanh phanh phanh, Thiên cơ thuyền phía dưới trong nước biển đột ngột nổ tung, từng bầy toàn thân đều bao phủ tại hắc giáp bên trong thiên quân cường giả, mang theo mấy ngàn người bay vụt mà đến, đám người kia nhìn thấy thiên cơ thuyền sau toàn bộ đều cuồng hỉ không thôi, mà trong đó một nam một nữ nhìn thấy Tiền Vạn Quán sừng sướng ở đầu thuyền càng là nhiệt lệ đầy vành mắt. "Vô Song đại ca, Vân Phỉ tỷ." Tiền Vạn Quán một thân thịt mỡ run lên, kích động đến không ngừng vung vẩy cánh tay đâu còn có cùng tư đồ nhất thiếu bố trí đại chiến lúc trầm ổn cùng đại tướng phong độ chiến vô song cùng vân phỉ còn không có bay lên cái trước cũng đại hỉ kinh hô vạn quán ngươi làm sao tại cái này ha ha gió không ngừng lắc đầu thở dài nói nếu không phải thiếu công tử cùng tiền công tử các ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy tựu ra ân không có giang công tử lần này các ngươi cũng giữ nhiều lành ít ha giang công tử giang giật chiến vô song hổ khu chấn động vân phỉ càng là nước mắt xì rào rơi xuống Lần này hai người coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới thế mà bị người nghĩ cách cứu viện vừa ra tới còn chứng kiến tiền vạn quán, giờ phút này còn nói giang giật cũng tại. Đa tạ tiếu công tử, tiền công tử, đa tạ chư vị đại nhân ân cứu mạng. Rất nhiều con tin nhau nhau ôm quyền hành lễ, ánh mắt cũng thỉnh thoảng hướng xa xa chiến trường nhìn lại, một mảnh nhìn thấy mà giật mình, tới nhiều như vậy thiên quân cường giả chẳng lẽ chính là vì cứu bọn họ. Tư đồ nhất tiếu nhìn thấy chiến vô song hai người muốn hành lễ vội vàng thân thiết đi qua bắt lấy chiến vô song tay, nói chiến huynh đệ, ngươi là giang giật huynh đệ, đó cũng là ta tư đổ nhất tiếu huynh đệ. Lần này nói trắng ra, kỳ thật chính là vì cứu các người vợ chồng, các người muốn tạ liền đi cảm ơn giang giật đi, không phải nhà hắn cha tuyệt đối sẽ không điều động đại quân. Ây, chiến vô song cùng vân phỉ liếc nhau, hai người trên mặt đều là kinh sợ, mặc dù bọn hắn nghe nói một chút nghe đồn, nói giang giật tại thần tứ thành lăn lộn đều rất tốt, lại không nghĩ rằng lẫn vào tốt như vậy chỉ là vì nghĩ cách cứu viện các nàng, lại điều động hơn 3 vạn thiên quân. Đây cũng không phải là hơn 3 vạn phổ thông võ giả, mà là thiên quân A, càng có rất nhiều cường đại đến làm các nàng cảm giác giống như thần tiên đại nhân vật. Chỉ là hai năm không thấy, giang giật năng lượng tổng cộng đến to lớn như thế. Vân phỉ nhìn mấy lần cũng không có phát hiện giang giật, có chút kỳ quái cùng tiền vạn quán hỏi, vạn quán, quán quốc sư đâu? Ngủ đâu? Tiền vạn quán cười khổ một tiếng. Lão đại vì lần này đại chiến liên tục vận dụng thần niệm vu thuật, giờ phút này đã ngất đi. Bất quá cũng không lo ngại, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. A, à, chiến vô song cùng vân phỉ càng là cảm động đến mơ mơ hồ hồ. Cái gì gọi là huynh đệ uống rượu với nhau đi dạo ký viện kề vai sát cánh cũng không phải là huynh đệ. Tại ngươi xảy ra chuyện có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí không tiếc đánh đổi mạng sống làm đại giá, đây mới gọi là huynh đệ. Chiến vô song thực lực so ra mà nói rất yếu. Vân Phỉ càng yếu, hơn hai người đối với Giang Giật tới nói căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Lần này thỉnh cầu tư đồ ra điều động đại quân, càng là thiếu nhân tình to lớn, nhưng hắn sẽ không tiếc, bởi vì chiến vô song là huynh đệ của hắn, Vân Phỉ là đại tàu của hắn. Chỉ thế thôi, chương 813 tiền vạn quán năng lực, chiến đấu kéo dài một canh giờ, cuối cùng ma quỷ quân đoàn tử thương hơn phân nửa, còn lại mấy ngàn người toàn bộ đầu hàng, ma quỷ đảo cùng phụ cận 10 cái quần đảo trên cấp thấp võ giả còn có gia quyến bị chém giết gần nửa bộ phận, còn lại cũng đều đầu hàng, ma thiên bị tư đồ nộ cùng tư đồ ra một tên thiên quân đỉnh phong liên thủ chém giết. Đầu hàng kết quả đều là trở thành dịch nô, tư đồ ra đã xuất chiến, không có nửa điểm chỗ tốt tư đồ ngạo làm sao cùng trưởng lão đường bàn giao ma quỷ đảo bên trên phòng tối cũng bị tìm được, ma quỷ quân đoàn kinh doanh hơn 10 vạn năm, tụ tập đại lượng tài phú, toàn bộ bị tư đồ ra vơ vét không còn gì thấy gió không ngừng bọn người nóng mắt không thôi, bất quá thanh điều thương hội nửa câu nói nhảm không dám nhiều lời, lần này cũng đối với bọn họ phân. Chiến trường quét sạch sẽ, dịch nô cũng bị tập trung mang đến thần tứ đảo Tây Bộ Tư Đồ Đảo, nơi đó là tư đồ ra một chỗ sản nghiệp, cùng thiên lôi đảo đồng dạng, cần đại lượng dịch nô tỷ tư đồ ra đảo đi trong biển sâu bỏ mạch. Thiên cơ thuyền lần nữa chạy, nhưng chưa có trở về thần tứ đảo mà đi là trước tinh đảo, tư đồ nỗ lưu lại 3.000 cường giả, tăng thêm thanh điều thương hội nhân, chuẩn bị triệt để đem trước tinh quân đoàn tiêu diệt, đồng thời cướp bóc trước tinh quân đoàn tài phú cách xù. Lần này tư đồ ra không có độc thôn, cùng phong không ngừng ước định chia đôi phân, gió không ngừng rất sảng khoái đáp ứng, lần này thương hội thiên cơ thuyền bị chặn giết, để thương hội danh dự hạ xuống tận dưới đáy, diệt sát bốn đại sơn bọn phỉ đoàn có thể trọng trần uy danh, uy hiếp tội đảo quần hùng. Trước tinh quân đoàn phái ra một vạn thiên quân, cuối cùng bị giết hơn phân nửa, còn lại đều trở thành hồn nô, ở trên đảo tồn lưu cường giả cũng không nhiều, chỉ có không đến năm ngàn thiên quân. Tiền vạn quán hiến một kế, để trước tinh quân đoàn đầu hàng người sớm đưa tin trở về, nói bên này tình hình chiến đấu ổn định, đã thành công diệt thanh điều thương hội cùng giang giật bọn người, bất quá huyết gấu bất hạnh chiến tử. Các loại chờ một ngày sau, thiên cơ thuyền đến trước tinh đảo phụ cận, hắn lại để cho còn sót lại trước tinh sơn phỉ mang theo số thiên thanh chim thương hội thiên quân xâm nhập vào trước tinh đảo, vừa lên đảo lập tức hạ hắc thủ, đánh lén phía dưới diệt trước tinh quân đoàn thủ lĩnh cùng các vị thống lĩnh, chiến đấu trong nháy mắt trở nên dễ dàng. Chỉ là nửa canh giờ chiến đấu tự kết thúc, hơn phân nửa người đầu hàng đang đánh quét chiến trường kiểm kê tài vật về sau, dù là gió không ngừng cũng thầm than sơn phỉ quân đoàn giàu có, một cái sơn phỉ quân đoàn lại so với bọn hắn thương hội còn muốn giàu có. Bất quá nghĩ đến thương hội không chỉ có muốn cho thành nội đại gia tộc bầy đồ cúng, còn muốn nguyệt nguyệt cho sơn phỉ quân đoàn bầy đồ cúng, sơn phỉ quân đoàn nhưng căn bản không cần lên cung cấp, còn có thể thỉnh thoảng cướp bóc một cái, vài vạn năm tích lũy xuống, tài phú khẳng định là khả quan. Có tiền phân, tự nhiên là có nhiệt tình. Thiên cơ thuyền lần nữa tiến lên đi Liệt Nhật đảo, đáng tiếc đi đến một nửa, Tư Đồ Nộ đưa tin tới, Liệt Nhật đảo cùng Tàn Nguyệt đảo đã toàn bộ bị dẹp xong. Tư Đồ ra lực uy hiếp quá cường đại, Sơn Phỉ quân đoàn vừa nhìn thấy Tư Đồ ra người, căn bản không dậy được chiến ý, hoặc là đầu hàng, hoặc là đào tàu bị từng cái đánh giết. Thiên cơ thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Tư đồ nhất tiếu cùng tiền vạn quán một mực tại thiên cơ thuyền bên trên, một là bởi vì Giang giật còn tại ngủ say, hai là đại chiến đã tiến vào hồi cuối, hai người tại cái này nghe chiến báo là đủ. Đương nhiên, hai người lưu tại cái này, kỳ thật còn có càng sâu ý đồ, thậm chí để thanh điều thương hội liên thủ đi công kích trước tinh đảo, cũng là tiền vạn quán ra chủ ý. Nếu không bằng vào tư đồ nộ bọn người, có thể nhẹ nhóm hủy diệt ba đại sơn bọn phỉ đoàn, không cần thiết phân tài bảo cho thanh điều thương hội. Tư đồ nhất tiếu cùng tiền vạn quán, mỗi ngày không có việc gì lôi kéo gió không ngừng nói chuyện phiếm, tiền vạn quán hời hợt đưa ra rất nhiều kỳ diệu thương nghiệp cấu tứ, để gió không ngừng mở rộng tầm mắt, cũng dị thường thưởng thức, nếu không phải tiền vạn quán tại giúp tư đồ ra làm việc, hắn khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp lôi kéo. Ngày thứ năm Giang giật tỉnh táo lại, bất quá vẫn là có chút suy yếu, chỉ là cùng chiến vô song Hoàng Phủ Đào Thiên Hàn Huyên vài câu liền ngủ thật say, để chiến vô song trong lòng càng không phải là mùi vị. Qua hai ngày Giang giật lần nữa thanh tỉnh, Lần này đã khá nhiều, cùng chiến vô song Hoàng Phủ Đào Thiên nói chuyện phiếm vài câu về sau, hắn nghi ngờ hướng ra phía ngoài quét qua nói, vạn quán đâu làm sao không thấy được hắn. Trên thuyền đâu, Hoàng Phủ Đào Thiên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, Giang Giật, người tiểu huynh đệ này thật sự là nhân tài, chỉ là mấy ngày lại đem gió không ngừng cho chập trần, thanh điều thương hội lần này sau khi trở về, xem ra muốn đổi tên là tư đồ thương hội. Cái gì, Giang Giật có chút kinh ngạc, tò mò hỏi tình huống như thế nào cụ thể ta cũng không biết hoàng phủ đào thiên bưng lên một bình trà cho giang giật rót một chén về sau nói ra dù sao cái này mấy ngày cười một tiếng cùng vạn quán thiên thiên đều cùng phong lão đầu tại nói chuyện tào lao giống như vạn quán đưa ra rất nhiều thương nghiệp ý nghĩ để phong lão đầu kinh động như gặp thiên nhân tư đồ nhất yếu ở một bên đi theo chập chờn kết quả phong lão đầu điên rồi muốn đem thanh điều thương hội nhập vào tư đồ ra hắn trở thành tư đồ ra một cái trưởng lão cùng vạn quán cùng một chỗ kinh doanh thanh điều thương hội Tiểu tử này khả năng như thế, Giang Giật cảm thấy ngoài ý muốn, Tiền Vạn Quán có được rất mạnh kinh thương năng lực, điểm này hắn rất là tin tưởng. Nhưng nói đem gió không ngừng một cái làm cả một đời thương hội lão thủ chập chờn đến gia nhập tư đồ ra, cái này không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục a. À. Phải biết thanh điều thương hội cũng không phải gió không ngừng một người, trong này quan hệ đến rất nhiều rất nhiều người lớn nhỏ lợi ích của gia tộc, gió không ngừng như thế quả quyết, không sợ thanh điều thương hội chia năm sẻ bảy. Trọng yếu nhất chính là thanh điều thương hội nhập vào tư đồ ra, về sau gió không ngừng liền là tư đồ ra người, tư đồ ra nếu là đen gió không ngừng, chiếm đoạt thanh điều thương hội hắn cũng không có cách, chỉ có thể tự nhận không may, nguy hiểm này quá lớn. Bất quá hoàng phủ đào thiên nghe được truyền ngôn cũng không chuẩn cắt, mấy ngày nay tư đồ nhất tiếu cùng tiền vạn quán cũng chỉ là vội vàng đến xem giang giật một lần, không hề nói gì lại rời đi, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Sau đó thời gian, tiền vạn quán hai người càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đến đây một lần nhìn thấy Giang giật gần như khỏi hẳn về sau, nói chuyện phiếm hai câu lại vội vàng rời đi, thẳng đến đến thần Tứ Thành đều không tiếp tục xuất hiện qua. Thần Tứ Thành bên trong đã sớm một mảnh xôn xao, thần Tứ Hải bên trong sự tình mấy ngày trước truyền khắp thần Tứ Bộ Lạc, vô số sơn phỉ quân đoàn dọa sợ, coi là tứ đại gia tộc muốn tiêu diệt toàn bộ tất cả sơn phỉ quân đoàn. Từ đồ ngạo tại hai ngày trước đó phát ra một cái thông cáo, nói lần này bị bắt cóc con tin bên trong có từ đồ ra hai tên trọng yếu con em, mà lại đang dò xét về sau, phát hiện lần này ma quỷ trong quân đoàn có đông hoàng đại lục gian tế, sở dĩ tùy ý phái chọn người tiêu diệt toàn bộ. Cái này giải thích rõ ràng không ai tin tưởng, một cái khác tin tức ngầm lưu truyền tới, nói là lần này con tin bên trong hoàn toàn chính xác có hai tên thân phận đặc thù người, là giang giật hai cái bằng hiếu, tư đồ ngạo thuần túy là xem giang giật mặt mũi mới xuất binh. Cái này tin tức ngầm rõ ràng so tư đồ ra thông cáo có công tín lực. Thần tứ thành bên trong người đối với giang giật cũng lần nữa coi trọng mấy phần, dù sao có thể làm cho tư đồ ngạo xuất động tư đồ ra hơn phân nửa cường giả xuất kích, mặc dù ba cái kia lão ra hỏa không nhúc nhích, nhưng cũng đủ để chứng minh giang giật tại tư đồ ngạo trong lòng địa vị. Tại giang giật bọn người trở lại tư đồ ra lúc, tư đồ ngạo xuất lĩnh tư đồ ra rất nhiều trưởng lão tự mình ra ninh tiếp, cũng đã chứng minh điểm này. Sau đó thanh điều thương hội một cái thông cáo càng là chấn kinh thành nội tất cả mọi người gió không ngừng cùng tư đồ nhất tiếu tiền vạn quán thỏa đàm, đồng thời thành công thuyết phục thanh điều thương hội 13 tên trọng yếu nhất trưởng lão, trời sáng về sau thanh điều thương hội chính thức gia nhập tư đồ gia. Tin tức truyền ra, tam đại gia tộc chấn động, thanh điều thương hội là thành nội tam đại thương hội một trong, có lẽ bọn hắn thương hội vũ lực không mạnh, 13 nhà tộc hoàn toàn chướng mắt, nhưng chúng nó thương nghiệp vận hành năng lực lại là thần tứ bộ lạc sắp xếp năm vị trí đầu, thanh điều thương hội gia nhập liên minh, tư đồ gia tổng hợp thế lực tăng lên rất nhiều, thương nghiệp vận doanh năng lực hoàn toàn xưng bá toàn bộ thần tứ bộ lạc. Mà tại ngày thứ ba, tư đồ ra một tin tức truyền ra, lại để cho vô số người mở rộng tầm mắt, tư đồ ngạo lực áp tư đồ ra 108 trưởng lão, khâm mệnh tiền vạn quán là tư đồ ra thương đường đường chủ, tổng quản tư đồ ra hết thảy thương nghiệp sự vụ. chương 814, ta không tiếc hết thảy tiền vạn quán, một cái rất lạ lẫm lại tục khí danh tự, cái tên này tại hôm nay lại vang vọng toàn bộ thần tứ thành, tiếp lấy truyền khắp toàn bộ thần tứ bộ lạc. 13 nhà tộc là thần tứ bộ lạc chúa tể, bọn hắn không kém thiên thạch, cũng từ trước không coi trọng thương nghiệp, theo bọn hắn nghĩ tuyệt đối lực lượng mới là vương đạo, bởi vì có tuyệt đối lực lượng bọn hắn có thể tùy ý cướp đoạt người khác tài phú, toàn bộ thần tứ bộ lạc đều là bọn hắn, bọn hắn muốn thiên thạch làm gì? Tại tư đồ ngạo trở thành tư đồ gia gia chủ về sau, lật đổ mọi người lý niệm. Tư đồ gia phía trước mấy đời lúc xuất hiện dị biến, kia một đời tộc trưởng đi sông sáo vô tận biển sâu một cái bí cảnh ngoài ý muốn vẫn lạc, mà hắn chưa kịp định ra gia chủ, định ra người thừa kế, dẫn đến tư đồ gia nội bộ liều mạng, nguyên khí đại thương còn lại tam đại gia tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kém chút đem tư đồ ra đuổi ra khỏi thần tứ đảo. Tư đồ ra đoạn thời gian kia một mực tại thần tứ thành bên trong hạng chót, thẳng đến tư đồ ngạo phụ thân lên đài, gia tộc mới khôi phục một chút nguyên khí, nhưng vẫn như cũ là hạng chót. Tư đồ ngạo trở thành gia chủ, tổng quản tư đồ ra hết thảy sự vụ về sau, hắn phát triển mạnh thương nghiệp, thành lập phòng đấu giá, còn có rất sinh sản nhiều nghiệp, để tư đồ ra tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong kiếm lời đại lượng thiên thạch, còn lại tam đại gia tộc đối với cái này khiến mũi coi thường, cho rằng tư đồ ra đi bằng môn tả đạo, không chú trọng bồi dưỡng cường giả, lẫn lộn đầu đuôi. kết quả tư đồ ngạo dùng sự thực hung hăng đánh tam đại gia tộc mặt, tư đồ gia có được đại lượng thiên thạch về sau, âm thầm chiêu mộ vô số cường giả, đón mua rất nhiều lớn nhỏ gia tộc, để tư đồ gia thanh thế không ngừng lớn mạnh, chỉ là thời gian mấy chục năm liền trở thành thành nội đệ nhị gia tộc, nếu không phải lôi ra lão tộc trưởng thực lực nghịch thiên, tư đồ gia giờ phút này tuyệt đối là đệ nhất gia tộc. Tam đại gia tộc cũng rốt cục nghĩ thông suốt, trước đó cũng không phải là không có lớn nhỏ gia tộc phụ thuộc bọn hắn, nhưng chỉ là đơn thuần phụ thuộc, đơn phương bị tam đại gia tộc nghiền ép. Mà tư đồ ra lại là thông qua rất sinh sản nhiều nghiệp, đem những cái kia lớn nhỏ gia tộc toàn bộ cột vào một cỗ trên chiến xa, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, vinh nhục cùng hưởng. Sản nghiệp nhiều, coi như mời chào nhiều người hơn nữa cũng có thể dưỡng nổi, không giống còn lại ba nhà gia tộc, chiều mộ người chỉ có thể đặt ở các gia trong đại viện, mỗi tháng đều muốn vô ích cho bọn hắn bổng lộc. Những năm gần đây, tam đại gia tộc bị tư đồ ra ảnh hưởng bắt đầu coi trọng thương nghiệp, tỉ như lôi ra sân quyết đấu giờ phút này tự biến thành lớn nhất đánh bạc tràng, Nam Cung Vân Nghĩa như thế cứng nhắc cay nghiệt, cũng mở ra Nam Cung ra bí cảnh kiếm tiền. Nhưng tư đồ ngạo kinh doanh mấy chục năm, tam đại gia tộc nghĩ thời gian ngắn đuổi kịp đã là không thể nào, tư đồ ra thương nghiệp vận hành để tam đại gia tộc cảm thấy không bằng, thanh điều thương hội gia nhập càng làm cho tư đồ gia không thể tranh cãi trở thành thần tứ bộ lạc thương nghiệp đệ nhất. Tư đồ gia rất sinh sản nhiều nghiệp, lớn như vậy thần tứ thành, có một phần ba sản nghiệp là tư đồ gia hoặc là bị nhà bọn hắn khống chế. Giờ phút này nhiều như vậy sản nghiệp toàn bộ giao cho một người tổng quản người này còn không phải tư đồ gia người, càng không có bất luận cái gì danh khí, duy nhất để mọi người có chút ấn tượng hắn là giang giật huynh đệ. Giang giật tại thần tứ thành danh khí rất lớn, điểm ấy không cần hoài nghi, Giang giật tiềm lực rất lớn đáng giá tư đồ ngạo lôi kéo, điểm ấy cũng rất bình thường, nhưng lực áp tư đồ ra 108 trưởng lão, đem tư đồ ra toàn bộ sản nghiệp giao cho tiền vạn quán tổng quản, cái này không khỏi quá kinh thế hãi tục. Tất cả mọi người cho rằng tư đồ ngạo điên rồi, bao quát giang giật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên. Hai người ngồi tại giang bảo bên trong, nhìn qua tư đồ nhất tiếu cũng đầy mặt nghi hoặc, chờ đợi hắn giải đáp vấn đề này. Còn tiền vạn quán hôm nay lại không tại, hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, đoán chừng trong vòng mấy tháng tất cả mọi người rất khó nhìn thấy hắn. Rất đơn giản, tư đồ nhất tiếu buông tay nói, bởi vì vạn quán là một thiên tài, ta cùng phụ thân còn có phong hội trưởng đều cho rằng, chỉ cần cho hắn thời gian 5 năm, tư đồ ra sản nghiệp tuyệt đối có thể đảo lộn một cái, tư đồ ra cũng có thể trở thành thần tứ bộ lạc đệ nhất gia tộc. Ê, toàn trường động dung, thanh ngư còn mơ hồ mở chừng hai mắt nói, cái này hèn hạ tiểu mập mạp có lợi hại như vậy. Có, tư đồ nhất tiếu trùng điệp gật đầu nói, kỳ thật các ngươi cũng không biết, vạn quán trước đó quản lý chúng ta một chỗ sản nghiệp 3 tháng, nguyên bản cái kia sản nghiệp rất là hỗn loạn, nhưng nửa tháng tự bị hắn quét sạch, chờ sau 3 tháng báo cáo lợi nhuận tăng trưởng gấp 3. Về sau đi công kích ma quỷ đảo, gia phụ định ra một cái tác chiến mạch suy nghĩ, điều một số người cho ta, sự tình phía sau đều là ta cùng vạn quán đang bố trí. Nói ra thật xấu hổ, kỳ thật ta căn bản không có làm cái gì, bởi vì không đợi ta hạ mệnh lệnh, vạn quán đã giúp ta làm xong, có thể nói trận chiến này có thể thuận lợi như vậy, Giang huynh thần kỹ là công đầu, vạn quán sắp xếp đệ nhị. Kỳ thật những này cũng không tính là cái gì, trọng yếu nhất chính là thanh điều thương hội. Thần tứ thành bên trong Tam đại thương hội một trong, trong thành chiếm cứ vài vạn năm, cái này thương hội cổ đông có 10 cái, cùng thương hội có lợi ích gia tộc đạt tới trên trăm cái, nhưng vạn quán chỉ là dùng 10 ngày liền đem tất cả mọi người thuyết phục. Gió không ngừng điểm danh để vạn quán trở thành tổng quản, hắn cam làm phó tay, một cái kinh thương hơn 70 năm liền gia phụ đều bội phục lão thương nhân đều cam tâm cho vạn quán làm phụ tá, thử hỏi. Chúng ta còn có lý do gì không tin tưởng vạn quán? Tư đồ nhất tiếu nói xong, toàn trường đều trầm mặc giang giật cùng chiến vô song lướt nhau, hai người trong mắt đều là vẻ kiêu ngạo. Huynh đệ của mình có như thế năng lực, có thể lẫn vào như thế phong sinh thủy khởi, có thể được đến nhiều người như vậy coi trọng, hai người cũng rất cảm thấy vinh quang. Giang giật con người chuyển động hai vòng, ánh mắt chuyển hướng tư đồ nhất tiếu, chân thành nói ra, vạn quán không thích tu luyện, đành phải kinh thương, tư đồ ra có thể cho hắn cái này một cái bình đài, để hắn thi triển năng lực là vận may của hắn, cũng chỉ có tư đồ bá phụ cùng cười một tiếng huynh mới có phách lực như thế. Vạn quán người này khuyết điểm duy nhất liền là từ tâm nhãn, ta hy vọng hắn có thể tại tư đồ ra có một cái tốt kết cục, giang mỗ cũng rất hy vọng cùng cười một tiếng huynh làm cả đời huynh đệ, vì vạn quán ta không tiếc hết thảy. Giang giật câu nói sau cùng, để tư đồ nhất tiếu thân thể chấn động, giang giật lời này mặc dù nói mịt mờ nhưng tư đồ nhất thiếu như thế thông minh làm sao có thể không rõ giang giật không có khả năng gia nhập tư đồ ra điểm ấy tư đồ nhất thiếu rất rõ ràng hắn nói không tiếc hết thảy rất rõ ràng là chỉ thần niệm vu thuật nói một cách khác giang giật cho thấy thái độ của hắn chỉ cần tư đồ ra đem tư đồ nhất niệm gả cho tiền vạn quán hắn tự dám đem thần niệm vu thuật làm xính lễ hiến cho tư đồ ra tư đồ ra có được hư không đại na di chi thuật giống như có thể phối hợp thần niệm vu thuật vậy tuyệt đối như hổ thêm cánh, trở thành đệ nhất gia tộc ở trong tầm tay, tư đồ ra về sau cũng nghĩ diệt ai tự diệt ai. Tư đồ nhất tiếu nở nụ cười khổ, chắp tay nói, cười một tiếng tự nhiên hy vọng cùng Giang Huynh cả một đời làm huynh đệ, việc này còn được xem phụ thân cùng trưởng lão bọn họ ý tứ, hơn nữa còn cần vạn quán cố gắng giành được ra muội trái tim. Còn nhiều thời gian, hôm nay không trò chuyện cái này, vì vạn bạc huynh đệ, chúng ta không phải uống rượu chúc mừng một phen. Giang giật cũng biết việc này gấp không được, cần xem tiền vạn quán về sau biểu hiện, hắn cười to đứng lên nói, vô song đại ca, vân phỉ trở về nên chúc mừng một phen, hôm nay không say không nghỉ. Phượng Loan cùng thanh ngư vân phỉ liếc nhau lại có chút lo lắng, tiền vạn quán năng lực có lẽ có thể thông qua tư đồ ngạo đám người khảo nghiệp, nhưng muốn đi giành được tư đồ nhất niệm phương tâm, điểm ấy rất khó khăn a à cái này tiểu mập mà thấy thế nào làm sao hèn hạ a à. chương 815, để thính vũ hảo hảo thất vọng. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Bắc đế thành một tòa xa hoa tòa thành bên trong, một thanh niên công tử nổi giận giống to, giống lên vài tiếng còn chưa hết giận, nhấc chân đối quỳ trên mặt đất hai tên thiên quân tựu đột nhiên đá tới, hai cước đem hai người đều cho đạp đến trên tường, toàn bộ đại điện cũng hơi chấn động. Nghịch công tử bất giận, hai người không dám tránh, bị đạp ra ngoài sau lại bò trở về, lần nữa quỳ xuống, dập đầu nói ra, lần này không phải chúng ta bố trí không đúng chỗ, là tư đồ ra đột hạ sát thủ. Chúng ta tại tội trong đảo lực lượng dù sao cũng có hạn, rất nhiều tình báo dò xét không đến. Ầm, um, nghịch công tử tự nhiên là Vũ Nghịch, lần này ma quỷ quân đoàn sự tình là hắn một tay chủ đạo, hắn nghe giải thích càng là giận không chỗ phát tiết, cùng hăng lần nữa đạp mấy cước, đem cái này thiên quân võ giả tươi sống đạp ngực xương cốt đều lõm tiến vào. Thất bại tiểu thất bại, còn muốn giảo biện lúc trước các ngươi là thế nào cùng ta cùng lời thề son sắt cam đoan hắn nổi giận giống to nhấc chân trùng điệp hướng người này ngược đạp xuống đi dẫm đến người này miệng phun máu đen liên thanh kêu rên chính như vũ nghịch nói thất bại liền là thất bại không có bất kỳ cái gì lý do có thể giảng lần này là hắn lần thứ nhất chủ đạo một lần hành động lớn vận dụng võ điện tiềm phục tại tội đảo rất nhiều ám kỳ trọng yếu nhất một người liền là ma quỷ quân đoàn thủ lĩnh ma thiên mà lại lần này hao tốn cách xù thiên thạch đón mua liệt nhật trước tinh tàn nguyệt quân đoàn võ điện nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh nằm vùng rất nhiều quân cờ nhưng ở lần này hành động qua đi ít nhất có hơn phân nửa người bại lộ có thể nói tổn thất nặng nề võ điện là vũ gia nhưng vũ nghịch không có nghĩa là vũ gia vũ gia có quá nhiều con em có quá nhiều nhân tài hắn vũ nghịch lần này sau khi thất bại tại vũ gia trưởng lão đường kia mấy trăm vị trưởng lão trong lòng địa vị khẳng định giảm xuống rất nhiều phải biết nếu muốn trở thành vũ gia gia chủ tiếp theo trở thành bắc đế cái này không chỉ có riêng cần bắc đế võ thương cho phép còn cần vũ gia trưởng lão đường thông qua Cửu đế gia tộc vì sao có thể đứng ngạo nghễ mấy chục vạn năm vì sao có thể mọc thịnh không suy không chỉ là bởi vì nhà bọn họ tộc có được quá nhiều tài nguyên, có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra cường giả, càng quan trọng hơn là bọn hắn đối với gia chủ cùng tộc trưởng người thừa kế có hà khắc suy tính. Một tướng vô năng, mệt chết tam quân, tộc trưởng cùng gia chủ có được vô thượng quyền uy, giống như tộc trưởng cùng gia chủ là cái phế vật, làm ra mấy cái quyết định sai lầm, vậy sẽ để gia tộc vạn kiếp bất phục. Vũ nghịch có phụ thân là vũ gia đương đại gia chủ, ra ra hắn là bác đế võ thương, bản thân hắn thiên tư rất không tệ, sở dĩ lần này mới có thể có cơ hội tiếp nhận tội đảo chuyện bên kia vụ. Đây là cơ hội cũng là suy tính, lần này vũ nghịch chủ đạo lần thứ nhất lớn hành động, điều động rất nhiều tài nguyên, kết cục lại thất bại, trưởng lão đường sẽ không xem ngươi quá trình, sẽ chỉ chú ý kết quả. Thất bại liền là thất bại, tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành liền là vũ nghịch năng lực không được. Lần tổn thất này đối với lớn như vậy vũ ra tới nói không tính là gì, nhưng liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, về sau làm sao có thể cho ngươi đi làm càng lớn sự tình làm sao có thể cho ngươi tiếp nhận lớn như vậy vũ ra. Sở dĩ, vũ nghịch rất nổi giận, hận không thể đem hai cái này đưa ra cái phương án này người khởi sướng tươi sống giết chết. Một người khác xem vũ nghịch không đem trái tim bên trong khẩu khí này phát tiết ra ngoài, trong lòng là sẽ không thống khoái, con người nhất chuyển, liên thanh nói ra, nghịch công tử bớt giận, kỳ thật việc này không phải chúng ta nói ra, mà là một cái tiểu biểu tử nói ra nghịch công tử nếu muốn xuất khí chúng ta đem nàng đưa tới ngươi có thể sống sống hành hạ chết nàng để tiết trong lòng chi nộ cái này tiểu biểu tử là hà trưởng lão làm tôn nữ lần này khẳng định là nàng cố ý hãm hại công tử hà trưởng lão vũ nghịch nhướng mày cái này hà trưởng lão hắn biết rõ kia là mặt khác nhất mạch người cùng hắn không phải một phe cánh thật chẳng lẽ chính là cố ý hãm hại hắn vung tay lên nói đi đem nàng kêu đến tốt hai người vội vàng bò lên cắn răng nghiến lợi đi ra ngoài lần này phương án hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn nói ra, hai người cũng tự nhiên muốn tìm người chịu tội thay dùng bình vũ nghịch nội tâm lửa giận. Phanh phanh phanh, phanh vũ nghịch các loại chờ hai người xuống dưới về sau, nắm lên gian phòng đồ vật liền là một trận đập loạn, dọa đến bên cạnh mấy cái thị nữ đại khí cũng không dám phun ra, sợ vũ nghịch đem khí phát tiết tại trên người các nàng. Xa xa xa, không có qua quá lâu, hai tên thiên quân đi mà quay lại, phía sau hai người mang theo một tên váy vàng nữ tử, nữ tử kia đi tới về sau, làm cho cả đại điện đều cảm giác sáng lên, vũ nghịch trong mắt cũng lộ ra cực nóng quang mang, không nghĩ tới vũ gia lại còn có như thế tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử tuổi tròn đôi mươi, da trắng như tuyết, ngũ quan tú mỹ, dáng người thướt tha, mặc một bộ váy vàng càng cho người ta một loại sáng rỡ cảm giác. Nữ tử này cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là nàng cặp kia thu thủy con ngươi, cặp kia như chân trâu đôi mắt tựa hồ có thể thấy rõ hết thảy, vũ nghịch cùng này đôi con ngươi liếc nhau một cái, lại cảm giác trong lòng bí mật đều bị nàng xem thấu, Nữ tử đình đình đứng thẳng, nhìn qua vũ nghịch huyền chuyển cười một tiếng, cúi người nói một cái vạn phúc, như hoàng oanh ngâm sướng thanh âm vang lên, cơ thính vũ. Gặp qua nghịch công tử, cơ thính vũ, vũ nghịch nhướng mày, cái tên này có chút quen tai, nhưng hắn không bao giờ cũng nhớ không nổi đến, hắn mơ hồ đưa ánh mắt về phía hắn thiếp thân thị nữ, cái sau sửng sốt một chút, truyền âm nói, công tử, người này lần trước giống như cầu kiến qua ngươi, nói là thiên tinh đại lục phân điện thánh nữ, muốn giúp ngươi đối phó giang giật công tử ngươi về sau không có gặp nàng. Lại là giang giật, vũ nghịch trong mắt lạnh lẽo, nội tâm ngọn lửa vô danh giấy lên, hắn nhìn qua cơ thính vũ hỏi, ma quỷ đảo tác chiến phương lược thế nhưng là ngươi nói lên. Cơ thính vũ một mặt lạnh nhạt, khẽ vuốt cầm nói, chính là tiểu nữ tử nói lên. Rất tốt, vũ nghịch khóe miệng lộ ra một tia tàn cười, vung tay lên nói, toàn bộ xuống dưới. Tuân mệnh, hai tên thiên quân âm thầm thở dài một hơi, vội vàng chạy ra ngoài, kia mấy tên thị nữ cũng được lễ thối lui, không quá đỗi lấy cơ thính vô ánh mắt có chút đáng thương, những này thị nữ thế nhưng là phi thường tinh tường, vũ nghịch nếu là nổi điên sẽ có cỡ nào. Biến thái, ông, mọi người sau khi rời khỏi đây đem đại điện cấm chế cho khởi động, cơ thính vũ thần sắc nhưng không có nửa điểm động dung, vẫn như cũ đứng xuôi tay, nhìn vũ nghịch. hưu vũ nghịch thân thể lóe lên, một cái tay như thiểm điện bắt lấy cơ thính vũ cổ, đưa nàng sống sờ sờ nâng ở giữa không trung ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói nói vì sao muốn hãm hại bản công tử việc này là ai làm chủ dám can đảm có nửa câu nói ngoa, bản công tử để ngươi hối hận làm người. Cơ thính vũ bị nắm cổ, có chút thấu bất quá, sắc mặt cũng biến thành đỏ tươi, bất quá nàng ánh mắt một mực không có nửa điểm kinh hoàng, rất là lạnh nhạt, nàng dừng một lát, mới chật vật há mồm nói ra, đại danh đỉnh đỉnh vũ nghịch công tử giống như này khí độ kia thật là để thính vũ hảo hảo thất vọng, thính vũ nguyên lai tưởng rằng có thể phụ tá một vị minh chủ nhất thống thiên hạ, trở thành đời thứ nhất huyền đế, xem ra là thính vũ sai. Vũ nghịch công tử, ngươi giết ta đi, đừng để tiểu nữ tử xem thường ngươi. chương 816, Mệnh Trung Túc Địch, phép khích tướng, vũ nghịch trong mắt tức giận lóe lên, hắn bị cơ thính vô cùng trong mắt xem thường thật sâu đâm bị thương, hắn nổi giận vung tay lên, cơ thính vũ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tự trùng điệp hướng trên tường đánh tới. Trái lại cơ thính vũ thế mà không có bất kỳ cái gì động tác, thậm chí đều không có vận chuyển nguyên lực, thân thể trùng điệp đâm vào trên tường, bắn ngược xuống tới, nàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó sắc mặt bình tĩnh nhắm mắt lại, tựa hồ chuẩn bị chờ chết. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Vũ nghịch trên chân nguyên lực lấp lánh, thân thể lóe lên nhấc chân liền muốn trùng điệp hướng cơ thính vũ trên đầu đạp xuống, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cơ thính vũ, nhưng cái sau lại không nhúc nhích, thậm chí thân thể đều không có vẻ run rẩy. Oanh, Vũ nghịch cước tại một khắc cuối cùng hướng bên cạnh trượt ra, một cước trùng điệp đập mạnh tiến vào bàn đá xanh bên trong, trong mắt của hắn cũng là đều chấn kinh ngạc chi sắc, bởi vì cơ thính vũ thật không nhúc nhích thật chuẩn bị nhận lấy cái chết không có nửa điểm làm bộ làm tịch dáng vẻ hừ hắn lạnh lùng nhìn một cái cơ thính vũ lạnh nói ra cơ thính vũ ta cho ngươi thời gian một nén nhang ngươi nếu nói phục không được ta bản công tử cái này có một bình trinh nữ đáng uống về sau coi như trinh nữ cũng sẽ biến thành đáng phụ ta sẽ đem ngươi ném đến bắc đế trong quân doanh nơi đó có trăm vạn đại quân ha 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 cơ thính vũ cười đứng lên nhẹ nhàng lao đi khóe miệng tụ huyết nhàn nhạt nhìn qua vũ nghịch nói ngươi tâm động xem ra ngươi vẫn có chút giã tâm ngươi muốn làm cái thứ hai huyền đế vũ nghịch công tử nếu ngươi muốn trở thành trở thành bắc đế tiếp theo trở thành cái thứ hai huyền đế đầu tiên ngươi khí này độ liền muốn cải biến đổi lại là huyền đế hoặc là ra ra ngươi sẽ dùng như thế ác tha bị người trong thiên hạ chỗ khinh thường thủ đoạn khí độ đại biểu cách cục một cái không có đại cách cục đại khí độ người vĩnh viễn không có khả năng trở thành một đời mới bắc đế vũ nghịch biến sắc trong mắt lửa giận lần nữa dấy lên bất quá lần này hắn không có xuất thủ, chỉ là lạnh băng băng nói ra, nói tiếp. Rất tốt, mặc dù ngươi nội tâm rất nổi giận, nhưng lần này không có xuất thủ, đại biểu ngươi còn có thể khống chế tâm tình của mình. Cơ thính vũ đùa cợt cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phía ngoài cửa sổ nói ra, muốn trở thành bắc đế, ngươi không chỉ muốn lấy được ra ra ngươi cùng phụ thân cho phép, còn phải thông qua trưởng lão đường đám kia lão ra hỏa suy tính. Ma quỷ đảo sự tình, là một lần suy tính, thất bại về sau biểu hiện của ngươi, đây cũng là một lần suy tính. Cửu đế con em của gia tộc có thể tiếp nhận thất bại, nhưng tuyệt đối không thể mất đi khí khái. Vũ nghịch công tử ngươi nói ngươi sau khi thất bại, đánh đập thủ hạ, giờ phút này vừa chuẩn chuẩn bị ngược sát ta sự tình bị trưởng lão đường biết được về sau, bọn hắn hội nghĩ như thế nào một cái không cách nào nhìn thẳng vào chính mình thất bại, chỉ có thể tìm người phát tiết người, thật đáng giá phó thác sao nếu ngươi ra ra thất bại, hắn có thể hay không tàn sát một mảnh vũ ra người có thể hay không ngược sát thủ hạ giống như nói như vậy, các người vũ già đã sớm người người ly tâm, sụp đổ. Người có thể điều tra thêm tư liệu, nhìn xem còn lại cửu đế gia tộc gia chủ cùng tộc trưởng, bọn hắn là thế nào làm người làm việc. Cơ thính vũ lần này lời nói được rất chân thành tha thiết, cũng làm cho vũ nghịch có chút động dung, hắn dừng một chút, gật đầu nói tốt, ta thu hồi lời nói mới rồi, giống như ngươi không thể thuyết phục ta, ta cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Rất tốt, cơ thính vũ mỉm cười, như trăm hoa đua nở, cũng làm cho vũ nghịch đôi mắt sáng lên, nàng khẽ cười nói trẻ nhỏ dễ dậy, không gì tốt hơn. Chẳng ai hoàn mỹ, chỉ cần có thể nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình sửa lại, hấp thủ giáo huấn trưởng thành là được. Đám kia lão gia hỏa, bao quát phụ thân người ra ra lúc còn trẻ ai không có phạm qua sai lầm một lần thất bại đại biểu không là cái gì, sau khi thất bại có thể bò dậy, ngược lại quan trọng hơn. Ma quỷ đảo tác chiến phương án là ta nói ra, nhưng này hai thằng ngu, cũng không có theo ta mạch suy nghĩ đi đi, giống như lần này là ta chủ đạo, giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, vũ nghịch cười lạnh, khoác lác người người sẽ nói, Tư đồ Gia xuất binh, chỉ bằng bốn cái sơn phỉ quân đoàn có thể diệt được coi như đem thần tứ hải 10 cái sơn phỉ quân đoàn đều điều đến. Tại tư đồ gia hư không đại na di trước mặt, đồng dạng không chịu nổi một kích. Sai, cơ thính vũ lắc đầu cười nói, vũ nghịch công tử, nếu là ta đến chủ đạo, tư đồ gia căn bản không có cơ hội xuất binh, cũng không dám xuất binh. Nếu để cho người tản bộ một cái lời đồn, nói lôi ra cùng lục gia liên thủ chuẩn bị đối phó tư đồ gia, Đem tư đồ ra đuổi ra thần tứ đảo, người cho rằng tư đồ ra dám xuất binh sao coi như tư đồ ngạo có như thế quyết đoán xuất binh, tư đồ ra trưởng lão đường có thể đồng ý không? 13 gia tộc đồng khí liên chi, nhưng vì sao tứ đại gia tộc có được thần tứ đảo còn lại 9 đại gia tộc chỉ có thể chấn thủ chín đại quần đảo giang giật giết lục lân, đánh lục ra mặt, tư đồ ra phù hộ giang giật, người dám nói lục ra trong lòng không ý nghĩ gì lôi kỳ viêm tại thần tứ quảng trường ngăn lại giang giật, không có lôi đình uy cho phép có thể sao? Từ đồ ra những năm này thế lực không ngừng tăng lớn, hữu lực áp lôi ra xu thế, người dám nói lôi đỉnh uy không có ép một chút tư đồ ra tâm tư mặc kệ lôi ra cùng lục ra có muốn hay không pháp. Một khi lời đồn lên, từ đầu ngạo dám động, trưởng lão đường cũng tuyệt đối không dám thiện động, giang giật cũng chỉ có thể độc thân tiến về ma quỷ đảo, tứ đại quân đoàn không diệt được một cái giang giật. Cơ thính vũ chữ chữ châu ngọc, nói đến vũ nghịch á khẩu không trả lời được, nàng lúc nói chuyện cặp kia chân châu trong đôi mắt cũng đều là bầy mưu nghĩ kế, trí tuệ quang mang, làm người ta tin tưởng không nghi ngờ. Vũ nghịch bản thân cũng không am hiểu chuẩn bị, nghe được đau cả đầu, không bằng hắn bản năng cảm giác, như cho nữ tử này chủ đạo, có lẽ việc này khẳng định liền thành. Cơ thính vũ thật sâu nhìn một cái vũ nghịch, tiếp tục nói ra, lui một vạn bước nói, coi như tư đồ ra xuất binh, lôi ra lục ra bất động, chúng ta cũng không phải là không có có cơ hội diệt giang giật. Lần này mục đích cũng không phải là diệt thanh điều thương hội cùng tư đồ ra, mà là giết một người, chỉ cần giết giang giật chết rồi, coi như tứ đại quân đoàn diệt sạch, mục đích cũng đạt tới, công tử cũng lập công. Đã như vậy vì sao không đem tứ đại quân đoàn toàn bộ tụ tập tại ma quỷ đảo, chờ giang giật vừa xuất hiện, toàn bộ hợp nhau tấn công hơn 5 vạn thiên quân, mấy trăm thiên quân đỉnh phong, coi như giang giật bên người lại lại nhiều cường giả bảo hộ lại như thế nào nghịch công tử hẳn là so ta càng hiểu. Đại quy mô quân đoàn ở giữa tác chiến, coi như thiên quân đỉnh phong đều có thể đơn giản vẫn lạc A à huống chi một cái giang giật. Vũ nghịch triệt để bị kinh hãi, nuốt nước, nước miếng một cái, hỏi, ngươi. Làm sao biết đến rõ ràng như vậy ngươi tại tội đường là chức vị gì? Ha ha, cơ thính vũ lắc đầu khẽ cười nói, ta tại tội đường chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, sở dĩ đối với tội đảo sự tình có chút hiểu rõ, là bởi vì giang giật cũng là sinh tử của ta cửu địch, ta tin tưởng vững chắc nếu ta không giết chết hắn, sớm muộn có một ngày hắn hội giết trở lại Đông Hoàng Đại Lục, đem ta giết chết. Ngươi cùng giang giật lại có cửu oán, vũ nghịch có chút kinh ngạc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói a đúng ngươi cũng là thiên tinh đại lục tới giống như thiên tinh đại lục phân điện bị giang giật làm hỏng đúng cơ thính vũ gật đầu nói giang giật là ta mệnh trung túc địch ta đời này nguyện vọng lớn nhất liền là diệt giang giật nghịch công tử nếu ngươi hoàn toàn tín nhiệm ta thính vũ có thể giúp ngươi mưu đồ trong ba năm tất sát giang giật trong vòng 10 năm ta để ngươi trở thành vũ gia gia chủ 50 năm bên trong ta giúp các ngươi vũ gia nhất thống toàn bộ thiên tinh giới ha ha Vũ Nghịch nở nụ cười khổ, không nói trước những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật, liền nói Giang Giật a ngươi muốn làm sao diệt chúng ta võ điện ám kỳ có hơn phân nửa đều bại lộ, khẳng định cũng sẽ bị tư đồ ra tiêu diệt toàn bộ, mà lại lần này thất bại, ta nghĩ lại điều động gia tộc lực lượng tự khó khăn. Không cần điều động, cơ thính vũ trong mắt tinh mang lấp lánh, làm người ta không dám nhìn thẳng, chậm rãi mà đàm đạo, nhưng nghịch công tử chịu ủy quyền cho ta, ta không cần gia tộc điều động bất kỳ lực lượng nào, nhẹ nhõm có thể diệt Giang Giật. Tốt, Vũ Nghịch tựa hồ bị Cơ Thính Vũ thuyết phục, hắn vung tay lên nói, ta tự đánh cược một lần, Cơ Thính Vũ hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nếu không chúng ta đều sẽ vạn kiếp bất phục. Không hồi, Cơ Thính Vũ nở nụ cười khẽ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phương xa, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào, ta Cơ Thính Vũ nhưng là muốn trở thành đế hậu nữ nhân, như thế nào lại vạn kiếp bất phục đâu. Chương 817, ý nghĩ điên cuồng, tội đảo sự tình, cửu đế gia tộc rất rõ ràng, nhưng cửu đế gia tộc chuyện gì xảy ra, Giang giật lại hoàn toàn không hiểu rõ, thậm chí tư đồ nhất tiếu cũng không có tư cách tiếp xúc phương diện này tư liệu. Sở dĩ Giang giật cũng không biết rõ, một cái để hắn hận đến trong khung nữ nhân, thành công thuyết phục vũ nghịch, trở thành võ điện tội đường mới đường chủ. Giang giật gần nhất trôi qua không tệ, ở tại tư đồ gia trong đại viện, hết thảy đều không cần hắn đi quan tâm, hắn mỗi ngày ban ngày tu luyện nguyên lực, lĩnh hội vu thuật, dung hợp đạo văn, ban đêm luyện tập hỏa kỹ, bồi bồi mọi người, thời gian qua phong phú mà thỏa mãn. Tiếc núi duy nhất, liền là tô như tuyết còn tại Đông Hoàng Đại Lục, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, y phiêu phiêu vẫn không có nửa điểm tin tức, cái này khiến Giang giật mỗi lần nghĩ đến tự âm thầm thần thương. Tiền vạn quán mấy tháng gần đây đến chỉ là trở về một lần, để mọi người khiếp sợ là, tiền vạn quán dòng dã gầy hốc hác đi, trước kia không sai biệt lắm có 200 cân, giờ phút này tối đa cũng tự 106. Trên mặt hắn rất là mỏi mệt, nhưng mắt nhỏ bên trong đều là hưng phấn cùng tự tin, trên thân cũng tự nhiên mà vậy toát ra một loại trường kỳ lên tiếng ra lệnh bồi dưỡng ra tới bá khí giang giật rất là vui mừng không cần hỏi hắn làm được thế nào chỉ ít từ trên người hắn khí chất nhìn lại hắn đang cố gắng đang trưởng thành cái này đủ tiền vạn quán cũng chưa hề nói quá nhiều chỉ là cùng giang giật nói chuyện phiếm hắn biết rõ giang giật không thích chuyện buôn bán đây cũng không phải là một hai câu có thể nói rõ được phượng loan cùng thanh ngư vân phỉ ngược lại là đề nghị tiền vạn quán tiếp tục giảm béo xuống dưới như muốn chinh phục tư đồ nhất nghiệp, năng lực cùng công trạng là một mặt, chỉ ít cái này ngoại hình bên trên cũng không thể quá kém cường nhân ý. Tiền vạn quán ngũ quan dáng dấp kỳ thật còn có thể, liền là béo phải cùng một con lợn đồng dạng, đổi lại là bất kỳ một cái nào nữ tử đều sẽ không thích. Tiền vạn quán hấp tấp đi, chiến vô song ánh mắt lộ ra một tia đắng chát, giang giật cùng tiền vạn quán đều lẫn vào phong sinh thủy khởi, hắn làm chiến thần nhất tộc thế hệ này truyền nhân, cảnh giới vẫn còn dừng lại tại kim cương cảnh đệ ngũ trọng, thiên tư này có lẽ tại thiên tinh đại lục xem như rất mạnh, nhưng phóng nhãn thiên tinh giới lại không tính là gì. Giang giật đã nhận ra chiến vô song cảm xúc không đúng, nhưng không có đi thuyết phục cái gì, loại chuyện này chỉ có dựa vào tự đi ra ngoài, hắn cũng tin tưởng chiến thần nhất tộc truyền nhân tuyệt đối sẽ không như thế bình thường. Hắn đi vào gian phòng bên trong tiếp tục tu luyện, gần nhất thứ ngũ khỏa tinh thần đã tu luyện tới một nửa, đoán chừng còn có nửa năm liền có thể dị biến. Khốn long thảo cải tiến thân thể về sau, hắn nguyên lực tu luyện không có bất kỳ cái gì bình cảnh, nếu có thể tiếp tục như vậy một viên một viên tinh thần dị biến xuống dưới, cho chín khỏa tinh thần toàn bộ dị biến, hắn coi như đạo văn cảnh giới không tăng lên, bằng vào cường đại nguyên lực cũng có thể đập chết rất nhiều người. Để hắn có chút đắng buồn bực chính là, đạo văn dung hợp không tiến triển chút nào, phần diệt thương khung vô thuật ngược lại là có chút tiến bộ, hỏa vân khải hắn dùng tinh thần chi lực ôn dưỡng cũng không có bất kỳ cái gì thông linh dấu hiệu. Trên người hắn còn có một cái đại địa giáp, một cái hỗn độn xích, hắn cũng nếm thử đi luyện hóa, đáng tiếc đồng dạng không thể thông linh. Cầu mong gì khác hỏi qua Hoàng Phủ Đào Thiên, nhưng cái sau nói thông linh thứ này, kỳ thật. Hoàn toàn dựa vào vận khí, cũng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo cùng chương pháp, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trước buông xuống một chút. Mấy tháng nay, mỗi tháng thần khóc ngược lại để giang giật hồn kiếm lại nhiều hơn 10 thanh, trước kia bị hủy diệt một chút, giờ phút này lại đạt đến hơn 30 đêm. Hắn thỉnh thoảng sẽ đi nghiên cứu một chút thần âm thiên ký nhưng thứ này có thể cảm ngộ đã vận khí nghịch thiên, lại nghĩ tiến giai phi thường khó khăn. Hắn nghĩ nghĩ lại chỉ có thể cùng trước kia đồng dạng, một bên tu luyện nguyên lực, một bên cảm ngộ phần diệt thương không vô thuật, chuẩn bị đem thứ ngũ khỏa tinh thần dị biến sau lại nói. Gần nhất thần tứ thành bên trong ngược lại là một mảnh yên tĩnh, duy nhất để cho người ta nói chuyện say xưa chính là tư đồ thương hội thành lập. Thanh điều thương hội nhập vào tư đồ thương hội, thanh điều thương hội sở hữu nghiệp vụ cũng bị tư đồ ra tiếp thủ, thiên cơ thuyền hành tàu tứ phương, treo lên tư đồ ra cờ xí, đồng thời giá cả giảm xuống một nửa, mà thiên cơ thuyền lại nhiều gấp đôi. Có tư đồ ra lực uy hiếp, tăng thêm bốn đại sơn bọn phỉ đoàn hủy diệt, tư đồ ra thiên cơ thuyền an toàn có tuyệt đối cam đoan, tư đồ ra không cần lên giao phí qua đường cho sơn phỉ quân đoàn, giá cả hàng, lợi nhuận lại không hàng. Đồng thời tư đồ ra hạ một cái thông cáo, cưỡi tư đồ ra thiên cơ thuyền, tiến vào thần tứ thành không cần giao nạp thiên thạch, nói một cách khác vào thành thiên thạch, tư đồ ra cho ngươi giao. Tin tức này truyền ra, toàn bộ thần tứ bộ lạc một mảnh xôn xao, cho rằng tư đồ ra điên rồi. Bản thân tự hàng một nửa giá cả, lại thay người nộp lên vào thành phí tổn đây không phải miễn phí cho những cái kia sơn phỉ bọn họ thần tứ thành chuyến du lịch một ngày sau. Sự thật chứng minh, đó là cái thiên tài ý nghĩ, chính là bởi vì tư đồ ra thiên cơ thuyền tuyệt đối an toàn, lại như thế tiện nghi, còn có thể miễn phí vào thành, vô số sơn phỉ nhao nhao cưới thiên cơ thuyền nghĩ đến thần tứ thành nhìn xem. Không nói cái gì có thể đi vào thần tứ thành, bản thân liền là một loại vinh quang không phải mà lại tiến vào thần tứ đảo sau thiên địa nguyên khí nồng nặc dọa người, bọn hắn tại thiên cơ thuyền bên trong tu luyện, cũng có thể so bên ngoài nhanh rất nhiều. Sở dĩ gần nhất từ đồ ra thiên cơ thuyền sinh ý tốt đến bạo dạp, muốn cưới thiên cơ thuyền, còn được sớm hẹn trước xếp hàng. Tiến vào thành dù sao cũng phải mua chút đồ vật, hoặc là bán ít đồ A tư đồ ra như thế phúc hậu, mọi người tự nhiên tin tưởng tư đồ ra thương hội, thế là tư đồ gia thương hội gần nhất trong khoảng thời gian này lượng giao dịch tăng lên mấy lần. Tư đồ gia thương hội gần nhất cũng liên tiếp bước phát triển mới trò gian trá, tỷ như mỗi tháng một lần cảm ơn trời, tư đồ thương hội toàn trường nửa giá. Tỷ như tư đồ thương hội xuất hiện một cái tư đồ tiền trang, tất cả mọi người thiên thạch cùng bảo vật có thể cất giữ trong tư đồ tiền trang bên trong. Tư đồ gia hội cấp cho một tấm lệnh bài cho ngươi, lệnh bài này trừ phi bản thân ngươi, hoặc là có được trực hệ huyết mạch người mới có thể đủ lấy ra tồn lấy thiên thạch cùng bảo vật, đồng thời cất giữ về sau còn có cách xù lợi tức. Tư đồ tiền trang xuất hiện, để toàn bộ sơn phỉ điên rồi. Sơn phỉ ở bên ngoài, tùy thời đều có thể vẫn lạc, trên người bọn họ có lại nhiều thiên thạch cùng bảo vật cũng không an toàn, lúc nào cũng có thể lại biến thành người khác. Mà bọn hắn như đem những này thiên thạch cùng bảo vật cất giữ trong tư đồ ra tiền trang bên trong, coi như bị giết, con cháu của bọn họ cũng có thể lấy ra, cũng còn có lợi tức đầy đối với bọn hắn tới nói sức hấp dẫn là chí mạng. Đương nhiên, cũng có người lo lắng tư đồ ra như đen bọn hắn thiên thạch cùng bảo vật, ai cũng không có cách. Nhưng một chút tin tức ngầm truyền ra về sau, rất nhiều người lựa chọn tin tưởng tư đồ ra. Tin tức ngầm rất nhiều, tỉ như tư đồ ngạo tại thương hội bên ngoài phát hạ thần chi huyết thệ, trừ phi tư đồ ra diệt phong, tư đồ tiền trang tuyệt đối sẽ không đóng cửa. Tỉ như tư đồ ra sừng sướng 70 vạn năm, làm thần tứ bộ lạc thủ hộ thần một trong, tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời tỉ như tư đồ ra ba cái lão quái vật cũng tự mình ra mặt cam đoan loại hình vân vân. Những tin tức này không cần đoán, là tiền vạn quán phái người truyền tới, tư đồ ra thiên cơ thuyền, còn có gần nhất rất dùng nhiều dạng cũng là hắn làm ra, mà tại rất nhiều người tồn lấy thiên thạch bảo vật, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì về sau, thần tứ bộ lạc rất nhiều người đều tiếp nhận tư đồ tiền trang. Tiền vạn quán dùng thời gian mấy tháng, để tư đồ ra thương hội kiếm lời lớn, hắn tại tư đồ ra thành công đặt chân vững vàng, tiền vạn quán ba chữ cũng vang vọng toàn bộ thần tứ bộ lạc. Càng khiến người ta kinh dị là tiền vạn quán hao tốn một tháng thời gian, thành công thuyết phục mười ba trong gia tộc bát đại gia tộc, chuẩn bị liên thủ thành lập một cái mới thương hội, trong đó còn bao gồm Hoàng Phủ Gia, cái này mới thương hội nhằm vào mục tiêu là Đông Hoàng Đại Lục. Nói một cách khác, tiền vạn quán cảm thấy kiếm thần tứ bộ lạc không đủ tiền, muốn đi kiếm Đông Hoàng Đại Lục tiền. Kiếm tiền sau theo Đông Hoàng Đại Lục mua được càng nhiều ngụy thần khí, thu mua càng nhiều cường giả, cũng từng cái phá vỡ Đông Hoàng Đại Lục Cửu Đế gia tộc thống trị, cuối cùng để mời ba gia tộc vào ở Đông Hoàng Đại Lục, xưng bá thiên tinh giới. Ý nghĩ này rất điên cuồng, bát đại gia tộc lại cũng đi theo tiền vạn quán cùng một chỗ nổi điên. Chương 818, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tội đảo rất lớn, nhưng tương đối Đông Hoàng Đại Lục tới nói quá nhỏ quá nhỏ, Đông Hoàng Đại Lục 108 vực, tội đảo toàn bộ cộng lại diện tích cũng không sánh nổi trong đó một vực, tổng hợp chiến lược càng là so ra kém Cửu Đế gia tộc bất luận cái gì nhất tộc nếu không có cửu long chu thần đại trận không có vô tận biển sâu yêu tộc tội đảo sớm đã bị diệt sở dĩ tội đảo một mực chỉ có thể phòng thủ chưa bao giờ từng nghĩ phản công trừ phi xuất hiện một tên huyền đế nhân vật như vậy một người một đao quét ngang đông hoàng đại lục nhưng này có thể sao thiên tinh giới có kỷ nguyên trăm vạn năm đến chỉ xuất một cái huyền đế tội đảo mời ba gia tộc cũng chưa từng nghĩ tới phản công chỉ là nghĩ làm sao phòng ngự làm sao tăng phúc cửu long chu thần đại trận làm sao củng cố cùng vô tận sâu hải yêu tộc quan hệ Đông Hoàng Đại Lục một mực có gian tế trà trộn vào tội đảo bên trong đến, điểm ấy 13 gia tộc đều rất rõ ràng, bọn hắn cũng minh bạch Đông Hoàng Đại Lục mỗi giờ mỗi khắc không muốn hủy diệt tội đảo, bởi vì tội đảo tồn tại một ngày, liền để cửu đế gia tộc một ngày trên mặt tối tăm. 13 gia tộc kỳ thật cũng có gian tế tại Đông Hoàng Đại Lục, nhưng này chỉ là tìm hiểu một chút Đông Hoàng Đại Lục giản lược tình báo, xảy ra đại sự gì loại hình, để tránh đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Tỷ như huyền thần cung ra huyền thần trên núi, tỷ như giang giật để cửu đế gia tộc mất hết mặt, tỷ như cửu đế gia tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả, những tin tình báo này ngược lại là rất dễ dàng tìm hiểu ra. Nhưng cần nhờ những người kia đi phá vỡ cửu đế gia tộc thống trị, vậy khẳng định là si nhân nằm mơ, thậm chí kỹ càng điểm tình báo đều rất khó tìm hiểu ra, bởi vì đông hoàng đại lục quá lớn, cửu đế gia tộc quá lớn, bằng vào điểm này người cho người ta lấp không đủ để nhét kẻ răng. Sở dĩ tiền vạn quán kế hoạch mới có thể để 13 gia tộc khiếp sợ như vậy, bất quá ngoại trừ tư đồ ra, còn lại gia tộc đều không tin tưởng, chỉ là muốn đi theo tư đồ ra cùng một chỗ lợi ít tiền mà thôi. Chính như tiền vạn quá nói tới có thể kiếm đông hoàng đại lục tiền, có thể kiếm cửu đế gia tộc tiền, lại từ đông hoàng đại lục mua càng nhiều đan dược, mua càng nhiều bảo vật binh khí, để mời ba gia tộc càng thêm cường đại, cớ sao mà không làm. Lôi ra cùng nam cung gia lục ra còn có còn lại hai nhà lại cực lực phản đối, cho rằng tư đồ ra đây là làm điều ngang ngược cùng địch nhân đi làm sinh ý đem vô tận biển sâu tội đảo bảo vật đưa đi Đông Hoàng Đại Lục đây không phải là thông đồng với địch A. Giống như trường kỳ cùng Đông Hoàng Đại Lục bên kia giao dịch, không phải lại càng dễ để gian tế trà trộn vào đến đến lúc đó không có đánh vào địch nhân nội bộ, ngược lại bị cửu đế gia tộc người đánh vào nội bộ, thậm chí. Lôi ra còn mịt mờ đưa ra, Giang giật tiền vạn quán có phải hay không Đông Hoàng Đại Lục phái tới gian tế. Một điểm cuối cùng chúng gia tộc cũng không tin tưởng, dù sao Giang giật cùng cửu đế gia tộc thù quá sâu, cửu đế gia tộc còn phái người tại thần tứ thành bên ngoài ám sát giang giật, nếu không phải lôi ra lão tộc trưởng xuất thủ giang giật đều đã chết. Mà lại tiền vạn quán nói rõ, tội đào một chút vật phẩm trọng yếu sẽ không ra bán đi đông hoàng đại lục, tỉ như lôi thạch, tỉ như vô tận trong biển sâu đặc thù bảo vật. Cũng thành lập giám sát tiểu đội, bát đại gia tộc phân biệt phái người giám sát, cái này giám sát tiểu đội nhân tuyển còn một năm một đổi, bát đại gia tộc chính mình quyết định phái ai giám sát, dạng này hoàn toàn tránh khỏi thông đồng với địch có thể. Tiền vạn quán còn nói, còn lại ngũ đại gia tộc coi như không tham dự vào đây, cũng có thể phái người đến giám sát, hết thảy theo quy củ đến, làm ăn làm quang minh chính đại, dạng này lôi ra cùng nam cung gia lục ra năm người gia tộc hoàn toàn tìm không ra đâm, mới thương hội Đằng Long thương hội chính thức thành lập. Đằng Long thương hội thành lập, để tư đồ ngạo dòng dã nửa tháng ngủ không yên. Cái này không chỉ có riêng là một cái thương hội, không chỉ là kiếm tiền, mà là một cái liên minh a. À thông qua cái này thương hội đem bát đại gia tộc cột vào một gỗ trên chiến xa, tư đồ ra cầm đầu. Giống như cái này thương hội có thể liên tục không ngừng mang đến lợi ích, bát đại gia tộc càng ngày càng cường đại, còn lại bảy đại gia tộc còn không phải chăm chú đoàn kết tại tư đồ ra chung quanh lôi ra lại cường đại, có thể đối kháng bát đại gia tộc. Tiền vạn quán nói, trong vòng 5 năm để tư đồ ra trở thành đệ nhất gia tộc, đó cũng không phải lời nói suông. Trọng yếu nhất chính là tiền vạn quán đây là đường đường chính chính dương mưu, để cho người ta không thể lên án dương mưu, coi như lôi ra mắt đỏ cũng vô dụng, chẳng lẽ lại lôi ra dám đối chiến bát đại gia tộc lôi ra lão tộc trưởng thật là vô địch. Thương trường như chiến trường, tiền vạn quán âm mưu dương mưu đồng hành, cũng đều không theo lẽ thường ra bài, khiến người ta khó mà phòng bị. Tiền vạn quán gần nhất cũng biến thành chạm tay có thể bỏng, trở thành bát đại gia tộc chỗ ngồi chi tân, danh vọng thậm chí vượt qua giang giật. Để cho người ta không biết nên khóc hay cười chính là giám sát tiểu đội thành viên, bốn cái gia tộc đều phái ra bọn hắn gia tộc xinh đẹp nhất tiểu thư, cả ngày vây quanh tiền vạn quán, mỹ danh hắn viết ngày, dám thị tiền vạn quán, bên trong thâm ý người qua đường đều biết. Tiền vạn quán không nghĩ tới cái này hèn hạ tiểu mập mạp còn có khả năng như thế ngược lại để ta nhìn lầm, cái này đích xác là một nhân tài a. À. Bác đế thành võ lâu đài tội trong đường, cơ thính vỗ cha xét mới nhất truyền về tình báo, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ tán thưởng cái này tiểu mập mạp nàng có chút ấn tượng, dù sao cũng là tiền gia thiếu tộc trưởng, vẫn là giang giật trung thành nhất tiểu đệ. Vũ gia người gần nhất bị thanh tẩy rất nhiều, tình báo truyền về rất mơ hồ, tỉ như đằng long thương hội tình báo kia là tuyệt mật, cơ thính vũ cũng không có đạt được nửa điểm tư liệu. Chỉ là biết rõ tiền vạn quán gần nhất rất hỏa, trợ giúp từ đồ ra kiếm lời rất nhiều thiên thạch, địa vị cũng biến thành thiêu đốt tay khả nhạc. Vũ nghịch gần nhất thâm cư không ra ngoài, tất cả yến hội hết thảy từ chối, gần như đều là tại tội trong đường tu luyện cùng xem tình báo. Đây là cơ thính vũ đề nghị, từ nơi nào té ngã, từ nơi nào bò lên, mặc kệ có thể hay không bò lên, hắn nhất định phải có một phen làm dáng. Hắn gần nhất mỗi ngày ngồi xổm ở tội trong đường, cũng làm cho trưởng lão đường người đối với hắn bất mãn hạ xuống thấp nhất. Hắn nghe được cơ thính vũ cảm khái âm thanh, những mày nói cơ thính vũ, người còn có tâm tình cười tiền vạn quán lẫn vào càng tốt, giang giật càng an toàn, chúng ta muốn đối phó hắn càng khó. Cơ thính vũ cười khẽ lắc đầu nói, nghịch công tử, chúng ta muốn nhìn thẳng vào địch nhân, thậm chí muốn tôn trọng địch nhân, tiền vạn quán đích thật là một nhân tài, điểm ấy chúng ta muốn thừa nhận. Giống như không thể nhìn thẳng vào địch nhân, lại như thế nào khách quan đi phân tích đi tìm sơ hở của hắn, một kích trí mạng đâu. Không thể không nói, vũ nghịch người này có cái rất tốt ưu điểm, hắn có thể nghe vào lời nói, cơ thính vũ sau khi nói xong hắn suy nghĩ một phen, gật đầu nói, người nói có đạo lý, ta là bị cừu hận cùng lửa giận che đôi mắt, chúng ta thực sự muốn nhìn thẳng vào địch nhân. Nghịch công tử tiến bộ nổi bật, ta nghĩ nếu là người phụ thân Bắc Hoàng nghe được ngươi câu nói này, cũng sẽ rất vui vẻ. Cơ thính vũ đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, kỳ thật muốn giết chết tiền vạn quán cùng giang giật quá đơn giản, tiền vạn quán làm càng tốt, hắn cùng giang giật tựu càng nguy hiểm, thậm chí. Ta nếu là dùng thủ đoạn hèn hạ, nhẹ nhõm có thể để hắn chết. Vũ nghịch ánh mắt lấp lánh, nói cái gì thủ đoạn hèn hạ, Cơ thính vu ánh mắt nhìn về phía phía tây nói, tiền vạn quán có cái lão cha cùng tộc nhân còn tại thiên tinh đại lục đâu, bắt được bọn hắn, nhẹ nhóm có thể bức hiếp tiền vạn quán làm phản, từ đó bị tư đổ ra chém giết, đương nhiên. Đây là hạ sách, không được, vũ nghịch kiên quyết khoát tay nói, tội không bằng người nhà, đây là cửu đế gia tộc tộc quy, cửu đế gia tộc coi như muốn chiến cũng muốn đường đường chính chính chiến, nếu không lan truyền thiên hạ, chúng ta vũ ra sẽ trở thành chúng mũi tên chi địch. Cơ thính vũ gật đầu, nói khẽ, sở dĩ ta nói đây là hạ sách, kế sách này thấy hiệu quả nhanh nhất. Công tử đã không đồng ý, vậy chúng ta dùng tới sách tốt, bất quá cái này cần một chút thời gian. Thời gian không là vấn đề, ta cần chính là xinh đẹp giành được một trận chiến này. Vũ nghịch gật đầu nói, gần nhất ta cũng phát hiện, ta nóng lòng cầu thành, tâm tính không đủ ổn định, ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, dốc lòng tu luyện, tội đường sự tình nguy toàn quyền phụ trách. Đại thiện, cơ thính vũ thật lòng cảm khái nói, nghịch công tử trưởng thành rất nhanh, đợi một thời gian, một đời mới bác hoàng bác đế nhất định phải là ngươi. Công tử yên tâm đi, không ra hai năm, thính vũ định để tội đảo long trời lở đất, giang giật cùng tiền vạn quán chết không có chỗ chôn Nhìn qua cơ thính vũ trong mắt cực nóng quang mang, vũ nghịch không hiểu cảm giác phía sau lưng mắt lạnh, hắn đột nhiên nhớ tới một câu, độc nhất là lòng dạ đàn bà A. chương 819, cướp người, thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt như kéo, năm tháng đi qua. Thần tứ thành càng thêm phồn hoa náo nhiệt, Tư đồ ra kiếm được đầy bồn đầy bát, cũng chiêu mộ càng nhiều cường giả, thanh thế phóng đại, thậm chí tại thần tứ bộ lạc phổ thông võ giả bên trong nhấc lên thần tứ thành, chỉ biết tư đồ ra, hoàn toàn không đề cập tới lôi ra. Đằng Long Thương Hội cũng bí mật bắt đầu hành động, mấy lần hoàn mỹ giao dịch, để bát đại gia tộc cũng kiếm lời lớn, tiền vạn quán cũng biến thành càng thêm thiêu đốt tay khả nhạc. Tư đồ ngạo lặng yên đem giám sát tiểu đội nhân tuyển đổi thành tư đồ nhất nghiệp, ý tứ rất rõ ràng, cá nhân hắn là đã đồng ý cửa hôn sự này, có thể hay không cầm xuống tư đồ nhất niệm tự xem tiền vạn quán bản lãnh của mình. Giang bảo bên trong một mảnh yên tĩnh, Hoàng Phủ Đào Thiên bế quan, Giang Tiểu Nô bế quan, Chiến Vô Song cũng bế quan, Vân Phỉ Ngoại trừ bồi phượng loan thanh ngư bên ngoài, liền là nghiên cứu cấm chế. Vô thần cấm chế học nàng đã tìm hiểu một nửa, đồng thời có thể tự mình sáng tạo cấm chế, theo tư đồ nhất tiếu nói, Vân Phỉ cấm chế trình độ đã đạt đến đại sư trình độ, ở trên nữa liền là cấp cao nhất tông sư. Tiểu Hồ Ly không có tỉnh, nhai tí thú cả ngày ngủ say, giang giật mỗi ngày ngoại trừ tu luyện liền là vẽ tranh, hắn ngộ tính không tệ, hỏa kỹ đã nhưng so sánh Phượng Loan, để Phượng Loan hổ thẹn không thôi cũng càng thêm sùng bái giang giật, nàng thế nhưng là luyện hơn 10 năm. Nhìn lần tốc độ tu luyện dưới, giang giật nguyên lực tu luyện tiến triển rất nhanh, thứ ngũ khỏa tinh thần sẽ dị biến, để hắn buồn bực là đạo văn vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển. Phần diệt thương khung vô thuật ngược lại là có rất lớn tiến bộ, hắn đã có thể ngưng tụ ra cửu thiên long viêm, lại xuống một bước liền có thể ngưng tụ ra thiên hỏa, hắn không biết thiên hỏa so với lôi hỏa uy lực như thế nào nhưng chắc chắn sẽ không chênh lệch quá xa, bởi vì cái này vô thuật, hắn lại cảm ngộ một cái hỏa hệ đạo văn, hỏa chi bạo viêm, đương nhiên chỉ là hạ giai đạo văn mà thôi. Hỏa vân khải không có thông linh, đại địa giáp cùng hốn độn xích không biết có phải hay không lôi kỳ viêm âm thầm làm quỷ đều không thể thông linh, không thể thông linh liền là phổ thông ngụy thần khí, giang giật còn không bằng dùng chính mình hỏa long kiếm đâu. Nói lên hỏa long kiếm, Giang giật gỡ xuống hỏa linh châu để tư đồ nhất tiếu cầm lấy đi giám định chữa trị một phen, bởi vì hỏa long kiếm cấm chế bên trong có hơn phân nửa đều là không trọn vẹn, nếu có thể bổ đủ, tuyệt đối là một kiện trí bảo. Đáng tiếc, tư đồ ra luyện khí sư căn bản là không có cách giám định ra hỏa long kiếm phẩm dai, chỉ có thể kết luận cái này ít nhất là một thanh siêu thánh khí, còn như cấm chế bên trong càng là không cách nào chữa trị, bởi vì các vị luyện khí sư đều chưa thấy qua. Hoàng Phủ ra có một cái luyện khí tông sư, đáng tiếc hoàng phủ đào thiên cùng hoàng phủ ra thế như nước với lửa hắn chỉ có thể thôi hỏa long kiếm lực công kích kém một chút nhưng hỏa linh châu cùng hỏa long kiếm có thể dung hợp hỏa linh châu bên trong thì ra là hỏa linh thạch còn có có thể tích lửa cường đại thần thông để giang giật kết luận hỏa long kiếm bất phàm tuyệt đối không phải là một kiện phổ thông siêu thánh khí hơn nửa năm đạo văn còn không có dung hợp ta có phải hay không hẳn là ra ngoài đi một chút luôn dạng này bế quan xuống dưới có thể hay không cái này đều không cách nào dung hợp Giang giật thân thể lóe lên ra đế cung bên ngoài, nhìn qua đầy sân bên trong nở rộ hoa tươi, hắn lông mày bên trên đều là sầu, thời gian trôi qua càng lâu, nội tâm của hắn càng là lo lắng, tại cái này tội đảo bên trên có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Xa xa xa, đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận vội vàng tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn lên, gặp tiền vạn quán mặt dầu dĩ đi đến, nội tâm của hắn trầm xuống, tiền vạn quán gần nhất đã trở nên rất là trầm ổn, coi như chuyện lớn hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện vẻ mặt này, chẳng lẽ có đại sự xảy ra? Lão đại, tiền vạn quán giảm béo rất thành công, giá người mặc dù còn có hơi mập, nhưng rõ ràng có thể khiến người ta tiếp nhận, hắn nhanh chân lưu tinh đi tới, thật xa tổ truyền âm nói, vừa mới nhận được tin tức, lôi kỳ viêm bên trên Nam Cung ra cầu hôn, muốn cưới Linh Đăng Tỷ, Nam Cung Vân Nghĩa nghe nói đã đồng ý. Cái gì, tựa như sấm sét giữa trời quang vang lên, giang giật sắc mặt lập tức đại biến, hắn đôi mắt chuyển động vài vòng, lạnh giọng nói ra, Linh Đăng tỷ không phải nói vị vong nhân chi thân sao còn có lôi kỳ viêm không phải lấy khúc gia tiểu thư là chính thê sao Nam Cung Vân Nghĩa làm sao có thể đáp ứng. Tiền vạn quán đi đến giang giật bên người, đầy mắt ngưng trọng nói ra, chính là bởi vì là vị vong nhân chi thân, sở dĩ lôi kỳ viêm cưới Linh Đăng tỷ là tới làm tiểu thiếp, mà lại cái này rất rõ ràng là hai nhà tại thông gia. Tư đồ gia gần nhất thế lớn, liên hợp bát đại gia tộc lực áp lôi gia, hoàng phủ gia còn dính vào, lôi ra chỉ có dựa vào cùng Nam Cung ra hình thành liên minh, Nam Cung vân nghĩa là cứng nhắc cay nghiệt, nhưng ở gia tộc lợi ích trước mặt, cái gì đều có thể hy sinh. Cũng tỉ như Hoàng Phủ Đào Thiên cùng lôi tử hàm hôn ước đồng dạng, Hoàng Phủ kỳ mặc dù hận đến lôi đình uy răng trực dương dương, nhưng lôi tử hàm thích Hoàng Phủ Đào Thiên, vì gia tộc lợi ích hắn cũng đồng ý thông ra, dù sao lôi ra là đệ nhất gia tộc. Cầu thí thông ra, giang giật trong mắt lãnh quang lấp lánh, trên thân sát khí lẫm người, hắn đùa cợt nở nụ cười, lôi kỳ viêm đây là tại trả thù ta, hắn muốn đùa bỡn linh đang tỷ đến báo thù ta, hắn khẳng định cha được ta cùng linh đang tỷ quan hệ. Tiền vạn quán vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài nói, lão đại ngươi đừng vội, chỉ là đính hôn, còn không có qua cửa, luôn có biện pháp. Linh đang tỷ trước kia gả cho lục ra một cái công tử, nhưng ở nửa đường còn không có qua cửa, lục ra công tử đi sông sáo một cái bí cảnh chết rồi, sở dĩ theo lệ lạc tập tục, nàng nhất định phải thủ tiết 7 năm, còn có thời gian một năm đâu. Một năm, Giang giật nhẹ gật đầu, nhưng lại có chút đắng chát chát nói ra, có thể có biện pháp nào đây là Nam Cung ra việc nhà, chúng ta không cách nào can thiệp. Chẳng lẽ lại chúng ta đi đoạt người đừng nói Nam Cung ra cường giả như mây, coi như có thể giành được đến, chúng ta chỉ có chạy ra tội đảo, ta ngược lại thật ra không quan trọng, tiền đồ của ngươi liền bị hủy. Hô hô, tiền vạn quán thở ra một hơi thật dài, kỳ thật nhận được tin tức lúc hắn tự đoán được Giang giật phản ứng, Giang giật người này trọng nhất cảm tình, Linh đang tỉ cùng hắn thân như tỷ đệ, đối bọn hắn lại có đại ân hắn tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn nàng nhập hố lửa lôi kỳ viêm trong khoảng thời gian này rất điệu thấp một mực tại lôi ra đóng cửa không ra chưa bao giờ đi tìm giang giật cùng tiền vạn quán phiền phức nhưng coi như dùng đầu món chân suy nghĩ cũng biết hắn đây là tại trả thù giang giật nếu không nam cung ra nhiều như vậy tiểu thư vì sao hết lần này tới lần khác cưới linh đang tỉ quả phụ nói thế nào danh khí đều không tốt nghe đem linh đang tỉ cưới đi qua bản thân cái này liền là đánh giang giật mặt trở thành tiểu thiếp của mình, lôi kỳ viêm muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, có thể đem tại giang giật cái này nhận được khí, toàn bộ phát thiết tại linh đang tỉ trên thân. Nghĩ tới đây giang giật tựu lửa giận ngút trời, hắn trong sân đi qua đi lại, sau một lúc lâu hắn đột nhiên ngẩng đầu cùng tiền vạn quán nói ra, vạn quán, người nghĩ biện pháp, để cho ta cùng linh đang tỉ gặp một lần. Cái này, tiền vạn quán trần chờ một lát sau gật đầu nói, được, hậu thiên là cười một tiếng sinh nhật, ta phái người bằng vào ta, cười một tiếng, nhất nhiệm, còn có người danh nghĩa liên danh mời Nam Cung Mộc Ngư cùng Linh Đăng Tỷ, chắc hẳn Nam Cung gia hẳn là minh bạch ý của chúng ta, như sẽ không lại cho mặt mũi, về sau lão tử cũng không cho Nam Cung Mộc Ngư mặt mũi. Ừm, Giang giật nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng lại không báo hy vọng, dù sao lần trước hắn đi Nam Cung gia, Nam Cung Mộc Ngư đều không có nể tình, để hắn gặp Linh Đăng Tỷ một mặt. Lão đại, đừng vội. Tiền vạn quán trầm giọng nói ra, ta xem một chút có thể hay không trước cùng Nam Cung ra gia làm giao dịch, thực sự không được ta bố cục cùng ngươi cùng một chỗ cướp người, cùng lắm thì chúng ta tiếp tục lưu lạc viên nhai đi. Này làm sao có thể? Giang giật khẽ giật mình, tiền vạn quán như thật dính vào, kia không khác cùng lôi ra tư đồ ra khai chiến. Hắn trong khoảng thời gian này cố gắng đem giao chi đông lưu, cùng tư đồ nhất niệm hôn sự cũng sẽ ngâm nước nóng. Tiền vạn quán không thèm để ý chút nào vỗ vỗ giang giật bả vai nói, lão đại không cần lo lắng cho ta, nhất niệm như thật thích ta, khẳng định sẽ cùng ta bỏ trốn, nếu không chịu theo ta, vậy dạng này nữ nhân muốn tới làm gì dùng đại trưởng phu gì hoạn không vợ. Cắt cắt chương 820, không mời mà tới. Tư đồ nhất tiếu sinh nhật nguyên bản không phải đại sự, bất quá năm nay tư đồ ra danh tiếng quá thịnh, như tư đồ nhất tiếu không ra yến hội có lẽ không có gì, nhưng ở hắn cùng tiền vạn quán liên danh phát ra rất thường xuyên mời thiếp về sau, thần tứ thành lập tức náo nhiệt. Tại Đằng Long thương hội thành lập về sau, mời ba gia tộc trọng yếu công tử cùng tiểu thư đều một mực tại thần tứ thành bên trong ở, một là tham dự kinh doanh, học tập lịch luyện đệ nhị tự nhiên là cùng tiền vạn quán tư đồ nhất tiếu lôi kéo quan hệ phải biết đằng long thương hội danh nghĩa hội trưởng thế nhưng là tư đồ nhất tiếu tư đồ nhất tiếu danh thiếp phát ra ngoài về sau chư vị công tử tiểu thư vội vàng phái người chuẩn bị lễ vật sợ chậm trễ tư đồ nhất tiếu vạn nhất hắn cùng tiền vạn quán đề nghị thương hội đem một nhà trong đó đuổi ra ngoài vậy khẳng định sẽ tiếp nhận tổn thất thật lớn phải biết lôi ra cùng nam cung ra các loại chờ năm nhà mặt ngoài mạnh miệng Ngầm chỗ lại đỏ mắt không thôi, rất muốn dính vào. Để rất nhiều người kinh nghi chính là, tư đồ nhất tiếu hướng Nam Cung Mộc Ngư hạ thiếp mời, đồng thời còn mở tiệc chiêu đãi một tên Nam Cung ra quả phụ, nhưng lại cũng không có cho lôi kỳ viêm lôi tử hàm đưa thiếp mời, lục gia lục vũ tiểu thư cũng không có đưa thiếp mời. Tư đồ nhất tiếu cho toàn thành người cảm giác một mực là nho nhã lễ độ, chưa từng hội tận lực đi đắc tội một người, lần này lại làm như thế tuyệt, như thế không nể mặt mũi để bảy đại gia tộc công tử tiểu thư càng là khẩn trương không thôi, chẳng lẽ lại tư đồ ra muốn cùng lôi ra tuyên chiến. Đương nhiên có người cũng rất nhanh liên tưởng đến lôi kỳ viêm trước đó cầu hôn, lại nghĩ tới tư đồ nhất tiếu mời nam cung ra cái kia quả phụ, việc này liền càng thêm sáng tỏ. Tư đồ nhất tiếu đối lôi kỳ viêm rất là bất mãn, cũng nghĩ nhờ vào đó ly gián lôi ra cùng nam cung gia liên minh, lần này rõ ràng cũng là cho nam cung gia vứt ra cảnh ô lưu, tự xem nam cung gia lên hay không lên nói. Lôi ra rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì phản ứng, bất quá tại yến hội trước một canh giờ, lôi ra đại môn mở ra, hai chiếc xe ngựa sang trọng chạy mà ra thẳng đến Nam Cung ra, sau nửa canh giờ Nam Cung ra đại môn cũng mở ra, năm sáu cỗ xe ngựa chạy ra thẳng đến tư đồ đại viện. Cái gì, Giang bảo bên trong, Giang giật nghe được một gã hộ vệ truyền báo về sau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi lôi kỳ viêm không mời mà tới, còn cùng Linh đang tỉ cùng có mặt, giờ phút này ngay tại tư đồ nhất tiếu tòa thành bên trong, lôi từ hàm cùng lục vũ lại cũng mặt dạn mày dày tới từ đồ nhất thiếu không có cách nào chỉ có thể đem mọi người đón vào tổng không trở thành sự thật vạch mặt a à. giang ra tiền ra hỏi ngươi có hay không muốn đi qua hộ vệ chắp tay truyền lời nói tự nhiên muốn đi giang giật lạnh giọng nói ánh mắt quét qua phượng loan nói phượng nhi người đi đổi thân lễ phục theo giúp ta đi một chuyến phượng loan đứng dậy vào phòng thanh ngư ánh mắt có chút u oán đương nhiên không dám biểu hiện được quá rõ ràng Giang giật thần thức quét vào hoàng phủ đào thiên gian phòng, truyền âm nói, đào thiên đại ca, cười một tiếng sinh nhật, người có muốn hay không đi một chuyến. Tốt, hoàng phủ đào thiên mở to mắt ngừng tu luyện, gần nhất hắn đối tư đồ nhất thiếu ấn tượng thay đổi rất nhiều, giờ phút này ở tại tư đồ trong đại viện, không đi chúc mừng một phen cũng nói không đi qua. Rất nhanh hoàng phủ đào thiên đi ra, Phượng Loan cũng đổi một thân màu đen lễ phục giả hội, mang tới rất nhiều chân quý trang sức, trở nên hào quang không thể trói mắt, giang giật vung tay lên nói, đi thôi công tử, người không cần thay đổi thân lễ phục Phượng Loan trần chờ nói, Giang giật nhếch miệng cười nói ta kỳ thật. Là đi đập phá quán, Phượng Loan cùng thanh ngư lật lên bạch nhãn, tư đồ nhất tiếu sinh nhật yến hội cũng dám đập phá quán, cái này sợ chỉ có Giang giật A3 người mang theo mấy tên hộ vệ đi ra Giang bảo, hướng bên cạnh cười lâu đài đi đến. Cửa ra vào tư đồ nhất tiếu tại đón khách, tư đồ nhất niệm cùng tiền vạn quán lại không thấy thân ảnh, hẳn là ở bên trong chiêu đãi khách nhân. Nhìn thấy Giang giật bọn người đi tới, từ đầu nhất tiếu cười khổ tiến lên đón, thấp giọng nói ra, giang giật, lúc đầu lần này sinh nhật ta muốn điệu thấp qua, vạn quán nói muốn khai yến hội, ta liền biết không có chuyện tốt. Được rồi, đã các người muốn chơi liền tùy tiện đùa đi, không cần cố kỵ ta, có phạm nhân tiện nhất định phải hảo hảo đánh mặt, nếu không không biết trời cao đất rộng.